chương 340, đột nhiên, sư hổ kiếm thánh kiếm chạm ra, đường tam lần nữa như hư ảnh giống như lui lại, từ trong kiếm võng xuyên thẳng qua mà qua, trôi hướng một bên. Nhưng lần này, sư hổ kiếm thánh không có truy kích, mà là quay lại thân kiếm, đem to lớn trọng kiếm cắm thân người trước trong lòng đất. Trong chốc lát, trong không khí lơ lửng sư hổ kim cương tất cả đều trở nên sáng lên, kim quang trói mắt xuất phát. Lấy sư hổ kiếm thánh thân thể làm trung tâm 30 mét phạm vi bên trong, trong nháy mắt biến thành đại dương màu vàng óng. Những cái kia lơ lửng giữa không trung sư hổ kim cương tựa như là bị nhen lửa đồng dạng, toàn diện bộc phát. Ngươi không phải am hiểu né tránh sao? Vậy ta liền cho ngươi một cái phạm vi công kích, nhìn ngươi còn thế nào né tránh, làm sao tránh? Ngay tại sư hổ kiếm thánh đem trọng kiếm đâm vào trước mặt mình mặt đất thời điểm, Đường Tam cũng động. Bay xuống trên mặt đất hắn, chân phải đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất, trên thân thanh quang tùy theo bộc phát. Đường Tam dậm chân vị trí, phát ra từng cái âm thanh trầm thấp oanh minh đại đấu thú trường cũng vì đó một rung động, nhưng vừa vặn cùng sư hổ kim cương tại cùng một thời khắc bộc phát, cho nên, khi anh minh thời điểm xuất hiện, kim quang vừa vặn đem đường tam hoàn toàn ôm trọn. Chiến tranh tiến đạp, đến từ tượng yêu tộc chiến tranh tiến đạp. Đường tam tại sao muốn dung hợp một cái tượng yêu huyết mạch chi lực? Cũng không phải là bởi vì tượng yêu huyết mạch mạnh bao nhiêu, mà là vì đền bù chính mình lực lượng chưa đủ khuyết điểm. Tượng yêu ở trong yêu quái tộc thuộc về lực nhất hình, huyết mạch chi lực tăng lên chính là thuần túy lực lượng thân thể. Bọn hắn tại tính linh hoạt cùng mặt khác mặt đều không được, duy chỉ có lực lượng rất mạnh. Kỹ năng Thiên Phú cũng chỉ có một cái chiến tranh tiến đạp. Nhưng chính là bởi vì nó khả năng đặc biệt tại lực lượng, cho nên ở phương diện này mới cường đại. Chiến tranh tiến đạp mang theo sóng xung kích, tại phong cương che giấu bên dưới hiện lên màu xanh biết hướng ra phía ngoài xuất phát. Sư hổ kim cương đúng là cường hãn, trong nháy mắt đó lực bộc phát không gì sánh được cuồng mãnh nhưng đường tam dung hợp chiến tranh tiến đạp gió êm dịu cương thủ hộ, lực bộc phát đồng dạng không kém. Sóng sung kích hướng ra phía ngoài bộc phát, sư hổ kim cương phạm vi lớn bạo tạc. Hai người đụng vào nhau, lực lượng đại bộ phận triệt tiêu. Đường tam lấy phong cương hộ thể, mượn nhờ chiến tranh tiến đạp lực lượng, phóng lên tận trời, ngay tại cái kia hào quang màu xanh biếc ôm trọn dưới, ngạnh sinh sinh xông ra sư hổ kim cương bạo tạc khu vực. Cũng liền tại lúc này, một đạo tấm lụa giống như kim quang bỗng nhiên từ cái kia bộc phát sư hổ kim là bên trong sông ra trên không trung hóa thành một đạo kim quang phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách một cơ hồ chính là tại đường tam lên không dây lát kia đạo kim quang này liền đã truy kích mà tới kiếm mang tốc độ nhanh chóng sau trước đó sư hổ sáng tạo thánh công kích tối thiểu nhanh hơn gấp đôi cắm kiếm nhân không chỉ là dẫn động sư hổ kim cương đồng thời cũng là vì một chém này tụ lực cắm kiếm thức sư hổ kiếm thánh lấy một chiêu này không biết chém giết qua bao nhiêu đối thủ. Thân thể đường tam chung quanh gió để cơ hồ trong nháy mắt liền bị cái kia kinh khủng sáng tạo mang xé nát, mắt thấy hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền bị xé nát, thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, đúng vậy, chính là hư ảo. Kiếm mang màu vàng từ trên người hắn cướp mà qua, chém người không chung. Dây lát kia khí tức khủng bố, thậm chí làm cho thính phòng đều yên lặng xuống tới. Đường tam thân ảnh hư ảo, sau đó một khắc lại lần nữa trở nên chân thực, trên người hắn bị chém ra phong cương cũng một lần nữa ngưng tụ, đồng thời trong nháy mắt liền bộc phát ra âm thanh nổ đùng, thôi động hắn trở về sông, như thiểm điện hướng sư hổ kim cương bao trùm trong khu vực phóng đi, trong tay phá thiên trùy hướng phía sư hổ sáng tạo thánh vào đầu đập xuống. Sư hổ kiếm thánh luôn luôn ánh mắt kiên định bên trong, hiện lên bôi chấn kinh. Hắn tại vừa mới một chớp mắt kia, rõ ràng cảm giác được mình đã chém chúng đối thủ A. Đường tam bộ pháp cho dù tốt, thân ở không chung cũng là tránh cũng không thể tránh, làm sao có thể lần nữa tránh đi công kích của mình. Mà lại, cắm sáng tạo thức phát ra trọn chém, luận tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, luận lực lượng thập phần cường đại, đường tam đó là cái gì năng lực. Làm sao có thể tránh đi công kích của mình, mà liên tục bộc phát sư hổ kim sở cùng cắm kiếm thức sư hổ kiếm thánh xác thực cần hồi khí thời gian. Đúng lúc này, đường tam phản công tới, nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn quả thực là tuyệt diệu. Cách đó không xa, một tiếng vang lên ầm ầm. Sư hổ kiếm thánh vô địch chiến đội bốn tên đồng đội bên trong, đã có một tên vẫn diệt. Trải qua bốn lần truyền tống đằng sau, độc bạch rốt cuộc tìm được một lần cơ hội công kích. Lần này truyền tống, độc bạch tận lực đem phe mình truyền tống đến đối thủ bốn người hậu phương, vừa vặn tìm tới rơi vào phía sau nhất một cái kia. Thời gian ngưng kết, kim sĩ phi phong chảm thêm tụ lực hàn băng mâu. Một tên bát giai đối thủ, đối mặt tam đại cường công kỹ năng, căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Huống chi, hắn sở dĩ rơi ở phía sau ba tên đồng đội mấy bước, là bởi vì không hiểu thấu dưới chân lảo đảo một dưới. Vận rủi giáng lâm, Serek chiến đội bên này một người là cấp một huyết mạch, hai người là cấp hai huyết mạch, lại thêm một cái đối với băng nguyên tố có siêu cường lực khống chế người. Đối thủ đâu còn có có thể chạy thoát, vô địch chiến đội, giảm quân số một tên, trong ghế khách quý, một tên dáng người to con yêu quái tộc nam tử đứng người lên, trong miệng phát ra một tiếng rung trời gào thét, sắc mặt âm tình bất định. Chết tên kia yêu quái đúng là hắn hậu đại, bỏ ra giá tiền rất lớn đến mạ vàng trở thành quý tộc, lại tại cái này rõ ràng hẳn là chiến thắng trong trận chiến ấy vẫn diệt. Mà lúc này đường tam bên này, phá thiên trùy đã đến sư hổ kiếm thánh trước người. Tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản không cho sư hổ kiếm thánh hồi khí thời gian. Sư hổ kiếm thánh đem trọng kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu, cứng rắn chống đỡ phá thiên trùy. Oanh một, đường tam liên đới hắn phá thiên trùy bị đẩy lùi, mà sư hổ kiếm thánh cũng lui về sau nửa bước đừng nhìn đường tam thân hình so sư hổ kiếm thánh không lớn lắm tượng yêu huyết mạch mang tới lực lượng cũng không yếu nhất là tại sư hổ kiếm thánh chi trước đó liên tục công kích tiêu hao có chút lớn tình huống dưới đường tam cũng không có ăn thiệt thòi đường tam trên không chung quay cuồng còn chưa rơi xuống đất trùy thứ hai liền đã lần nữa vung ra lại là một tiếng oanh minh sư hổ kiếm thánh lần nữa lui về sau nửa bước lòng bàn tay thoáng có chút phát nhiệt đường tam dựa thế bắn lên lần này phản giả lực yếu chút hắn trực tiếp rơi xuống đất thân hình xoay tròn, chùy thứ ba liền quét ngang mà ra. Bởi vì hắn so sư hổ sáng tạo thánh thấp không ít, cho nên một chùy này là trực tiếp đánh tới hướng sư hổ kiếm thánh ngực. Sư hổ kiếm thánh dựng thẳng kiếm ngăn cản, đồng thời dùng sức hít sâu một hơi, sư hổ kim cương lần nữa nhóm lửa, oanh một. Lần này sư hổ kiếm thánh cũng không lui lại, mang cho đường tam lực phản chấn lớn hơn. Đường tam nhưng không có bị đẩy lùi, chân đạp đất mặt hắn, trực tiếp dựa thế xoay tròn, thân thể tựa như như con thoi, trong tay phá thiên chùy càng là ngang nhiên ném ra. Tại liên tiếp né tránh đối thủ nhiều lần công kích đằng sau, đường tam rốt cuộc tìm được cơ hội thi triển chính mình loạn phi phong chùy pháp. Sư hổ kiếm thánh lúc này có loại rất biệt khuất cảm giác, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của đối thủ là xa xa kém hơn chính mình. Nhưng bởi vì trước đó liên tiếp bộc phát, khiến cho hắn tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao quá lớn, cần một cái hồi khí thời gian. Hắn ít nhất phải mấy giây đến hoạt động cả tự thân huyết mạch mới được, nhưng đối thủ chính là không cho hắn cơ hội như vậy công kích liên tiếp không ngừng truy kia có lực lượng truyền đến từ trên đó không có chút nào nhỏ hơn nữa còn mang theo một loại phi thường mãnh liệt chấn động khiến cho hắn nhất định phải toàn lực ứng đối thì càng không thể đi điều chỉnh huyết mạch mà không có thể hoàn thành hồi khí hắn lúc này trạng thái không tốt lắm muốn phản kích lại lo lắng huyết mạch chi lực chống đỡ không nổi rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trước ngăn cản từng cái trận chuẩn bị các loại đường tam lực công kích suy kiệt thời điểm lại hồi khí một lần nữa nắm giữ quyền chủ động thế nhưng là hắn cũng không biết loạn phi phong trùy pháp đặc tính loạn phi phong trùy pháp hạch tâm áo nghĩa chính là tá lực đả lực a căn bản cũng không cần nghỉ ngơi mượn nhờ chính là lực lượng của đối thủ đối thủ cho lực phản chấn càng mạnh chỉ cần không có vượt qua tiếp nhận cực hạn đường tam làm gia loạn phi phong trùy pháp lực công kích liền sẽ càng mạnh có vỡ nát đặc tính phá thiên trùy lần lại một lần đánh vào sư hổ kiếm thánh trên trọng kiếm Tại tinh thần lực dẫn động dưới, thiên hỏa tinh thiết có thể đốt cháy hết thảy nóng bỏng năng lượng, cũng đang không ngừng xuyên thấu qua sư hổ kim cương hướng trọng kiếm kia bên trong quán chú. Xoay tròn lấy đường tam, tựa như như con thoi, không ngừng vung chùy, chùy quan trọng hơn chùy, lực lượng kinh khủng bộc phát, tiếp tục công kích chuyển vận, trong nháy mắt liền đã oanh kích sư hổ kiếm thánh hai mươi mấy chùy. Sư hổ kiếm thánh liên tục bại lui, lực lượng của đối thủ càng ngày càng mạnh, hắn muốn không lui lại cũng khống chế không nổi. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, trong tay mình trọng kiếm đã nhanh muốn bắt không nổi hắn rõ ràng không ngừng mà hướng trọng kiếm bên trong quán chú huyết mạch chi lực trọng kiếm lại càng ngày càng nóng hiện tại đã không phải là màu vàng mà là màu đỏ vàng nhiệt độ cao thiêu đốt ngay cả trên tay của hắn cũng bắt đầu có cháy hổ hương vị truyền ra vì cái gì vì sao lại sẽ thành dạng này rõ ràng tu vi của mình so với đối phương cao hơn lại bị đối phương áp chế đến không có biện pháp dù là chỉ cấp chính mình một lần hít sâu thời gian chính mình cũng có thể điều chỉnh huyết mạch chi lực a trước đó một mực tại né tránh đối thủ lúc này thế công lại như vậy cuồng mãnh chính là không cho mình bất cứ cơ hội nào tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa vô địch chiến đội lần nữa giảm quân số một người đường tam bên này đè ép sư hổ kiếm thánh đánh không thể nghi ngờ cho đồng đội cực lớn lòng tin phó băng kỷ đem đối với băng nguyên tố năng lực trưởng khống hoàn toàn phát huy ra tại thời quang biến cường thế phụ trợ dưới hoàn thành một cây băng mâu ba lần gia tốc cuối cùng đoạn gia tốc là thời quang biến để kích thích làm đối thủ làm ra đoán sai, băng châm đâm người đối thủ đại não. Bốn đánh hai, lần này đối chiến tựa hồ lại không lo lắng. Phó băng kỳ hiện tại mới hiểu được, vì cái gì trước khi bắt đầu chiến đấu đường tam nói hắn hôm nay sẽ không giữ lại chút nào. Thậm chí ngay cả bọn hắn những đồng đội này cũng không biết đường tam là như thế nào làm được. Lúc này đường tam, trực tiếp áp chế sư hổ kiếm thánh đối thủ như vậy. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được đường tam vậy mà đã đã cường đại đến trình độ như vậy. Mà tại thính phòng những cường giả kia trong mắt, trận đấu này là có chút quái dị. Rõ ràng sư hổ kiếm thánh thực lực tại đối thủ phía trên, lại ngược lại bị đối thủ áp chế. Cho dù là thần cấp cường giả, đối với cái này chiến đều có chút xem không hiểu. Trên thực tế, trong trận chiến đấu này, đường Tam đã vận dụng ba loại huyết mạch chi lực. Trừ mặt ngoài phong hổ biến bên ngoài, còn có trước đó thi triển tượng yêu biến chiến tranh tiễn đạp, cùng tránh đi chọn chém lúc thi triển khổng tước biến không gian truyền tống. Chỉ bất quá tại hắn cường đại tinh thần lực khống chế dưới, không gian truyền tống là tiến hành nguyên địa truyền tống, hư không tiêu thất một lần nữa thoáng hiện. Cái kia dưới nắm, tuyệt đối có thể dùng rượu đến cực hạn để hình dung. Mà lại, đừng quên, sư hổ kiếm thánh một kiếm kiêu uy năng đủ để chém ra không gian, muốn nguyên địa truyền tống rời đi lại truyền về, còn muốn bốc lên không gian bị xé nứt về không được phong hiểm. Liền xem như khổng tước đại yêu vương đối mặt loại tình huống này, cũng sẽ không dạng này ứng đối, mà là sẽ chọn truyền tống đến nơi xa nhưng đường tam liền dám, một đời thần vương đối với không gian lý giải ở thời điểm này cho thấy ưu thế tuyệt đối. Cho nên, hắn làm được ngay cả khổng tước đại yêu vương cũng sẽ không tùy tiện nếm thử sự tình, thử hỏi, ở đây ai còn có thể nhìn ra được hắn thi triển chính là khổng tước biến. Sư hổ kiếm thánh đúng là rất mạnh, đường tam tại đã sử dụng năng lực bên trên, có thể nói là toàn lực ứng phó. Lúc này huyết mạch chi lực trong người vận chuyển, loạn phi phong trùy pháp đã dùng đến cực hạn, chính là không cho sư hổ kiếm thánh cơ hội không có khả năng tiếp tục như vậy nữa sư hổ kiếm thánh minh bạch còn như vậy bị đối phương tiếp tục công kích hắn chỉ sợ cũng thật muốn ngăn cản không nổi bởi vì không cách nào kịp thời hồi khí tại đường tam tiếp tục công kích phía dưới hắn đã bị thương ngược ẩn ẩn làm đau mà lại đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng trong tay nóng bỏng trọng kiếm đã bắt đầu tổn hại phải biết hắn thanh trọng kiếm này giá trị cực cao đối với tê huyết mạch chi lực có siêu cường truyền tính lúc này lại có chút không ngăn được trên thực tế nếu như không phải hắn sư hổ kim cương đủ cường đại, ở trước mặt thiên hỏa tinh thiết, bất kỳ cái gì kim loại cũng sớm đã tan chảy. Trong tay trọng thương lần nữa cản hướng phá thiên trùy, nhưng lần này, sư hổ kiếm thánh không có toàn lực ngăn cản. Trọng kiếm bị phá thiên trùy đập trúng, thân kiếm phản đập vào trên bộ ngực hắn, lập tức đem hắn đánh bay. Sư hổ kiếm thánh vì theo phun ra một ngụm máu tươi, hắn có chút im lặng là, chính mình thanh trọng kiếm này cuối cùng vẫn là không chịu nổi gánh nặng, nửa khúc trên mềm nhũn rũ xuống, nhiệt độ cao ra chỉ tục công kích, để chuôi này đi theo hắn thật lâu trọng kiếm hủy đi. Nhưng hắn cũng rốt cuộc mượn nhờ bị đánh bay thời gian có hồi khí cơ hội, phun ra một ngụm máu nhìn qua thảm liệt, trên thực tế là đem thể nội máu tụ bài xuất, hắn lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị điều chỉnh huyết mạch chi lực của mình. Nhưng là, hắn lúc hít vào động tác mới làm một nửa, một cỗ ác phong liền đã đến trước mặt hắn. Đường tam một chùy đem hắn đánh bay sát na, liền hiểu sư hồ kiếm thánh muốn làm gì. Đường Tam mượn nhờ phản lực thân hình lần nữa xoay tròn, trong tay phá thiên trùy nhưng không có nửa phần do dự, rời tay bay ra, đuổi hướng về phía sư hồ kiếm thánh. Đây đã là thứ 35 trùy, trải qua 35 lần mượn lực, cái này kích huy năng có thể nghĩ. Phá thiên trùy thậm chí đánh ra khí bạo âm thanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp sư hồ kiếm thánh. Đường tam chính mình cũng là như thiểm điện đập ra, lấy phong cương ra tốc, theo sát phía sau. Muốn hồi khí, suy nghĩ nhiều, sư hổ kiếm thánh nhìn thấy truy tại trước mắt mình cấp tốc biến lớn, không khỏi có loại biệt khuất đến muốn chết cảm giác, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt buông lỏng ra tổn hại trọng kiếm, trên người sư hổ kim bên trong điên cuồng thiêu đốt, hữu quyền oanh ra, kim quang bắn ra. Lần này, hắn đã không để ý tới thương thế của mình sẽ tăng thêm, chỉ muốn không thể cho đối phương lần nữa cận thân thi triển truy pháp cơ hội. Hắn hữu quyền oanh ra đồng thời, tay trái khẽ vồ, một đạo to lớn chảo ảnh trống giống hiển hiện, sư hổ kiếm thánh thâm hậu nội tình tại thời khắc này rốt cuộc hiển hiện. Cứ việc chỉ trở về nửa hơi thở, sư hổ kim cương cường đại như trước không gì sánh được. To lớn chảo ảnh hướng thẳng đến đường tam chộp tới. Phá thiên trùy cùng sư hổ kiếm thánh tay phải đụng vào nhau, phá thiên chùy bị đánh bay, nhưng sư hổ kiếm thánh trên hữu quyền cũng chuyển tới liên tục tiếng vỡ vụn, hiển nhiên là xương bàn tay phá toái. Tại cuồng bạo loạn phi phong chùy pháp tăng thêm phá thiên trùy tự thân vỡ nát đặc tính còn có thiên hỏa tinh thiết nóng bỏng thiêu đốt phía dưới, Sư hổ kiếm thánh cánh tay không có cùng một chỗ bị đánh nát, đã là nội tình thâm hậu. Mà hắn giữa trời cầm ra trảo ảnh cũng đã đến trước mặt Đường Tam, lúc này Đường Tam giống như hắn, thế không có vũ khí nơi tay. Sư hổ kiếm thánh tin tưởng, chỉ cần mình có thể đánh lui ra hỏa này, để cho mình chậm lại một hơi, cho dù là tay phải tạm thời phế đi, hắn cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Đối phương là Bát giai tu vi, phát ra vừa rồi như thế liên tục công kích tiêu hao nhất định cũng rất lớn, chỉ cần để hắn bắt lấy một lần nữa cơ hội tiến công hắn liền có lòng tin đem đối phương xé nát. Nhưng là, hắn nhìn thấy chính là đường tam mang theo ánh mắt hài hước. Phong cương ngưng tụ ở sau lưng hóa thành song màu xanh biếc cánh, xông về trước đường tam, thân thể cái thay đổi, phía sau phong rực đập động, thân thể trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, thoải mái mà xuyên qua vuốt hổ ngăn cản, tại phong nguyên tố nổ ra tiếng nổ mạnh bên trong, lần nữa đi vào sư hổ kiếm thánh trước mặt. Sư hổ kiếm thánh không chút do dự đá ra chân phải, trong hai con ngươi, ngọn lửa màu vàng bốc lên. Không có cách, hắn nhất định phải thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa của mình. Tại đối phương lần nữa cận thân trong nháy mắt đó, hắn liền đã làm ra quyết đoán. Cùng tiêu hao bản nguyên so sánh, đánh giết đối thủ này mới là trọng yếu nhất, nếu không, hôm nay hắn thật sự có vẫn diệt phong hiểm. Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Màu tử kim, hắn đột nhiên thấy được trong mắt đối phương xuất phát mà ra hào quang màu tử kim, Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt động lại. Sau một khắc, tinh thần chi hải của hắn liền phảng phất bị cự trùy đập mạnh một chút, kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, khiến cho hắn cái kia vừa mới nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa bên dưới liền dập tắt. Nguyên bản đã vận sức chờ phát động sư hổ kim cương trong khoảnh khắc đó trực tiếp dập tắt. Sau đó, chân phải của hắn không biết làm sao rơi vào đường tam trong tay phải, cường tráng không gì sánh được thân thể trực tiếp bị đường tam trên không trung vung mạnh lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nơi xa, tựa hồ là đang cho bi tráng sư hổ kiếm thánh nhạc đệm đồng giặc, lại là một tiếng hét thảm vang lên, một tên vô địch chiến đội đội viên bị kim xí phi phong chảm chém ra một bên bả vai. Bên kia chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, sư hổ kiếm thánh thân thể cực kỳ cường tráng, khi sư hổ kiếm thánh thân thể bị hung hăng đập xuống đất, rơi thất điên bát đảo thời điểm, sư hổ kiếm thánh trong đầu còn thoáng hiện từng cái cái suy nghĩ, không có khả năng. Hắn vừa mới, vừa mới là thế nào để cho ta không thể thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa? ánh mắt của hắn có vấn đề còn có hắn cái kia để cho ta động tác dừng lại năng lực là cái gì chân của ta làm sao lại rơi vào trong tay hắn nếu như đường tam có thể nghe được sư hổ kiếm thánh hiện tại trong lòng nghi vấn lại nguyện ý vì giải thích thả mà nói như vậy đường tam liền sẽ nói cho hắn biết đó là từ cực ma não thêm thời quang biến thêm khống hạc cầm long sư hổ kiếm thánh đúng là cường đại đúng là hắn cường đại bức bách đường tam không thể không vận dụng đông đảo thủ đoạn mặc dù không tới tất cả năng lực đều là ra trình độ nhưng đường tam đại bộ phận năng lực đều tại coi chừng che lấp phía dưới phát huy ra. Tại khán giả trong mắt, sư hổ kiếm thánh tựa hồ thay đổi, nguyên bản mạnh mẽ như vậy hắn, đột nhiên liền bị áp chế, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ có sư hổ kiếm thánh có nỗi khổ không nói được, đối thủ này thật sự là quá quái dị. Oanh một, sư hổ kiếm thánh lần nữa bị vung lên, như là bao tải từng cái, bị nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Sư hổ kiếm thánh chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn bị quảng tan thành từng mảnh, chóng mặt không cách nào phản kháng. Ngay lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi muốn trở thành thần sao? Oanh một sư hổ kiếm thánh lại một lần bị hung hăng đập xuống đất. Ta có thể giúp ngươi thành thần, oanh một lần này là vung lên đến nện ở bên trái. Vấn đề của ngươi ở chỗ hai loại cường đại huyết mạch không thể chân chính dung hợp thành sư hổ thú huyết mạch, cho nên thành thần vô vọng. Oanh một, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được, ta thi triển không chỉ một loại huyết mạch. Oanh một, cho nên, Ta có thể giúp ngươi dung hợp huyết mạch chi lực của ngươi, để cho ngươi mạnh lên, để cho ngươi thành thần, mỗi một lần nặng nề mà nện ở trên mặt đất đều sẽ làm cho sư hổ sáng tạo thánh phun ra một ngụm máu tươi, mỗi một lần trọng kích đều để sư hổ kiếm thánh đau đến không muốn sống. Có thể hết lần này tới lần khác thanh âm kia chính là trực tiếp xuất hiện tại tinh thần hắn chi hải bên trong, hắn nghe được không gì sánh được rõ ràng. Thần phục với ta, ta liền giúp ngươi, oanh một, nếu không, chết, oanh một, rốt cục đường tam ngừng lại, mà mẫn hắn liên tục nhiều lần trọng yếu ở trên mặt đất rượu hổ sáng tạo thánh. Mặc dù thân thể cực kỳ không thực, nhưng lúc này xương cốt chỉ ít gãy mười mấy cây, ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm nôn phổ máu, đã là người bị thương nặng. Thanh âm lần nữa tại sư hổ kiếm thánh trong tinh thần chi hải vang lên, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Muốn sống ngươi liền kêu một tiếng, tính hổ kiếm thánh tăng há mồm, hắn đương nhiên không muốn chết. Cứ việc tại đại đấu phổ giữa sân đã có trên trăm phen thắng lợi, mặc dù hắn truy cầu không ngừng trở nên cường đại, đối mặt bất kỳ đối thủ nào đều có thể hướng vô địch đi công kích, thế nhưng là, hắn cũng đồng dạng không muốn chết ra. Hắn không có kêu ra tiếng, bởi vì quá đau, cho nên kêu không được, cuống họng giống như là bị kẹt lại. Đường Tam nhìn xem sư hổ kiếm thánh, có chút tạo tiếc mà nói, quả nhiên là đầu thấy chết không sờn hảo hán, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, hắn nhặt tay chiêu, xa xa phá thiên trùy đã rơi vào trong tay của hắn. Sư hổ sáng tạo thánh khẩn trương, ta không muốn chết, ta không muốn chết ra. Hắn dốc hết toàn lực, rốt cục, cuối cùng từ trong miệng gạt ra một tia thanh âm, meo. Đường tam khóe miệng đập, sư hổ sáng tạo thánh chính mình cũng ngốc trệ, liền ngay cả máu đều phảng phất không chảy. Bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình thể nội huyết dịch đều đã động lại. Ngay trước hơn vạn người xem mặt, một đời sáng tạo thánh, một đời đấu phổ trận chi vương, vô cùng cường đại sư hổ tốt, ý nhưng, cạnh. Sư hổ kiếm thánh nhắm mắt lại, đầu lệch ra, trực tiếp hôn mê đi, giờ khắc này sư hổ kiếm thánh là thật rất không chiếm được mình đã chết. Chứng bối một, vì cái gì đường tam lựa chọn không giết sư hổ kiếm thánh? Đúng là bởi vì sư hổ kiếm thánh huyết mạch rất có giá trị nghiên cứu, sư hổ kim cương hạn mức cao nhất muốn so hắn triển hiện ra cao hơn. Nếu như có thể để hắn thần phục, như vậy, đường tam liền có thể có một loại rất có thể không kém hơn một cấp huyết mạch hơn nữa có thể tiếp tục tăng lên tới cửu giai cường đại huyết mạch chi lực, dùng để thay thế tượng yêu huyết mạch dù sao tượng yêu huyết mạch hay là yếu đi một chút, hoặc là đem phong hổ biến huyết mạch đều thay thế đi. Phong hổ biến càng ngày càng khó dùng, nhất là tại đối mặt cường giả thời điểm, phong hổ biến bản thân liền dễ dàng bị áp chế, còn cần đường tam không ngừng che giấu, áp xúc mới có thể phát huy một chút tác dụng. Mà lại, đường tam còn muốn người, tiến về tổ đình lúc, phe mình đồng bạn thực lực vẫn còn có chút không đủ, nhiều cái tỏa kỵ, tựa hồ cũng không tệ. Còn hàng phục sư hổ kiếm thánh, từ sư hổ kiếm thánh cuối cùng cái kia tràn ngập dục vọng cầu sinh ánh mắt đến xem, tựa hồ cũng không phải là rất khó khăn. Đúng lúc này, toàn bộ trong đại đấu thú trường đã là ẩm ý khắp trốn, mà đại đấu thú trường bên ngoài thì nhấc lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đúng vậy, bọn hắn đã biết, bọn hắn ngay đầu tiên liền biết kết quả sau cùng. Thắng, Srek chiến đội thắng, thắng được cái này trận thứ 10 tranh tài. Khi sư hổ kiếm thánh đợt đường tam trọng thương lúc hôn mê, vô địch chiến đội sau cùng đội viên cũng đã bị đánh giết, sư hổ kiếm thánh bị thương nặng, trực tiếp làm cho sau cùng đội viên đánh mất đấu trí, tại trong tuyệt vọng chết đi. Shrek chiến đội tin tức thắng lợi, thứ một thời gian truyền đến đại đấu thú trường bên ngoài. Giờ này khắc này, cho dù là tại trong đại đấu thú trường, đều có thể rõ ràng nghe được đến từ bên ngoài sân điên cuồng tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, đó là nhân loại không biết bị áp bách bao nhiêu năm, làm phụ thuộc, làm nô lệ, giấu ở nội tâm không cam lòng. Trên đài hội nghị, đến từ yêu quái tộc các cao tầng từng cái sắc mặt khó coi thậm chí liền xem như đại đấu thú trường tràng chủ linh tê lộc yêu vương cũng không ngoại lệ trên thực tế linh tê lộc yêu vương mặc dù không hy vọng đường tam bọn hắn chiến tử nhưng khi thật sự có nhân loại chiến đội thu được đoàn chiến thập liên thắng muốn thu hoạch được thân phận quý tộc thời điểm trong lòng của hắn hay là tràn đầy phức tạp cảm xúc đây là nhân loại trước nay chưa có huy hoàng nhưng đối với chứng kiến loại này huy hoàng đại đấu thú trường tràng chủ tới nói chính là sỉ nhục đến từ tổ đình sứ giả đã đứng người lên sắc mặt âm trầm nhìn xem trong đại đấu thú trường tụ tập cùng một chỗ ôm nhau sơ rét chiến đội đám người đại đấu thú trường bên ngoài tiếng hoan hô bọn hắn tự nhiên đều nghe được rõ ràng mặc dù thân là yêu quái tộc bọn hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng nhân loại có thể có cái gì năng lực phản kháng nhưng ở lúc này nội tâm khó chịu vẫn còn có chút không cách nào ức chế nhân loại kia là chuyện gì xảy ra sứ giả quay đầu nhìn về phía linh tê lộc yêu vương linh tê lộc yêu vương cười khổ nói ta cũng không rõ ràng lúc trước hắn cũng không phải là đội trưởng cũng không có hiện ra quá nhiều a thực lực cường đại không nghĩ tới không nghĩ tới dạng này nhân loại là không nên tồn tại trong nô lệ không thể xuất hiện lãnh tụ tinh thần người không rõ sao sứ giả lãnh đạm nói linh tê lộc yêu vương vội vàng khom người nói ta minh bạch nhưng đại đấu thú trường quy củ cũng không thể tùy ý sứ giả vung tay lên ngắt lời hắn vậy liền dựa theo đại đấu thú trường quy củ tới ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nếu như các ngươi ra Lý Thành không giải quyết được, liền để bọn hắn đến tổ đình tới. Tổ đình đại đấu thú trường, có phần thưởng phong phú hơn. Ngươi hiểu không? Vâng, ta đã hiểu. Linh Tê Lộc Yêu Vương lập tức ngầm hiểu, trong lòng cũng là thở dài trong lòng, tổ đình đại đấu thú trường sao? Cái chỗ kia, đường tam lôi kéo sư hổ kiếm thánh một chân, kéo lấy sư hổ kiếm thánh rời đi đại đấu thú trường. Sư hổ kiếm thánh hiện tại là chiến lợi phẩm của hắn, không có tại trong đại đấu thú trường đánh giết đối phương, nói theo một ý nghĩa nào đó, sư hổ kiếm thánh đã là hắn nô lệ. Đây là đại đấu thú trường tự do người dự thi quyền lợi. Bình thường tới nói, song phương cơ bản sẽ không sử dụng loại này quyền lợi, bởi vì tham dự đấu thú song phương đều có hẳn phải chết tín nhiệm, rất khó bị nô dịch. Cho nên đường tam mới có thể tại trọng thương sư hổ kiếm thánh đồng thời thông qua tinh thần lực hướng hắn truyền lại nhiều như vậy suy nghĩ. Không phải vậy thật vất vả đem sư hổ kiếm thánh mang ra ngoài, kết quả sư hổ kiếm thánh tự sát, đây không phải là uổng phí hết thời gian sao. Thập liên thắng tiền thưởng, lại thêm tranh tài chia, không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú. Càng quan trọng hơn là, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn liền đem có được thân phận quý tộc, cũng không tiếp tục là nhân loại phụ đường. Mà tại cả nhân loại trong thế giới, bọn hắn dạng này mặc dù không phải tuyệt vô cận hữu nhưng cũng tuyệt đối có thể dùng phượng mau lân giác để hình dung. Đường tam năm người không có nóng lòng rời đi đại đấu thú trường, cứ việc đường tam rất rõ ràng, nếu như bây giờ lúc này bọn hắn có thể tại đại đấu từng người ngoài sân loại trước mặt biểu diễn, sẽ đối với ngưng tụ lòng người có càng lớn hiệu quả tốt hơn, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, hôm nay bọn hắn thập liên thắng, tất nhiên sẽ để yêu quái tộc nội tâm sinh ra kiêm kỵ. Nhân loại phụ thuộc bọn họ to lớn phản ứng, nhất định sẽ mang đến có nhiều vấn đề, cũng sẽ để yêu quái tộc đối bọn hắn sinh ra từng cái chút sát tâm. Cho nên, ngay tại lúc này, không có khả năng tiếp tục đâm kích đối phương thậm chí có thể nói nếu như nơi này không phải gia lý thành không phải là bởi vì gia lý thành thành chủ khổng tước đại yêu vương bế quan thu hoạch được thập liên thắng bọn hắn thậm chí có khả năng đứng trước nguy hiểm to lớn vì cái gì đường tam không tiếc đem tam đại trận bàn giao cho linh tê lộc yêu vương lại tạo nên một vị pháp trận đại sư chính là vì để seres chiến đội nhìn còn có càng nhiều có thể ép lợi ích không gian để bọn hắn chẳng phải dễ dàng bị nhầm vào thị huyết ma viên cũng sớm đã chờ ở đường hành lang bên trong khi hắn nhìn thấy đường tam kéo lấy sư hổ kiếm thánh đi tới thời điểm trong ánh mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ sư hổ kiếm thánh cơ hồ là công nhận toàn bộ gia lý thành đại đấu thú trường bên trong mạnh nhất tồn tại được vinh dự thần cấp phía dưới người mạnh nhất thế nhưng là sư hổ kiếm thánh tại dưới tình huống một đối một cuối cùng bị đường tam treo lên đánh điều này có ý vị gì mang ý nghĩa đối với một thần cấp phía dưới vị này càng mạnh a à. vị này không hiển sơn không lộ thủy một mực ẩn nhẫn đến một trận cuối cùng mới thể hiện ra thực lực như thế, có thể nào không làm cho người kiêng kỵ. Mà lại, bọn hắn thậm chí nhìn không ra vị này là dùng năng lực gì tới đối phó sư hổ kiếm thánh. chị cho hắn, hắn sau này sẽ là nô lệ của ta. Đường Tam đem sư hổ kiếm thánh đưa cho thị huyết ma viên, nhàn nhạt nói ra. Được rồi, thị huyết ma viên vội vàng tiếp nhận nhìn qua đã sụi lơ sư hổ kiếm thánh. Sư hổ kiếm thánh thân thể cứng như tinh cương, mặc dù bị đường Tam ra sức đánh, nhưng trên thực tế thương thế cũng không tính quá mức nghiêm trọng chân chính xương gãy cũng không tính quá nhiều lấy hắn cường đại thân thể năng lực chỉ cần hảo hảo trị liệu không bao lâu còn có thể khôi phục đường tam hướng thị huyết ma viên tiếp tục nói mời làm chúng ta an bài một chút ta muốn gặp một chút chàng chủ đại nhân được rồi thị huyết ma viên trước đó liền đã nhận được linh tê lộc yêu vương thông chi linh tê lộc yêu vương cũng đang muốn hội kiến đường tam bọn hắn đâu sư hổ kiếm thánh bị mang đến trị liệu đường tam bọn hắn thì là tại thị huyết ma viên dẫn đầu xuống lần nữa đi tới linh tê lộc yêu vương cái kia to lớn mà căn phòng hoa lệ cửa lớn rộng mở đường tam bọn hắn vừa mới đạp người trong đó lập tức liền nghe được ba 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 vỗ tay linh tê lộc yêu vương mặt mỉm cười một mặt tán thưởng mà nhìn xem bọn hắn nói chúc mừng a à. chúc mừng các ngươi thu được thập liên thắng nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất đại đấu thú trường đoàn chiến thập liên thắng từ cái này một cắt ra bắt đầu các ngươi đã là quý tộc ta đã sắp xếp người đi chuẩn bị, rất nhanh các ngươi liền có thể đăng ký thân phận quý tộc. Các ngươi sẽ có được tại gia Lý Thành mua sắm đất đai của mình, phòng ốc quyền lợi, còn có được chiêu nạp nô lệ cùng phụ thuộc quyền lợi. Tạ ơn chàng chủ đại nhân, đường tam có chút gật đầu, ở thời điểm này, võ băng kỷ bốn người đều một cách tự nhiên đi theo phía sau hắn. Trận chiến ngày hôm nay đằng sau, ai là sơ chiến đội chân chính đội trưởng đã nhất thanh nhị sở, cũng không cần lại che giấu cái gì. Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, xin mời ta đã chuẩn bị tiệc rượu, cho các người đón tiếp. Đường Tam nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Năm người đi theo Linh Tê Lộc Yêu Vương đi vào phòng yến hội, phong phú thức ăn sớm đã bày đầy bàn. Phó băng kỳ có chút trần chờ nhìn đường Tam mắt, tại chiến thắng đằng sau, nghe cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô, nhất là đại đấu thú trường bên ngoài gieo hò, vị đại sư huynh này tại tự hào đồng thời cũng đồng dạng có lo lắng, bọn hắn dạng này xưa nay chưa từng có tồn tại, yêu quái tộc sẽ hay không ra tay với bọn họ. Đường Tam đưa cho Võ Băng Kỳ một ánh mắt, mang theo đám người ngồi xuống. Hắn hiểu được, Võ Băng Kỳ là lo lắng Linh Tê Lộc Yêu Vương sẽ ở trong đồ ăn hạ độc. Võ Băng Kỳ không biết là, đang dùng độc phương diện này, đường Tam trên thế giới này, tuyệt đối được cho thứ nhất, còn không có gì độc vật có thể giấu giếm được hắn. Mà lại, Linh Tê Lộc Yêu Vương khi lấy được vật mình muốn trước đó, hẳn là cũng sẽ không như thế làm. Linh Tê Lộc Yêu Vương bưng chén rượu lên, nói đến, để cho chúng ta nâng chén, Chúc mừng các ngươi trở thành gia lý thành trong quý tộc một thành viên. Đường Tam năm người bưng chén lên, tiệc rượu cũng theo đó bắt đầu. Đều là chân sai mỹ vị, Đường Tam năm người đương nhiên sẽ không khách khí, tiệc rượu bên trong, Linh Tê Lộc Yêu Vương không có cửa lớn rộng mở, Đường Tam bọn hắn vừa mới đạp người trong đó, lập tức liền nghe được ba 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 vỗ tay. Linh Tê Lộc Yêu Vương mặt mỉm cười, một mặt tán thưởng mà nhìn xem bọn hắn, nói chúc mừng a. À. Chúc mừng các người thu được thập liên thắng nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất đại đấu thú trường đoàn chiến thập liên thắng từ cái này một cắt ra bắt đầu các ngươi đã là quý tộc ta đã sắp xếp người đi chuẩn bị rất nhanh các ngươi liền có thể đăng ký thân phận quý tộc các ngươi sẽ có được tại gia lý thành mua sắm đất đai của mình phòng ốc quyền lợi còn có được chiêu nạp nô lệ cùng phụ thuộc quyền lợi tạ ơn chàng chủ đại nhân đường tam có chút gật đầu ở thời điểm này võ băng kỷ bốn người đều một cách tự nhiên đi theo phía sau hắn trận chiến ngày hôm nay đằng sau Ai là Serek chiến đội chân chính đội trưởng đã nhất thanh nhị sở, cũng không cần lại che giấu cái gì. Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, xin mời, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, cho các người đón tiếp. Đường Tam nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Năm người đi theo Linh Tê Lộc Yêu Vương đi vào phòng yến hội, phong phú thức ăn sớm đã bày đầy bàn. Phó băng kỳ có chút trần chờ nhìn đường Tam mắt, tại chiến thắng đằng sau, nghe cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô, nhất là đại đấu thú trường bên ngoài gieo hò, vị đại sư huynh này tại tự hào đồng thời cũng đồng dạng có lo lắng, bọn hắn dạng này xưa nay chưa từng có tồn tại, yêu quái tộc sẽ hay không ra tay với bọn họ. Đường Tam đưa cho võ băng kỳ một ánh mắt, mang theo đám người ngồi xuống. Hắn hiểu được, võ băng kỳ là lo lắng linh tê lộc yêu vương sẽ ở trong đồ ăn hạ độc. Võ băng kỳ không biết là, đang dùng độc phương diện này, đường Tam trên thế giới này, tuyệt đối được cho thứ nhất, còn không có gì độc vật có thể giấu giếm được hắn. Mà lại, Linh tê lộc yêu vương khi lấy được vật mình muốn trước đó, hẳn là cũng sẽ không như thế làm. Linh tê lộc yêu vương bưng chén rượu lên, nói đến, để cho chúng ta nâng chén, chúc mừng các người trở thành gia lý thành trong quý tộc một thành viên. Đường tam năm người bưng chén lên, tiệc rượu cũng theo đó bắt đầu. Đều là chân sai mỹ vị, đường tam năm người đương nhiên sẽ không khách khí, tiệc rượu bên trong, linh tê lộc yêu vương không có cửa lớn rộng mở, đường tam bọn hắn vừa mới đạp người trong đó, lập tức liền nghe được ba 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 vỗ tay linh tê lộc yêu vương mặt mỉm cười một mặt tán thưởng mà nhìn xem bọn hắn nói chúc mừng a à! chúc mừng các ngươi thu được thập liên thắng nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất đại đấu thú trường đoàn chiến thập liên thắng từ cái này một cắt ra bắt đầu các ngươi đã là quý tộc ta đã sắp xếp người đi chuẩn bị rất nhanh các ngươi liền có thể đăng ký thân phận quý tộc các ngươi sẽ có được tại gia lý thành mua sắm đất đai của mình phòng ốc quyền lợi còn có được chiêu nạp nô lệ cùng phụ thuộc quyền lợi tạ ơn chàng chủ đại nhân Đường Tam có chút gật đầu, ở thời điểm này, võ băng kỷ bốn người đều một cách tự nhiên đi theo phía sau hắn. Trận chiến ngày hôm nay đằng sau, ai là sơ chiến đội chân chính đội trưởng đã nhất thanh nhị sở, cũng không cần lại che giấu cái gì. Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, xin mời, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, cho các người đón tiếp. Đường Tam nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Năm người đi theo Linh Tê Lộc Yêu Vương đi vào phòng yến hội, phòng phú thức ăn sớm đã bày đầy bàn, Phó băng kỳ có chút trần chờ nhìn đường tam mắt, tại chiến thắng đằng sau, nghe cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô, nhất là đại đấu thú trường bên ngoài gieo hò, vị đại sư huynh này tại tự hào đồng thời cũng đồng dạng có lo lắng, bọn hắn dạng này xưa nay chưa từng có tồn tại, yêu quái tộc sẽ hay không ra tay với bọn họ. Đường tam đưa cho phó băng kỳ một ánh mắt, mang theo đám người ngồi xuống. Hắn hiểu được, võ băng kỳ là lo lắng linh tê lộc yêu vương sẽ ở trong đồ ăn hạ độc. Võ băng kỳ không biết là, đang dùng độc phương diện này đường tam trên thế giới này tuyệt đối được cho thứ nhất còn không có gì độc vật có thể giấu giếm được hắn mà lại linh tê lộc yêu vương khi lấy được vật mình muốn trước đó hẳn là cũng sẽ không như thế làm linh tê lộc yêu vương bưng chén rượu lên nói đến để cho chúng ta nâng chén chúc mừng các ngươi trở thành gia lý thành trong quý tộc một thành viên đường tam năm người bưng chén lên tiệc rượu cũng theo bắt đầu đều là chân sai mỹ vị đường tam năm người đương nhiên sẽ không khách khí tiệc rượu bên trong Linh Tê Lộc Yêu Vương không nói thêm gì, chỉ là đối bọn hắn biểu hiện hôm nay lớn thêm tán thưởng. Sự chú ý của hắn tuyệt đại đa số đều trên người đường Tam, nói bóng nói gió thăm dò đường Tam huyết mạch thiên phú đến cùng là cái gì. Đường Tam tự nhiên là lấy đánh thái cực phương thức đến ứng đối, chỉ nói là huyết mạch của mình có chỗ biến dị loại hình, tóm lại chính là tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, đem trên chiến trường mặt ngoài toát ra tới đông tây ẩn hối nói một chút. Rượu đường Tam năm người không chút uống, Đối mặt những cái kia dinh dưỡng phong phú đồ ăn đường tam bọn hắn lại không khách khí chút nào ăn một bữa lớn. Ăn cơm xong, Linh Tê Lộc Yêu Vương dẫn bọn hắn đi vào phòng tiếp khách. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, "Các ngươi hiện tại đã là quý tộc, sau này có tính toán gì?" Linh Tê Lộc Yêu Vương cười híp mắt hỏi, Đường Tam nói, "Cũng không có tính toán gì đi, tiếp tục cố gắng mạnh lên." Linh Tê Lộc Yêu Vương trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một chút, nói, "Lấy thực lực của ngươi, tiếp tục mạnh lên." chỉ sợ cũng muốn đi lên con đường thành thần. người cũng hẳn là biết muốn đột phá thành thần cần đại lượng tài nguyên, đồng thời cũng cần đầy đủ duy trì. nhân loại các người muốn tu luyện thành thần, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng a. À? đường tam thở dài một tiếng, nói đúng vậy a. À? chàng chủ có đề nghị gì có thể cho chúng ta sao? linh tê lộc yêu vương trầm ngâm một chút, nói đề nghị ngược lại là có chút phụ thuộc trở thành quý tộc, mặc dù mười phần hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Chỉ bất quá, liền xem như quý tộc, không phải tộc loại của ta muốn thành thần cũng rất khó. Trừ phi có thể dựa vào đại gia tộc, tại che chở phía dưới, mới có phương diện này khả năng, đồng thời còn cần đại lượng tài nguyên. Đường Tam nói, chúng ta ngược lại là cũng có ý nghĩ này, chỉ là không cử động lòng người a. Linh tê Lộc Yêu Vương có chút cười, nói ta Linh tê Lộc yêu nhất mạch ngược lại là có thể dung nạp chư vị, chỉ là. Đường Tam mặt lộ vẻ do dự, nói, cảm tạ chàng chủ đại nhân hậu ái, chỉ là ta lo lắng sẽ cho ngài mang đến phiền toái không cần thiết. Hôm nay chúng ta cũng không nghĩ tới, chiến thắng đằng sau sẽ có nhiều như vậy đồng tộc quan linh tê lộc yêu vương hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút, người có thể chú ý tới cái này điểm một cái, chứng minh ta không có nhìn lầm người. Không sai, hôm nay thắng lợi của các ngươi kỳ thật cũng sẽ mang cho các ngươi phiền toái rất lớn. Ngay tại vừa mới, đến từ tổ đình sứ giả đã minh xác hướng ta biểu đạt bất mãn, thậm chí để cho ta lấy tài nguyên phong phú làm mồi nhử, dẫn các ngươi đi tổ đình đại đấu thú trường tiếp tục dự thi. Các ngươi phải hiểu, tổ đình đại đấu thú trường cùng chúng ta ra lý thành thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, một cái không tốt, các ngươi liền sẽ chết ở nơi đó. Nói đến đây, Linh Tê Lộc Yêu Vương dừng lại một chút, nói, phương diện này, ta chỉ sợ cũng không tốt che chở các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi chịu gia nhập ta Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch, trở thành khách khanh, như vậy, chỉ ít tại tổ đình bên kia, chúng ta có thể vì các ngươi hòa giải một hai. Đường Tam hỏi, vậy liền có thể không đi tổ đình đại đấu thú trường sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương lắc đầu, nói cái kia không có khả năng. Áp lực như vậy, trừ phi là thành chủ tại, nếu không dù ai cũng không cách nào cho các người đứng vững. Đi là khẳng định phải đi, nhưng nếu như vận hành thật tốt, có rất lớn cơ hội để cho các người bình an trở về. Như thế nào vận hành? Đường Tam truy vấn, Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, các người chỉ ít cần ở bên kia thu hoạch được một phen thắng lợi, đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp nói cho các người biết phía sau gặp đến đối thủ, chỉ làm cho các người bị thương nặng mà không bị tử vong, lại vận hành một chút, để cho các người bên ngoài nhìn lại đã là tàn tật chi thân, đến lúc đó lại đem các người tiếp trở về, về sau điệu thấp làm việc, hẳn là có thể ứng đối đi qua. Võ băng kỳ nhìn về phía đường tam, hắn lúc này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như không phải tại trường hợp này, hắn muốn hỏi nhất đường tam chính là, gia hỏa này nói là sự thật sao? Đường tam trả lời sẽ là khẳng định. Đường Tam nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu Vương, cảm tạ chàng chủ đại nhân yêu mến, lại như thế thành thật với nhau. Tổ đình chúng ta đúng là muốn đi một chuyến, ta cũng muốn đi tìm vị kia lúc trước truyền cho ba người chúng ta trận bàn. Đại sư, nếu có cơ hội mà nói, cũng có thể giới thiệu ngài cho hắn nhận thức một chút. Linh Tê Lộc Yêu Vương nhãn tình sáng lên, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lực khí a. Trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần ý tán thưởng. Không, Đường Tam mặt lộ vẻ do dự. Linh Tê Lộc yêu Vương bất động thanh sắc hỏi, bất quá cái gì? Đường Tam có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu nói, có thể hay không xin mời chàng chủ đại nhân cho chúng ta dẫn kiến thành chủ đại nhân. Một mực đến nay chúng ta đều đối với thành chủ đại nhân tràn đầy ngưỡng mộ chi. Linh Tê Lộc yêu Vương trong lòng động sắc mặt như thường mỉm cười nói, xem ra trí hướng của các ngươi không nhỏ a. À. Đường Tam cúi đầu nói, đối với thành chủ sùng kính lâu vậy. Từ mỹ công tử nơi đó hắn đã sớm biết cái này linh tê lộc yêu vương chính là khổng tước đại yêu vương người là cùng một trận doanh kiên định người ủng hộ càng tương đương với gia lý thành tài vụ tổng quản hắn trước lấy pháp trận đại sư làm tên để linh tê lộc yêu vương đối bọn hắn có lợi ích tố cầu nhắc lại ra phải biết thành chủ biểu đạt ra càng hy vọng có thể bái nhân thành cửa chính dưới ý đồ tự nhiên là có đa trọng suy tính sớm tại đến đây dự thi trước đó đường tam liền đã có kế hoạch này tương lai mỹ công tử chuyện trọng yếu nhất chính là khống chế toàn bộ gia lý thành nếu như hắn có thể bái người khổng tước yêu tộc môn hạ, tự nhiên mà vậy liền có thể danh chính môn thuận tại bên người nàng đến giúp đỡ nàng. Ta xem qua người báo danh tư liệu, người gọi Tu La. Linh tê lộc yêu vương nhìn xem mang theo mặt nạ đường tam. Không sai, đường tam tại lúc trước lúc ghi tên, dùng chính là Tu La cái tên này. Mặc dù hắn dùng chính là phong hổ biến huyết mạch, nhưng vẫn là dùng Tu La cái tên này. Mỹ công tử là biết hắn có được nhiều loại huyết mạch, Trước đó hắn không có hiển lộ qua Phong Hổ biến là sợ nàng liên tưởng đến đường tam thân phận. Nhưng theo thực lực của hắn tăng cường, lại thêm thần thức tăng lên, để tu la cùng đường tam trở nên khác biệt liền càng phát ra dễ dàng, tự nhiên cũng có thể giải thích được. Mà lại, hắn Phong Hổ biến lập tức cũng đem tiến hóa thành sư hổ thay đổi. Vâng, đường tam nhẹ gật đầu, thành chủ đại nhân bây giờ tại bế quan, tạm thời không cách nào thấy các ngươi. Như vậy đi, chờ các ngươi thuận lợi từ tổ đình sau khi trở về nếu như thành chủ đại nhân xuất quan ta lại vì các ngươi dẫn kiến các ngươi có thể có nghĩ tới lúc nào tiến về tổ đình đường tam nghĩ nghĩ nói trong vòng một tháng lên đường đi chúng ta cũng cần trước nghỉ ngơi đoạn thời gian có thể xác định xuất phát thời gian về sau có thể tới tìm ta tổ đình bên kia ta sẽ sớm cho các ngươi an bài nếu có pháp trận đại sư tin tức tùy thời có thể đến nay nơi này tìm ta nói linh tê lộc yêu vương lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho đường tam cầm lệnh bài của ta, tại gia Lý Thành các ngươi có thể thông đi không trở ngại. Các người ngủ ở chỗ nào, sau đó sẽ vì các ngươi hoàn thành là quý tộc thủ tục, muốn tiến hành đăng ký đăng ký. Đường Tam nói, chúng ta liền ở tại đại đấu thú trường bên cạnh trong tủ điếm. Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, cũng đừng ở quán rượu, các người trước hết ở lại nơi này, chờ quý tộc làm xong thủ tục đằng sau lại rời đi chính là. Ta sẽ vì các ngươi tìm một cái chỗ ở, đầy đủ các ngươi ở lại. Vậy liền đa tạ chàng chủ đại nhân kết thúc nói chuyện với nhau, linh tê lộc yêu vương tự mình đưa bọn họ tới cửa, phân phó thị huyết ma viên vài câu. Chỗ ở tự nhiên không phải trước kia, mà là đổi xa hoa gian phòng, mỗi người bọn họ đều được an bài một cái căn phòng đơn độc. Năm người nhưng không có tách ra, mà là đều đến đường tam trong phòng. Một mực về đến phòng đằng sau, võ băng kỷ bốn người mới xem như thật to thở dài một hơi, độc bạch càng là trực tiếp sụi lơ ở trên ghế salon. Trận khẩn trương đại chiến, lại thêm phía sau nơm nớp lo sợ ứng đối linh tê lộc yêu vương, cho đến lúc này bọn hắn mới trầm tĩnh lại. Tiểu đường, người thật lợi hại a à, trình tử tranh từ đáy lòng nói, nhìn xem đường tam ánh mắt sớm đã phát sinh biến hóa. Hôm nay đường tam đại chiến sư hổ kiếm thánh, thắng lợi cuối cùng nhất một màn, quả thực cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Phó băng kỳ cười nói, đây không phải là một giống như lợi hại. Thật không nghĩ tới, ngay cả sư hổ kiếm thánh đều không phải là đối thủ của ngươi. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, may mắn mà thôi. Nói, hắn phóng xuất ra tinh thần lực, bố trí xuống một tầng bình chướng, ngăn cách ngoại giới có khả năng tồn tại tìm kiếm. Phó băng kỳ nói, chàng chủ này mà nói, có mấy phần có thể tin. Đường Tam nói, cửu chân giả đi, đối với hắn mà nói, lợi ích trên hết, chúng ta chỉ cần có thể để hắn có thể có lợi, hắn đối với chúng ta nói chính là thật, trái lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt. Phó băng Kỳ như có điều suy nghĩ nói cho nên người mới đưa ra pháp trận đại sư thuyết pháp đường Tam gật đầu nói đúng là như thế đại sư huynh từ giờ trở đi nhất định phải chú ý bảo hộ mặt nạ trên mặt tận khả năng không cần đem diện mạo như trước lộ ra chúng ta về sau tại công chúng trước mặt chính là mang theo mặt nạ sinh hoạt phó băng Kỳ gật gật đầu nói ta Minh bạch đường Tam tiếp tục nói tiếp xuống chúng ta cầm tới thân phận quý tộc đằng sau củng cố tu vi tăng cao tu vi là trọng yếu nhất Tiến về tổ đình đại đấu thú trường cũng không tránh được Nguyễn, Linh tê Lộc Yêu Vương mới vừa nói biện pháp kia có thể thực hiện. Chúng ta gần nhất đã tại gia lý thành sinh ra ảnh hưởng quá lớn lực, mặc dù đôi này đoàn kết nhân loại chúng ta có chỗ tốt rất lớn, nhưng trước mắt nhân loại chúng ta còn quá mức nhỏ yếu, còn chưa tới hiện ra lực ngưng tụ thời điểm, cho nên chỉ có thể trước điệu thấp làm việc, về sau lại tìm cơ hội. Phó Băng kỳ thở dài một tiếng, nói, nghe tiếng hoan hô của bọn họ, ta thật là nóng máu sôi trào a. À hay là người nghĩ đến chu đáo, Đường Tam nói, sống sót mới có cơ hội. chỉ ít chúng ta hướng mọi người đã chứng minh, nhân loại chúng ta là có tiềm năng trở thành cường giả. Mỗi vị nhìn qua chúng ta tranh tài, hoặc là biết chúng ta thắng lợi tộc nhân tâm bên trong đều sẽ gieo xuống dạng này một viên hạt giống. Đợi một thời gian, chắc chắn mọc dễ nảy mầm. Phó băng kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, về sau tất cả mọi người nghe ngươi, người nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm. Đường Tam nói tổ đình chúng ta là nhất định phải đi chuyến. Đi tìm cơ duyên, chúng ta đã góp nhặt không ít tài phú, huyết mạch của các người vấn đề đều là quan hệ tương lai tiếp tục tăng lên. Càng cường đại huyết mạch, nếu như độ tinh khiết không đủ, tăng lên cũng liền càng là khó khăn. Chỉ có tìm tới đối ứng tinh huyết mới có thể tốt hơn trợ giúp các người đem huyết mạch chi lực cường hóa. Đây cũng là chúng ta tiến về tổ đình hàng đầu mục tiêu. Tại tổ đình đại đấu thú trường chiến đấu chắc chắn không nhỏ phong hiểm, ta có thể đối kháng cái sư hổ kiếm thánh, nhưng nếu như đối thủ 5 người đều là sư hổ kiếm thánh cấp bậc kia, không phải ta có thể đối kháng. Cho nên, các người còn muốn ủng hộ tăng cao tu vi. Linh tê lộc yêu vương bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế, khiến cho hắn nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta, cho chúng ta tranh thủ cơ hội. Ừm, chúng ta đều sẽ cố gắng. Đã trải qua 10 trận đoàn chiến, toàn bộ sơ chiến đội đều giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Chân chính đối mặt sinh tử uy hiếp cảm giác áp bách, vô luận là kinh nghiệm thực chiến phối hợp hay là năng lực bản thân bọn hắn đều hướng về phía trước vượt qua một bước rất lớn đây cũng là đường tam trong lòng cảm thấy vui mừng một chút bốn tên đồng bạn tiềm năng đều rất lớn tương lai đều có thể mọi người cũng đều mệt mỏi riêng phần mình quay ngược về phòng nghỉ ngơi đường tam đi đến bên giường lần này an bài gian phòng là có thể nhìn thấy đại đấu thú trường phía ngoài mở cửa sổ ra trong mơ hồ còn có thể nghe được trong thành thỉnh thoảng xuất hiện tiếng hoan hô cái kia rõ ràng chính là thanh âm nhân loại bọn hắn thắng lợi của hôm nay đối với trong gia lý thành nhân loại tới nói ảnh hưởng to lớn nhưng linh tê lộc yêu vương không có nói sai chính là bởi vì ảnh hưởng to lớn cho nên mới sẽ đưa tới càng nhiều kiêng kỵ đối với yêu quái tộc tới nói bóp chết những này có khả năng vấn đề xuất hiện chỉ cần giết chết bọn hắn là được rồi lại cực kỳ đơn giản tổ đình là nhất định phải đi nếu như không đi tổ đình, vậy bọn hắn trước đó làm những này cũng liền phí công nhọc sức. Đường Tam muốn vì các đồng bạn tìm kiếm cơ duyên, đồng thời cũng phải vì chính mình tìm kiếm. Hắn con đường thành thần nhất định không gì sánh được gian nan, tiến về tổ đình bên kia, liền đem là hắn thử cơ hội, đồng thời cũng là tốt hơn hiểu rõ thế giới này sức chiến đấu cao nhất thời cơ. Linh Tê Lộc Yêu Vương Hiệu suốt làm việc rất cao, ngày thứ hai, liền có người chuyên đến vì bọn họ làm thân phận quý tộc đăng ký đăng ký. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc quý tộc, đều cần tại một cái gọi quý tộc viện địa phương tiến hành đăng ký đăng ký, lấy xác nhận thân phận của bọn hắn. Mỗi một tòa chủ thành đều có chính mình quý tộc viện, gia lý thành bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ, do khổng tước yêu tộc nhất mạch cầm giữ. Thân phận quý tộc đăng ký hoàn tất, chỗ ở cũng vì bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Mỗi người bọn họ đều là quý tộc, cho nên đều có mua sắm thổ địa cùng phòng ốc quyền lợi. Linh tê lộc yêu vương lộ ra 10 phần đại khí, làm toàn bộ gia Lý Thành rồi rào nhất tồn tại, thậm chí tại toàn bộ yêu quái tộc đều bài danh phía trên đại phú thương, hắn đem gia Lý Thành phía đông chỗ tương đối phồn hoa khu vực năm dãy phòng ốc cho đường tam năm người. Mỗi một nhà phòng ốc chiếm diện tích đều tại 300 mét vuông mét khoảng chừng, có chính mình độc lập sân nhỏ. Năm bộ phòng ở kề cùng một chỗ, mà lại khoảng cách gia Lý quảng trường trung tâm cũng không tính quá xa, dựa vào phủ thành chủ sườn đông đường đi. Bọn hắn có quyền chiêu mộ phụ thuộc đến vì chính mình phục vụ, nô lệ cũng có thể chiêu mộ, nhưng nô lệ là không thể tiến nhân chủ thành chỉ có thể ở ngoài thành vì bọn họ làm việc bọn hắn không tiếp tục nhìn thấy linh tê lộc yêu vương những chuyện này đều bị nó thủ hạ an bài đến thỏa đáng tranh tài kết thúc ngày thứ ba bọn hắn liền đã người ở thu thập xong phòng ốc trong phòng ngay cả đồ dùng trong nhà đều là có sẵn không có cái gì lộng lẫy trang trí nhưng so với bọn hắn cứu thục học viện vẫn là phải tốt một chút sạch sẽ gọn gàng trong viện có thực vật tô điểm mỗi dãy phòng ốc đều có năm gian phòng đủ để cho mười mấy người ở lại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đường tam bọn hắn đều là thâm cư không ra ngoài. Thẳng đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 10, tới một vị đường tam một mực chờ đợi đợi tồn tại. Đường tam là nghe được tiếng đập cửa đi ra, mấy ngày nay hắn trừ lặng lẽ truyền tống về một chuyến cứu thuộc học viện, cùng lão sư trao đổi một chút bên ngoài, vẫn lưu tại đây bên cạnh. Chỗ ở của bọn hắn chung quanh, từ đầu đến cuối đều có người giám thị. Linh tê lộc yêu vương người uyển chuyển biểu đạt qua, dám thì bọn hắn cũng không phải là gia lý thành đại đấu thú trường bên kia ý tứ, mà là tổ đình sứ giả muốn bảo đảm bọn hắn tương lai tiến về tổ đình dự thi hạ lệnh. Mở ra cửa viện, đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia cao lớn khôi vĩ nam tử. Thương thế của hắn nhìn qua đã tốt bảy tám phần, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm. Tại phía sau hắn, đứng đấy bốn tên dáng người hùng tráng yêu quái, đều là thị huyết ma viên bộ tộc, mỗi một cái đều là khí thức hùng hậu. Sư hổ kiếm thánh trong miệng phát ra rít lên một tiếng, cứ việc tu vi bị phong ấn, nhưng hắn theo yếu, vô ý thức thu liễm mấy phần. Đường tam mặt so sánh hắn cao lớn được nhiều sư hổ kiếm thánh, lạnh nhạt nói, người tu luyện mục tiêu là cái gì? Sư hổ kiếm thánh không chút do dự nói, đương nhiên là trở thành cường giả. Mạnh cỡ nào, tự nhiên là muốn trở thành đại yêu hoàng, đây là mỗi một cái yêu quái mục tiêu cuối cùng. Sư hổ kiếm thánh làm nhưng nói, đường tam nói, sư hổ đại yêu hoàng, từng có sao, sư hổ kiếm thánh trong nháy mắt tạm ngừng. Tại yêu quái tộc trong lịch sử, đúng là chưa bao giờ xuất hiện qua sư hổ đại yêu hoàng loại tồn tại này. Chính ngươi vấn đề chính mình hẳn là rất rõ ràng. Hoàng kim sư tử cùng vàng kim thánh hổ huyết mạch cố nhiên để cho ngươi cường đại, nhưng tương tự, hai đại huyết mạch ở giữa xung đột cũng đối ngươi tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Nếu là không thể đem hai người này hợp hai làm một, ngươi liền mãi mãi cũng không có khả năng đột phá đến thần cấp. Thần cấp phía dưới người mạnh nhất, cuối cùng cũng chỉ là thần cấp trở xuống. Huống chi, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, có chút hài hước nói, người còn không phải thần cấp phía dưới mạnh nhất. Sư hổ kiếm thánh hô hấp trong nháy mắt liền biến thành ồ ồ, tựa hồ đã đến bộc phát biên giới. Đường tam lại giống như là căn bản không có phát hiện, tiếp tục nói, muốn chân chính mạnh lên, người nhất định phải giải quyết huyết mạch vấn đề. Nhưng vấn đề này đừng nói là ngươi, liền xem như những đại yêu hoàng kia cũng giúp ngươi không giải quyết được. Các ngươi sư hổ thú nhất mạch, hẳn là cũng không chỉ ngươi một cái đi, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng tồn tại. Ngươi nên tính là mệnh cứng rắn, các ngươi mạch này, vô luận là sơ đại bởi vì sư, hổ hai tộc kết hợp đản sinh, hay là các ngươi sư hổ thú bản thân sinh hạ hậu đại, có thể còn sống sót cũng không nhiều a. À. Đại đa số đều sẽ thiên chiết, ta nói đúng không? Sư hổ kiếm thánh thân thể chấn động một cái, cơ hồ là thốt ra, nói, làm sao ngươi biết? Đối với sư tộc cùng hổ tộc tới nói, đó cũng không phải cái gì đại bí mật, nhưng nhân loại không nên biết đường tam lạnh nhạt nói từ ngươi huyết mạch đoán được ngươi sư hổ kim cương ngang ngược không gì sánh được nhưng lại tràn đầy mâu thuẫn cả hai kích thích lẫn nhau ngươi tại thời điểm chiến đấu huyết mạch đều là một mực sôi trào loại bá đạo này huyết mạch không phải dạng gì tồn tại đều có thể thừa nhận được ngươi vận khí rất tốt thể chất rất tốt bản thân lại có hoàng kim sư hổ huyết mạch lúc này mới sống đến nay hoàn thành cường giả mà đại đa số sư hổ phổ hẳn là đều không có vận tốt như vậy Sư hổ kiếm thánh thân thể có chút run rẩy, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện đau khổ, hắn vô ý thức nói cái kia có thể làm sao bây giờ. Đây là số mệnh, chính là chúng ta bộ tộc này số mệnh. Bọn hắn đều nói, chúng ta vốn chính là nghịch thiên tồn tại, là không nên xuất hiện chủng quần, nhận lấy thượng thiên nguyền rủa. Đường Tam lắc đầu, nói cái này cùng nguyền rủa căn bản không có một chút quan hệ, các người đây chỉ là huyết mạch cách trở tạo thành. Mà trên thực tế, đồng dạng làm động vật họ mèo, cả hai gen cũng không phải là hoàn toàn không có dung hợp khả năng. Chỉ bất quá, hoàn toàn dựa vào tự nhiên dung hợp, không biết muốn qua một số năm mới có thể biến dị hoàn thành, mà lại, các ngươi cũng không có cách nào đem loại biến dị này truyền xuống. Các ngươi sư hổ thú lẫn nhau kết hợp đản sinh hậu đại, chết yểu xác suất rất lớn đi, sống sót cũng sẽ không lâu dài. Sư hổ kiếm thánh hít sâu khẩu khí, đột nhiên hung ác nói, người nói với ta những này làm gì? Có ý nghĩa gì, chẳng lẽ người còn có thể giải quyết hay sao? ta có thể, đường tam lạnh nhạt nói ra hai chữ, sư hổ kiếm thánh toàn thân chấn, là thất thanh, người nói cái gì? Đường tam tức giận nói, người lại lớn một chút âm thanh, để bên ngoài những cái kia dám thì cũng nghe được. Sư hổ kiếm thánh ngực kịch liệt phập phòng, thanh âm của hắn thậm chí có chút run rẩy. ngươi, ngươi thật có thể sao? Thật có thể chứ, đường tam nói, ta có biện pháp, nhưng cần phối hợp của ngươi. Làm sao phối hợp, sư hổ kiếm thánh không kịp chờ đợi truy vấn. Đường tam nói, rất khó, cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Ta tại sao phải giúp các ngươi giải quyết vấn đề này đâu? Sư hổ sáng tạo thánh thân thể một giá trị, trong lúc bất chợt, hắn cực nhưng nói, nếu như ngươi có thể mang ta tộc giải quyết vấn đề này, ta cái mạng này cũng là của ngươi, làm nô là bộc sẽ không tiếc. Đường Tam lại báo lắc đầu, nói ta muốn không phải ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì? Sư hổ kiếm thánh cả giận nói. Đường Tam tệ hắn từng cái mắt, nói, nếu như ngươi ngay cả mình cảm xúc đều khống chế không nổi, như vậy người vĩnh viễn cũng không đến được thần cấp. Sư hổ kiếm thánh thấp giọng gầm thét lên, người rốt cuộc muốn thế nào? Đường Tam nói, nếu như ta có thể giúp người tộc giải quyết vấn đề này, liền mang ý nghĩa sư hổ tộc sẽ có vượt qua người đỉnh phong cơ hội, chính người cũng có trở thành đại yêu hoàng khả năng. Phần này ân huệ lớn không lớn, sư hổ kiếm thánh không có lên tiếng, đáp án hiển nhiên là khẳng định. Đường Tam nói, ta không cần ngươi làm nô là bộc, nhưng ta yêu cầu ngươi bộ tộc này vĩnh viễn làm minh hữu của ta, nhưng có chỗ cần, theo gọi theo đến. Minh Hữu, chỉ là Minh Hữu, sư hổ kiếm thánh ngẩn người, hắn vốn cho là Đường Tam là muốn để bọn hắn thần phục. Đường Tam lạnh nhạt nói, tự nhiên là như vậy, chỉ cần là Minh Hữu như vậy đủ rồi. Sư hổ kiếm thánh quả quyết nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm được. Cái này ta có thể đại biểu tộc ta đáp ứng ngươi, ta chính là tộc ta thứ cường giả. Trưởng lão cũng sẽ đáp ứng. Đường Tam hỏi, các ngươi sư hổ tộc hiện tại có bao nhiêu người? Sư hổ kiếm thánh trần chờ một chút về sau, mới nói, hai trăm tả hữu. Đường Tam gật gật đầu, nói, mang ta đi tìm bọn hắn đi. Nói miệng không bằng chứng, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Nói, hắn nhặt lên tay phải, một trưởng vỗ đánh vào sư hổ sáng tạo thánh ngực. Chữ chung một tiếng, sư hổ sáng tạo thánh bị đường Tam đập đến rút lui một bước về đằng sau, tiếp theo minh, sư hổ kiếm. Thánh thân bên trên đã là quang diễm lấp lóe, phòng ấn bị giải trừ. Sư hổ kiếm thánh ngẩn người, hắn hiển nhiên không nghĩ tới đường tam dễ dàng như vậy liền đem hắn phong ấn giải trừ trầm mặc một lát sau hắn quát khẽ nói đi nói liền muốn đi ra ngoài đường tam lóe lên thân chạy ở trước người hắn người muốn hướng đi nơi đâu sợ bọn họ không biết sao ừm sư hổ kiếm thánh cứ thế ý gì đường tam nói đi theo ta nói hắn quay người hướng thiên phòng đi đến sư hổ kiếm thánh có chút không nghĩ ra cùng sau lưng đường tam thiên phòng nhìn qua chính là một cái bình thường gian phòng nhưng khi sư hổ kiếm thánh đi vào gian phòng này thời điểm, lại có loại cảm giác kỳ dị, tinh thần lực có chút ba động. Đúng lúc này, đường tam phất tay, trong tay tựa hồ có quang mang lấp lóe lập tức, trước mặt cảnh vật biến đổi, nguyên bản trong căn phòng bố trí biến mất, trên mặt đất, từng vòng từng vòng kỳ dị trận văn tùy theo bầy biện ra tới. Đường tam ra hiệu sư hổ kiếm thánh đi vào bên cạnh hắn, không đợi sư hổ kiếm thánh đứng vững, tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang lóe lên, hai bóng người đã hư không tiêu thất sư hổ kiếm thánh chỉ cảm thấy trận trời đất quay cuồng khi hắn dưới chân chấn động lần nữa đứng vững thời điểm giật mình phát hiện chính mình vậy mà đứng ở trên một đỉnh núi đường tam ngay tại bên cạnh hắn ngươi làm như thế nào sư hổ kiếm thánh giật mình nhìn xem hắn một trong đó khoảng cách truyền tống trận mà thôi đường tam rất tự nhiên nói ra mà thôi sư hổ kiếm thánh nhìn xem dưới chân mình ngay tại dần dần biến mất trận văn loại này chưa bao giờ nghe cảnh tượng kỳ dị còn mà thôi liên tưởng đến trên chiến trường Đường Tam các đồng bạn không ngừng thông qua cự ly ngắn truyền tống kéo dài khoảng cách một màn, đối trước mắt tên nhân loại này, Sư Hồ Kiếm Thánh không khỏi càng tăng thêm mấy phần lòng tin. Sư Hồ Kiếm Thánh trong mắt Đường Tam cũng biến thành càng phát ra thần bí. Tộc nhân của ngươi ở nơi nào? Ngươi nếu đến Gia Lý Thành dự thi, bọn hắn hẳn là cũng ở tại cách đó không xa a. À. Nơi này là Gia Lý Sơn mạch, Đường Tam nói ra, Sư Hồ Kiếm Thánh gật gật đầu, nói chúng ta liền ở tại gia bên trong ngoài thành phía tây đường tam nói gia lý thành không cho phép các ngươi tiến vào sao coi như trong các ngươi đại đa số sống không lâu thành niên sư hổ tộc sức chiến đấu hay là rất mạnh a à. sư hổ kiếm thánh cười khổ nói vậy thì có cái gì dùng sư tộc cùng hổ tộc không cho chúng ta tại cái này hai đại cường tộc uy hiếp phía dưới ai dám tùy ý thu lưu chúng ta huống chi tộc nhân của chúng ta đại đa số đều phải để lại ở trong thôn chiếu cố những cái kia thân thể người không tốt cũng không thể làm nhiều cái gì Ta tại gia Lý Thành tham gia đoàn chiến, chính là vì kiếm tiền nuôi sống bọn hắn. Đường Tam nói, người dẫn đường, ta đi theo ngươi. Trên đường nói cho ta một chút các ngươi tộc nhân tình huống đi, tốt, đi. Sư hổ kiếm thánh đằng không mà lên, đường Tam đi theo ở bên cạnh hắn. Theo sư hổ kiếm thánh giảng thuật, đường Tam dần dần rõ ràng bọn hắn bộ tộc này tình huống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sư hổ tộc là bị lưu vong. Trong truyền thuyết sớm nhất xuất hiện sư hổ thú, đến từ một đoạn sư tộc cùng hổ tộc cấm kỵ chi luyến. Sư tộc cùng hổ tộc kết hợp, sinh hạ hậu đại sát suất chỉ có phần trăm tả hiếu, mà lại sinh ra tới nhỏ sư hổ tốt, còn có tám thành sát suất hội thiên vẫy cho nên sư hổ thú cũng không nhiều. Nhưng nói cũng kỳ quái, lại sư tộc cùng hổ tộc yêu nhau, bọn hắn đều sẽ chung trình thủ hộ tại đối phương bên người, cuối cùng cả đời, chắc chắn sẽ có cơ hội sinh ra hậu đại. Mà sống sót tới nhỏ sư hổ lỗ nếu như tha hạnh không có thiên chiết, liền có khả năng trở nên phi thường cường tráng, thậm chí so phổ thông sư tộc, hổ tộc còn cường tráng hơn rất nhiều. Chỉ là, vấn đề lớn nhất lại là sống không lâu lâu. Đại đa số sư hổ tốt coi như sống sót, cũng sẽ ở thành niên thời điểm chết bất đắc kỳ tử, chính là huyết mạch trong người trùng kích bố trí. Ban sơ sư hổ thú thời điểm xuất hiện, sư tộc cùng hổ tộc là vui thấy kỳ thành, bởi vì hai tộc bản thân liền cường đại, bọn hắn cộng đồng hậu đại lý luận. Đi lên nói hẳn là càng mạnh mới đúng, có thể nương theo lấy sư hổ phổ xuất hiện ra máu xung đột vấn đề. Hai đại cường tộc ấm tìm phương pháp cũng không có cách nào giải quyết đằng sau, liền bắt đầu ghét bỏ bọn hắn. Ngôn luận bên trong liên quan tới cấm kỵ chi ái mang đến tới rủa phạm cũng càng ngày càng nhiều, từ đó làm cho hai tộc bắt đầu mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cùng dị tộc thông hôn. Nhưng vấn đề là, đã xuất hiện sư hổ tốt cùng một chút dưới tình huống đặc thù kết hợp sư tộc, hổ tộc vẫn tồn tại như cũ. Loại hiện tượng này mấy ngàn năm nay đều có, cho nên sư hổ thú mặc dù thưa thớt, nhưng từ đầu đến cuối tồn tại. Bọn hắn bắt đầu bị bài xích, sư hổ thú sáng xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị xua đuổi, bị ép rời đi bản tộc, thậm chí có ngang ngược lãnh chúa sẽ đem chi giết chết. Bởi vậy, sư hổ thú truyền thừa một mực đều là phi thường gian nan. Sư hổ thú một khi xuất hiện huyết mạch xung đột sẽ tạo thành hai loại hậu quả, trưởng thành mà lại thân thể cường tráng sư hổ thú phần lớn sẽ ở huyết mạch trong xung đột chết bất đắc kỳ tử, mà một chút tương đối hơi yếu, hoặc là không có triệt để kích phát huyết mạch sư hổ thú thì sẽ rất nhanh suy yếu, cho đến chết. Đại đa số tình huống là người sau, muốn kéo dài sinh mệnh, liền cần phục dụng rất nhiều có được sinh mệnh năng lượng thiên tài địa bảo. Đây cũng là sư hổ kiếm thánh Liều Mạng tham gia đoàn chiến kiếm tiền trong đó một nguyên nhân. Hắn cần kiếm rất nhiều tiền đem đổi lấy thiên tài địa bảo để giúp trợ những cái kia suy yếu tộc nhân duy trì sinh mệnh. Trước đây không lâu, sư hổ kiếm thánh thê tử cũng xuất hiện huyết mạch xung đột. Nguyên bản đã mang thai mẫu sư hổ thú chẳng những sinh non, cũng theo đó nhanh chóng suy yếu cái này khiến sư hổ kiếm thánh rất là bi thống, không tiếc cắt đại giới đi mua sắm rất nhiều thiên tài địa bảo. Cho nên khi hắn nghe được đường Tam nói có biện pháp giải quyết huyết mạch xung đột thời điểm, hắn mới có thể kích động như thế. Hiểu rõ đại khái tình huống đằng sau, đường Tam trong lòng đã nắm chắc. Sư hổ thôn tọa lạc tại gia lý thành phía tây khoảng 100 dặm một cái trong khe núi, mảnh khu vực này đối với tuyệt đại đa số chủng quần tới nói đều thuộc về cấm địa. Sư hổ tộc mặc dù không có thần cấp cường giả, nhưng bản thân sức chiến đấu cực kỳ cường đại, mà lại phi thường bài ngoại, tự thân bất hạnh tạo thành bọn hắn hung hãn tính cách. Chỉ cần có kẻ ngoại lai dám vào người lãnh địa của bọn hắn, bọn hắn nhất định liều chết chém giết. Mà lại, mặc dù bọn hắn là bị sư tộc cùng hồ tộc trục xuất, nhưng dù sao có được hai đại cường tộc huyết mạch, ai cũng không nguyện ý bốc lên đắc tội hai đại cường tộc phong hiểm đến nhằm vào bọn họ, mà lại nhằm vào bọn họ cũng không có bất luận cái gì lợi ích có thể nói. Hai người một đường nhanh như điện chớp, khi đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy nơi xa trong khe núi cái kia đại đa số phòng ốc đều là dùng tảng đá tu kiến mà thành thôn xóm lúc sư hổ kiếm thánh nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng hắn đã rất nhiều ngày chưa có trở về tại trong tiếng gầm gừ của hắn đường tam nghe được tia run rẩy hương vị ngay tại sư hổ kiếm thánh chuẩn bị mang theo đường tam đi xuống thời điểm sư hổ trong thôn ba đạo thân ảnh đã cấp tốc vọt ra thẳng đến phương hướng của bọn hắn mà tới đó cũng là tam đầu sư hổ thú dáng người đều phi thường cường tráng trên thân tỏa ra sư hổ kim cương quang mang, như là cực nhanh đồng dạng, thẳng đến bên này mà tới. Đại ca, cầm đầu một đầu sư hổ thú tiếng giống to, cấp tốc vào tới sư hổ kiếm thánh trước mặt, đem giữ chặt sư hổ kiếm thánh tay, nhanh, mau cùng ta đi. Tẩu tẩu, tẩu tẩu sợ, sư hổ kiếm thánh thân thể run rẩy kịch liệt một chút, hỏi, ngươi tẩu tẩu thế nào? Cái kia sư hổ thú hơi cúi đầu, đau nhức khổ địa nói, tẩu tẩu rong huyết. Mau cùng ta đi, nàng một mực chống đỡ lấy, chính là muốn chờ ngươi trở về. Nói, cái kia sư hổ thú lôi kéo sư hổ kiếm thánh liền chạy. Chờ một chút, đúng lúc này, đường tam mở miệng, hắn chợt lách người đã đến sư hổ kiếm thánh trước người, ngăn chở bọn hắn đường đi. Ngao một tam đầu sư hổ thú đồng thời hướng đường tam phát ra rung trời gào thét, thường hực sư hổ kim cương xuất phát, liền muốn động thủ. Hừ, đúng lúc này, đường tam trong miệng phát ra âm thanh hừ lạnh, mang theo một tia thần thức tinh thần lực bỗng nhiên nở rộ, cạnh đem ba tiếng gầm thét áp chế xuống ngươi làm gì sư hồ kiếm thánh gầm nhẹ nói đường tam nói nếu như ngươi muốn cho thê tử ngươi sống sót cũng đừng có xúc động sư hồ kiếm thánh sửng sốt một chút có thể thế nhưng là nàng rong huyết đây là huyết mạch xung đột nghiêm trọng nhất tình huống đã đường tam trầm giọng nói ngươi bây giờ không thể đi tình huống của nàng khẳng định thật không tốt là bởi vì muốn đợi ngươi trở về còn treo từng cái khẩu khí một khi nhìn thấy ngươi nàng khẩu khí này nới lỏng rất có thể liền đã chết đi Ngươi có thể đi trở về, nhưng không cần tại nàng trước giải mặt. Để cho ta thử một chút, thành hứa, còn có cơ hội. Sư hổ kiếm thánh kim thân buồm, đột nhiên hỏi, dáng người khôi vĩ, như thép băng đồng dạng tráng hán cứ như vậy bịch một tiếng quỳ xuống trước trước mặt đường tam. Mau cứu nàng, cầu ngươi mau cứu nàng, chỉ cần nàng có thể còn sống sót, về sau ta chính là nô bộc của ngươi. Xin ngươi mau cứu, nói đến phần sau, sư hổ kiếm thánh đã là khóc không thành tiếng. Đường tam vỗ vỗ sư hổ kiếm thánh bả vai quay đầu hướng mặt khác tam đầu sư hổ thú trầm giọng nói, mang ta đi. Tam đầu sư hổ tốt mặc dù không rõ nhân loại trước mặt này là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết trì hoãn không y, cắn răng, lập tức ở trước mà cuồng vứt bỏ đứng lên. Đường tam sử xuất quỷ ảnh mê tung bộ, lấy gió là gia tốc, đi theo tại phía sau bọn họ, thẳng đến sư hổ thôn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến người toàn này cơ hồ đều là dùng tảng đá tu kiến mà thành thôn trang. Trong thôn trang tựa hồ có chút âm u đầy tử khí cảm giác, trong lúc vô hình mang theo vài phần kiềm chế khiến cho trong lòng người ẩn ẩn sinh ra khó chịu tam đầu sư hổ thú chạy rất nhanh sư hổ kiếm thánh cũng đã đuổi theo trên người sư hổ kim cương nồng đậm không gì sánh được tim của hắn kịch liệt nhảy lên bọn hắn không lo được đi quan sát sư hổ thôn tình huống rất nhanh liền đi tới một tòa sân nhỏ phía trước cửa lớn là mở sư hổ kiếm thánh vừa muốn xông vào xxx lại nhớ tới đường tam nói lời lập tức dừng bước chân tràn ngập chờ mong nhìn về phía sau đó đi theo đường tam đường tam hướng hắn dựng lên cái đợi một chút đừng sốt ruột thủ thế sau đó liền đi vào tam đầu sư hổ thú đi theo mà người trong nhà đá tia sáng cũng không tính rất tốt cửa sổ đơn sơ cũng không lớn một tấm to lớn trên giường nằm một đầu sư hổ thú nhìn qua con sư hổ này lỗ thân hình cũng không nhỏ nhưng lúc này sư hổ lỗ cũng không phải là nhân loại bộ dáng trên người da lông cùng loại với hổ văn đầu lại dáng dấp như sư đồng dạng từ nó suy yếu sinh mệnh năng lượng liền có thể cảm thụ được con sư hổ thú này tình huống phi thường không tốt nhịp tim cũng phi thường yếu ớt nghe được có âm thanh truyền đến con sư hổ này lỗ miến cứng mở hai mắt ra nhìn thấy tiến đến lại là cái nhân loại lúc tựa hồ sửng sốt một chút tàu tàu trước đó trước hết nhất nói chuyện với đường nhị sư hổ nghiên cứu vội vàng tiến lên nhẹ giọng kêu một câu trên giường mẫu sư hổ lỗ thanh âm nhẹ nắm lấy hỏi sư hổ phổ có chút không biết trả lời như thế nào vô ý thức liền muốn nói đại ca ở ngoài cửa, nhưng nghĩ tới đường tam mà nói, không dám nói đi ra. Người tốt, ta là sư hổ kiếm thánh tìm đến bác sĩ, có thể trị ngươi bệnh. Hắn đi cho ngươi tìm dược vật, lập tức liền trở về. Ngươi kiên trì một chút nữa, ta trước giúp ngươi nhìn xem. Đường tam hợp thời mở miệng giải vây, mẫu sư hổ thú trong mắt lóe lên từng cái tia nghi ngờ, nhưng lúc này mẫu sư hổ thú đã một chút khí lực cũng không có, chỗ ngực hơi chập trùng mấy lần, nhịp tim tựa hồ trở nên càng phát ra nhẹ nhàng. Đường tam cấp tốc tiến lên, tại bên giường tòa hạ, tay phải ấn lên mẫu sư hổ thú chỗ cổ. Lấy tinh thần lực của hắn, trong nháy mắt liền cảm nhận được mẫu sư hổ phổ tự thân khí tức suy bại, thể nội huyết dịch thậm chí đều có mấy phần khô kiệt cảm giác, càng quỷ dị hơn là, dưới loại tình huống này, mẫu sư hổ thú hai loại huyết mạch tựa hồ còn tại lẫn nhau bài xích. Cái này nếu là đổi nhân loại, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Sư hổ thú tự thân cường đại sinh mệnh lực, đoán chừng còn dùng tới đông đảo thiên tài địa bảo, mới có thể để cho mẫu sư hổ thú sống đến bây giờ. Nhu hòa huyền thiên công năng lượng cấp chậm chú nhân mẫu sư hổ phổ thể nội. Huyền thiên công bình thản mà tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng tiến nhân mẫu sư hổ thiện thân thể, mẫu sư hổ phổ lập tức cảm giác được toàn thân giống như bình trở nên ấm áp, nhịp tim cũng so với ban đầu có lực. Yên lặng cảm thụ được mẫu sư hổ phổ huyết mạch chi lực trong người biến hóa, đường tam coi chừng dùng huyền thiên công dẫn dắt lên một tiêu huyết mạch khí tức, ôm trọn tại chính mình huyền thiên công năng lượng bên trong, đi vào thế giới này đằng sau hắn liền phát hiện chính mình huyền thiên công ở trong thế giới này cùng tại đấu la đại lục thời điểm có chỗ khác biệt tại đấu la đại lục thời điểm huyền thiên công năng lượng đối ứng chính là trên đấu la đại lục hồn lực đối với nhất nhất loại quan hệ đó huyền thiên công tu luyện ra được năng lượng cùng hồn lực là ngang nhau dùng để kích phát phó hồn mà tới được cái này yêu tinh đại lục phía trên hắn huyền thiên công cũng không thể cùng nơi này lực lượng ngang nhau bởi vì trên yêu tinh đại lục các loại đê mạch chi lực đều đến từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng không thuộc về nhân loại trải qua không ngừng nếm thử về sau hắn phát hiện chính mình huyền thiên công đối với đông đảo huyết mạch chi lực là có thể đưa đến điều hòa tác dụng chỉ bất quá hắn như thế thiên công tựa hồ ngay cả vị diện này nhân loại đều rất khó tu luyện huyền thiên công làm đường tam có thể có được nhiều loại huyết mạch lạc ấn chỉ cần dùng huyền thiên công đi dẫn động những lạc ấn này liền có thể sinh ra tương ứng huyết mạch chi lực cùng năng lực theo tu vi tăng lên hắn thậm chí có thể đồng thời dẫn động nhiều loại huyết mạch chi lực đến để cho mình đồng thời sử dụng nhiều loại năng lực. Mặc dù như thế sẽ ra tốc tiêu hao huyền thiên công năng lực, nhưng có thể đồng thời duy trì nhiều loại huyết mạch chi lực, tác dụng ngược lại lớn hơn. Lúc này mới khiến cho hắn tại huyền thiên công ở vào đệ bát trọng tình huống dưới, liền có thể thoải mái mà đối kháng đã là cấp 9 đỉnh phong sư hổ kiếm thánh. Tại lúc ấy trong quá trình chiến đấu, nhất là cuối cùng quảng sư hổ kiếm thánh, hai người có thân thể tiếp xúc, hắn tự nhiên là hấp thu một bộ phận sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực. Loại này cấp 9 đỉnh phong, thậm chí là chuẩn cấp một cấp độ huyết mạch, hắn là cảm thấy rất hứng thú. Những ngày này, đường tam cũng không có nóng lòng đi dung hợp sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực, hắn không phải là không muốn dung hợp, mà là tại nghiên cứu loại này bản thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng lại có trùng điệp vấn đề huyết mạch. Cho nên, khi sư hổ kiếm thánh bị mang tới thời điểm, hắn sở dĩ một chút liền có thể nói ra sư hổ tộc đối mặt to lớn vấn đề, cũng là bởi vì hắn đối với sư hổ thú huyết mạch tiến hành sâu người nghiên cứu, đồng thời có lòng tin đến giải quyết vấn đề này. Lúc này, tại mẫu sư hổ thú thể nội huyền thiên công năng lượng cuốn lên cái này một sợi huyết mạch chi lực dần dần chẳng phải táo bạo, liền ngay cả nhan sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sư hổ kiếm thánh sư hổ kim là bản thân là rực rỡ màu vàng, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện. Loại kia rực rỡ màu vàng nhưng thật ra là hai loại màu vàng hỗn hợp mà thành, phân biệt đến từ hoàng kim sư tử tộc cùng vàng kim thánh hổ tộc. Cả hai huyết mạch đụng vào nhau, lẫn nhau kích phát, nhưng cũng lẫn nhau bài xích cùng quấy nhiễu, từ đó dẫn phát huyết mạch xung đột. Sư hổ kiếm thánh bởi vì tự thân tu vi cường đại, sinh mệnh lực thịnh vượng, có thể cưỡng ép áp chế huyết mạch xung đột. Nhưng nương theo lấy tu vi của hắn tăng lên, nếu như tương lai muốn xung kích thần cấp, chắc chắn đứng trước cái này to lớn vấn đề, không hề nghi ngờ lại bởi vì huyết mạch xung đột bạo thể mà chết. Đây chính là sư hổ thú một mạch có được cường đại như thế huyết mạch chi lực nhưng thủy chung không có thần cấp cường giả nguyên nhân. Mà bây giờ tình huống lại không giống với lúc trước, tại đường Tam Huyền Thiên công tác dụng dưới, mẫu sư hổ thú huyết mạch trong cơ thể bắt đầu biến hóa, cái kia hai loại khác biệt khí tức, tại Huyền Thiên công năng lượng đáp cầu dắt mối phía dưới, cạnh chậm cấp dung hợp tại cùng một chỗ. Nhưng huyết mạch bản thân năng lượng giảm bớt 80% nhiều, chỉ còn lại có 20% không đến. Cái này mặc dù cùng mẫu sư hổ thú bản thân khí tức quá mức suy yếu có quan hệ, nhưng cùng lúc nói rõ hai loại huyết mạch trong quá trình dung hợp, sinh ra tiêu hao cũng là to lớn. Mà cái này mới đản sinh, cả hai dung hợp mà thành huyết mạch chi lực, cuối cùng tán phát là một loại màu bạch kim hào quang, cùng trước đó rực rỡ hào quang vàng óng hoàn toàn khác biệt. Đường Tam dùng trước đó từ sư hổ kiếm thánh nơi đó hấp thu tới huyết mạch chi lực, cứ như vậy nếm thử qua. Chỉ bất qua sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực muốn thuần hậu được nhiều, đang đập hợp trong quá trình, còn thừa xuống năng lượng có 30% tả hữu. Lúc đó đường tam hấp thu không nhiều, cho nên cuối cùng dung hợp đi ra sư hổ tốt huyết mạch chi lực liền tương đối ít, không đủ để duy trì hắn tăng lên tới đầy đủ đẳng cấp. Mà đường tam tự thân phong hổ biến đã là bát giai cấp độ, có thể tại tự thân tu vi đột phá đến cửu giai sau lại hấp thu. Hắn lo lắng sư hổ kim cương không đủ để áp chế những lực lượng này, cho nên mới không có nóng lòng dung hợp huyết mạch lạc ấn tại kiện hổ thể nội chứng thực cách làm của mình hữu hiệu đường tam một bên duy tục chú người huyền thiên công năng lượng một bên hướng bên người tam đầu sư hổ phổ đạo vị này còn có hay không số người trí thân nhất định phải là huyết mạch trí thân tam đầu sư hổ lỗ liếc nhau một cái trong đó nhìn qua thân hình nhỏ nhất đầu kia đầu sư hổ thú nói ta là đệ đệ của nàng có thể chứ đường tam nói có thể ta cần đem ngươi một chút huyết dịch rót vào tỉ tỉ ngươi thể nội giúp nàng khôi phục ngươi có thể chứ tới đi con sư hổ này phổ không chút do so dự đi vào trước mặt đường Tam, lộ ra chính mình cánh tay trắng kiệt. Đường Tam gật đầu, nói, người ngay tại bên cạnh ta, thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Mẫu sư hổ thú quá hư nhược, nàng tự thân huyết mạch chi lực tại trong xung đột đại lượng tiêu hao, nếu như là đơn thuần bị chuyển hóa dung hợp, coi như huyết mạch xung đột vấn đề giải quyết, huyết mạch chi lực cũng không đủ duy trì tính mạng của nàng, cho nên cần truyền máu mới được. Đường Tam một bên tiếp tục chậm rãi là mẫu sư hổ tốt dung hợp huyết mạch chi lực, một bên nâng lên tay trái, phong cương ngưng tụ áp xúc, hóa thành phong nhận, mở ra mẫu sư hổ thú để đệ cánh tay, lập tức màu đỏ vàng huyết dịch chảy xuôi mà ra. Tại phong cương dẫn đạo dưới, màu đỏ vàng huyết dịch bay thẳng đến trước mặt Đường Tam, bị Huyền Thiên công năng lượng ôm trọn, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, trên không trung bị Huyền Thiên công năng lượng hóa thành màu bạch kim, sau đó lại thông qua lỗ chân lông làm người ta sợ hãi mẫu sư hổ thú thể nội. Khi cái kia màu bạch kim huyết dịch hiện ra tại tam đầu sư hổ thú trước mặt thời điểm, bọn hắn đều cảm giác được trong lòng run lên trong mơ hồ có cảm ứng tự thân huyết mạch tựa hồ đang nhẹ nhàng vù vù lấy nơi cửa nửa cái đầu to lặng lẽ dò xét người nhìn về phía bên trong sư hồ kiếm thánh thật sự là không yên lòng a à. khi hắn nhìn thấy cái kia lóe ra hào quang màu bạch kim huyết dịch lúc lập tức thân thể chấn động trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi tu vi của hắn đủ cường đại tự nhiên có thể nhìn ra đó là dạng gì lực lượng cái này tựa hồ Nương theo lấy dung hợp sau huyết dịch không ngừng chú người, mẫu sư hổ thú trên thân bắt đầu tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, mặc dù rất yếu ớt, nhưng nàng tự thân khí tức rõ ràng mạnh lên một chút. Sư hổ kiếm thánh rất muốn nhanh chóng đi đến người yêu bên người, nhưng lại lo lắng xuất hiện đường tam trước đó nói tới tình huống, chỉ có thể cố nén nóng vội, nhìn xem một màn kỳ dị này. Hắn đột nhiên có loại cảm giác một khốn nhiễu sư hổ thú nhất mạch mấy ngàn năm sinh tử đại kiếp, tựa hồ thật sự có giải quyết khả năng. Sau nửa canh giờ, đầu kia công sư hổ phổ bởi vì huyết dịch tiêu hao quá nhiều, bắt đầu có chút gặp động thời điểm, đường Tam Đình chỉ rút ra huyết dịch của hắn. Mà mẫu sư hổ tốt đã ngủ thật say, khí thức bình ổn. Nàng hai loại huyết mạch đã bị dung hợp hoàn tất, chỉ bất quá tại dung hợp chiết xuất đằng sau, huyết mạch chi lực của nàng quá ít, hiện tại tăng thêm từ bên ngoài đến những này, cũng chỉ có thể duy trì lấy sinh mệnh. Nàng tự thân tu vi cảnh giới mặc dù trên phạm vi lớn hạ xuống, nguy hiểm tính mạng lại hiển nhiên là không có đường tam thở dài ra một hơi chậm rãi thu hồi huyền thiên công hai đầu không có bị rút máu sư hổ thú đỡ lấy cái kia bị rút qua máu ba cái to lớn đầu tụ cùng một chỗ tràn ngập chờ mong mà nhìn xem đường tam tính mệnh không lo nàng phía sau cần bổ sung đại lượng sinh mệnh năng lượng các người muốn bao nhiêu tìm vài thiên tài địa bảo cho nàng phục dụng cần khôi phục một đoạn thời gian mới được vào đi cuối cùng câu hiển nhiên là đối với sư hổ kiếm thánh nói thân ảnh lóe lên sư hổ kiếm thánh liền đã đến đường tam bên người Sư hổ kiếm thánh không kịp chờ đợi dùng đầu của mình dán mẫu sư hổ thú đầu, yên lặng cảm thụ được mẫu sư hổ thú tình huống. Mẫu sư hổ thú khí thức vẫn như cố tương đối suy yếu, nhưng hô hấp và nhịp tim bình ổn. Trọng yếu nhất chính là, nàng lúc này huyết mạch khí thức mặc dù yếu ớt, nhưng cũng là 10 phần bình ổn. Sư hổ kiếm thánh hít sâu khẩu khí, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường tam, nói, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là, từ hôm nay trở đi, ta chính là người hầu của ngươi. Nói, hắn hướng đường tam bái xuống đường tam hai tay nâng lên một chút dùng ra tượng yêu lực lượng cái này mới miễn cưỡng nâng thân thể của hắn ta nói qua chỉ là minh hữu ta không cần nô bộc sư hổ thú huyết mạch cao quý cũng không nên là nô bộc sư hổ kiếm thánh hít sâu một hơi chậm rãi đứng thẳng người khống chế một chút tâm tình của mình mới nói nếu như ta không nhìn lầm người mới vừa rồi là giúp nàng tướng tướng xung đột hai loại huyết mạch dung hợp lại cùng nhau rồi đường tam nhẹ gật đầu Nói tiếp tục chú mạng sống con người năng lượng, mặc dù có thể làm cho các người bằng vào cường đại sinh mệnh lực tạm thời khống chế huyết mạch chi lực, nhưng trên thực tế là uống cưu giải khát. Thịnh vượng sinh mệnh lực sẽ để cho huyết mạch của các người chi lực càng ngày càng mạnh, mà tiếp tục tăng cường liền có bộc phát xung đột khả năng. Một khi bộc phát, kết cục chính là chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, không thể chỉ là trị phần ngọn, mấu chốt là phải trị tận gốc. Ta có nhất pháp, có thể đem tự thân các người hai loại huyết mạch chân chính trên ý nghĩa dung hợp tại cùng một chỗ từ đó từ trên căn bản giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Vừa rồi đã nếm thử qua, sự thật chứng minh là có thể. Sư hổ kiếm thánh ánh mắt trong nháy mắt liền nóng rực lên, đối với chúng ta tất cả tộc người đều hữu dụng. Đường Tam nói, trên lý luận là có thể, nhưng là, cũng có một chút điều kiện tiên quyết. Đầu tiên chính là, nhất định phải là sau khi trưởng thành sư hổ thú mới được. Bởi vì tại cái này trong quá trình dung hợp, chiết xuất đằng sau huyết mạch chi lực tổng lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Như người loại này thể phách phi thường cường đại, đại khái huyết mạch chi lực có thể còn thừa ba thành, miến cưỡng duy sinh vẫn là có thể, nhưng nếu như là ấu niên, rất có thể không cách nào còn sống sót. Tốt nhất là giống vừa rồi dạng này có người thân ở bên người, trực tiếp chuẩn bị truyền máu. Bởi vì tại loại này chuyển hóa quá trình, bên trong nhất định phải duy nhất một lần đem toàn thân huyết dịch đều chuyển hóa hoàn tất mới được, bằng không mà nói, liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí xuất hiện ba loại huyết mạch xung đột tình huống. Sư Hổ Kiếm Thánh nói: "Cái kia dung hợp đằng sau huyết mạch chi lực, còn có thể tiếp tục tu luyện sao? Sẽ còn xuất hiện huyết mạch xung đột sao?" Đường Tam nói: "Trên lý luận tất cả vấn đề liền đều giải quyết, về phần có thể tu luyện tới trình độ gì, liền muốn chính các ngươi đến thử. Nhưng ta có thể khẳng định là, dung hợp đằng sau, sư Hổ Kim Cương lại so với trước đó càng thêm cường đại, rất có thể đã có thể tính là chân chính cấp huyết mạch. Cái này cần các ngươi chính mình đi tiếp tục tu luyện cùng tìm tòi nghiên cứu." Sư hổ kiếm thánh nhìn về phía ba cái huynh đệ, bọn hắn lúc này đều thẳng vào nhìn xem đường tam, hô hấp trở nên càng phát ra thô trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như sư hổ thú nhất mạch huyết mạch xung đột vấn đề có thể giải quyết đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào, chân chính một cấp huyết mạch mang cho bọn hắn lại là cái gì? Xin ngài chờ chút, ta đi mời trưởng lão, nói, sư hổ kiếm thánh quay người liền liền xông ra ngoài. Đường tam mỉm cười, tìm một cái băng ghế đá khoanh chân ngồi lên, yên lặng khôi phục chính mình trước đó tiêu hao năng lượng hắn lúc trước nhất tâm nhị dụng còn muốn tùy thời quan sát mẫu sư hổ thú tình huống thân thể tiêu hao hay là không nhỏ thời gian không dài sư hổ kiếm thánh trở về theo hắn đồng thời trở về còn có một tên dáng người khỏe mạnh nhưng rõ ràng đã có chút còng xuống già sư hổ tốt già sư hổ thú khí tức trên thân người phần hùng hậu tự thân huyết mạch lại cho người ta một loại cố hóa đồng dạng cảm giác sư hổ kiếm thánh đi theo tại già sư hổ thiện thân về sau lộ ra phi thường cung kính đường tam mở ra hai con ngươi đứng dậy sư hổ kiếm thánh trận lại nói trưởng lão vị này chính là ta nói nhân loại kia hắn gọi tu la sư hổ tộc trưởng lão đem ánh mắt cấp tốc ném trên người đường tam trong mắt quang mang lấp lóe hắn không có mở miệng mà là bước nhanh đi vào bên giường kiểm tra một hồi mẫu sư hổ thú tình huống sư hổ tộc trưởng lão ánh mắt dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa nguyên bản bình tĩnh biến thành rung động lại biến thành kinh hãi khi hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn về phía đường tam thời điểm, cơ hồ là vô ý thức hỏi, ngay cả đại yêu hoàng đều không thể làm được sự tình, ngươi làm như thế nào. Đường tam nói, trưởng lão ngươi tốt, ta đúng là có biện pháp có thể làm đến. Nhưng đây là thuộc về ta bí mật, ta không có cách nào bẩm báo, cũng không muốn lừa ngươi. Sư hổ tộc trưởng lão ánh mắt lấp lóe dưới, nói, nghe mèo to nói, ngươi là muốn cùng tộc ta trở thành minh Hữu Mèo to, sư hổ cái tên kiếm thánh gọi mèo to. Đúng thế, ta muốn chính là nếu như ta có thể giải quyết quý tộc huyết mạch phương diện vấn đề khó khăn không nhỏ, để cho các ngươi chân chính có trùng kích thần cấp khả năng, các ngươi có thể cùng ta kết làm minh hữu, cùng nhau trông coi." Sư hổ tộc trưởng lão hít sâu từng cái khẩu khí, nói, "Ngươi liền không sợ ta đưa ngươi tạm giam ở đây, nghiên cứu phương pháp của ngươi sao?" Sư hổ Kiếm Thánh gấp, nhịn không được nói, "Trưởng lão, hắn là cứu được mèo con ân nhân." Sư hổ tộc trưởng lão trừng hắn từng cái mắt, Sư hổ Kiếm Thánh lúc này mới ngậm miệng lại đường tam nói ta dám đến tự nhiên là không sợ đầu tiên ta dùng loại phương pháp này trên thế giới này không có bất kỳ cái gì những nhân loại khác hoặc là chủng quần có thể phục chế nếu như ta không chịu huyết mạch của các ngươi vấn đề liền vĩnh viễn không cách nào giải quyết thứ yếu các ngươi cũng không lưu lại ta trong tộc các ngươi chỉ sợ không có so sư hổ kiếm thánh càng mạnh tồn tại ta có thể đánh bại hắn liền có thể đánh bại các ngươi bất kỳ tộc nhân nào huống chi ta là mang theo thành ý mà tới Sư hổ tộc vấn đề nếu như có thể từ trên căn bản giải quyết, tương lai các ngươi tái sinh xuống hậu đại cũng chính là huyết mạch dung hợp đằng sau, chân chính cường đại sư hổ thú. Ngài hoàn toàn có thể cùng ta hợp tác, thẳng đến ta đem bọn ngươi toàn tộc huyết mạch đều hoàn thành dung hợp đằng sau lại nói mặt khác, không cần thiết cùng ta sinh ra xung đột. Sư hổ tộc trưởng lão ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, ngươi là nhân loại trí giả. Đường Tam nói, trí giả không dám nhận, chỉ là vì nhân loại có thể tốt hơn sinh tồn được, không còn làm nô lệ mà cố gắng. Sư hổ tộc trưởng lão nhìn xem trước mặt cái này mười phần thẳng thắn người trẻ tuổi, hít sâu một hơi nói, nếu như ngươi thật có thể cho chúng ta toàn tộc đều hoàn thành huyết mạch dung hợp, như vậy, sư hổ tộc chính là ngươi vĩnh thế minh hữu. Ngươi sẽ thu hoạch được chúng ta toàn tộc cao nhất hữu nghị. Ngươi còn có cái gì điều kiện? Có thể nói, Đường Tam nói, cho các ngươi toàn tộc tiến hành huyết mạch dung hợp hợp cần thời gian, điều kiện tiên quyết vừa rồi ta cũng đối sư hổ sáng tạo thánh nói qua tiền kỳ trước tiên có thể từ tộc nhân của các ngươi bên trong lựa chọn điều kiện phù hợp tiến hành dung hợp, sau đó để không phù hợp điều kiện tộc nhân từng bước trở nên phù hợp điều kiện, lại tiến hành dung hợp. Ta hy vọng chính là, tương lai coi ta có cần thời điểm, các ngươi có thể vì nhân loại mà chiến, đứng tại nhân loại cái này từng cái bên cạnh. Sư hổ tộc trưởng lão yên lặng lắc đầu, nói, nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng số lượng khổng lồ, ta không có khả năng yêu cầu tộc nhân của ta là toàn nhân loại mà chiến. Chúng ta số lượng thưa thớt, vốn là gần như diệt tuyệt, ta không có khả năng bốc lên chủng quần diệt vong phong hiểm. Huống chi, hiện tại tộc ta còn chưa đủ mạnh, nhưng... Nói đến đây, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên sáng ngời lên, chúng ta có thể vì ngươi mà chiến, chỉ vì ngươi mà chiến. Chỉ cần ngươi tại một ngày, ngươi một cái tin tức, sư hổ tộc chiến sĩ liền đem đi vào bên cạnh ngươi, vì ngươi mà chiến. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn mắt vị này sư hổ tộc trưởng lão, hơi chút trầm ngâm đằng sau, chậm rãi gật đầu, nói cũng có thể. Sư hổ tộc trưởng lão hướng Đường Tam tiếp tục nói: "Ta cần nhìn thấy càng nhiều thành công ví dụ xuất hiện, đồng thời, cũng cần nghiệm chứng loại này hoàn toàn mới huyết mạch là có hay không có thể làm cho tộc nhân của chúng ta trở nên cường đại." Đường Tam nói: "Đây là tự nhiên, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ tiến về tổ đình. Trước lúc này, ta sẽ trước cho các người nhóm đầu tiên tộc nhân hoàn thành huyết mạch dung hợp. Cho nên, hiện tại xin mời trưởng lão chọn lựa ra sư hổ tộc bên trong cường tráng nhất một nhóm tộc nhân." tốt nhất là đều có huyết mạch trí thân tồn tại, chúng ta tiến hành nếm thử. Trước tiên có thể xin mời mấy vị tộc nhân đến thử một chút, sau khi thành công, lại tiếp tục mở rộng. Sư hổ tộc trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề, ta lập tức liền an bài. Đường tam nhẹ gật đầu, nói ta có một cái chỗ đi, nơi đó có được dư thừa sinh mệnh năng lượng, càng thích hợp sư hổ tộc sinh tồn. Nếu như các người nguyện ý, ta có thể mang các người tiến về. Huyết mạch dung hợp chiết xuất đằng sau, Tu vi sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, cần trùng tu, quá trình này cũng cần dư thừa sinh mệnh năng lượng. Chương 350. Sư hổ tộc trưởng lão Trần chờ một chút, đang muốn mở miệng, liền nghe Đường Tam tiếp tục nói, "Nhưng ở ta mang các ngươi tiến về trước đó, cùng cho các ngươi dung hợp huyết mạch trước đó, chúng ta trước muốn ký kết khế ước, lấy huyết khế phương thức để ước thúc lẫn nhau, dạng này chúng ta mới có thể càng thêm tín nhiệm lẫn nhau." Nghe hắn như thế một nói, sư hổ tộc trưởng lão ngược lại thở dài một hơi huyết khế là trên yêu tinh đại lục cấp bậc cao nhất khí ước, một khi ký kết, cho dù là đại yêu hoàng cũng không thể trái với, nếu không sẽ nhận tự thân huyết mạch phản phệ mà chết. Tốt, ta đại biểu sư hổ thú bộ tộc cùng ngươi ký kết khí ước. Mẫu sư hổ thú thể nội dung hợp chuyển hóa qua huyết mạch chi lực còn tại đó, sư hổ tộc trưởng lão cảm thụ so sư hổ kiếm thánh càng thêm rõ ràng. Mẫu sư hổ thú huyết mạch trong cơ thể năng lượng tại trên cấp độ đã viễn siêu nguyên bản sư hổ kim cương, ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ, rất có thể đã là chân chính cấp huyết mạch. Dù hoặc như vậy thật sự là quá lớn, huống chi, đường tam có thể giải quyết sư hổ tộc kéo dài vấn đề. Trên thực tế, tộc nhân chỉ còn lại 200 tả hữu sư hổ thú một mạch, đã đến gần như diệt tuyệt, hoặc là nói là lúc nào cũng có thể diệt tuyệt trình độ. Hiện tại thật vất vả xuất hiện dạng này một cây cây cỏ cứu mạng, sư hổ tộc trưởng lão mặc dù nội tâm tràn đầy các loại nghi hoặc, nhưng cũng không thể không bắt lấy. Đường Tam sở dĩ lúc trước hỏi thăm sư hổ tộc còn có bao nhiêu tộc nhân, cũng là vì đối với cái này tiến hành phán đoán. Cho nên hắn tại cùng sư hổ tộc trưởng lão giao lưu thời điểm phi thường trực tiếp, bởi vì hắn tin tưởng đối phương đã không có lựa chọn nào khác. Huyết khế ký kết cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại sư hổ tộc trưởng lão dẫn đầu xuống, đường Tam cùng hắn đi tới thôn xóm chính giữa tế đàn chỗ. Sư hổ tộc lại ít có yêu quái tộc bên trong không tế bái tiên tổ, bởi vì bọn hắn cho là mình không có tiên tổ, bị tiên thiên huyết mạch khốn nhiễu chỗ nguyền rủa cho nên bọn hắn chỉ tế thiên. Tế đàn người phần đơn sơ, là do đông đảo xương thú trồng chất mà thành, đường tam cẩn thận quan sát một chút, may mắn không có phát hiện nhân loại xương cốt tồn tại, nếu không khế ước này phải trang ký kết liền không xác định. Sư hổ tộc đúng là không ăn thịt người, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, nhân loại huyết nhục bên trong sinh mệnh năng lượng quá yếu, không đủ để đảm đương bọn họ đồ ăn. Ta, sư hổ tộc thiên miêu, hôm nay cùng nhân loại tộc tu la ký kết huyết khế sư hồ tộc trưởng lão dùng lợi chảo vạch phá chính mình chi trước trái mặc cho máu tươi lưu nhân trong tế đàn ta nhân tộc tu la hôm nay cùng sư hồ tộc thiên miêu ký kết huyết khế đường tam trầm giọng nói ra thiên miêu trưởng lão tiếp tục nói nay tu la vì ta tộc giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề tộc ta khi tới kết làm minh hữu hỗ trợ lẫn nhau yêu cùng nhau trông coi tu la nhưng có chỗ cần tộc ta tất toàn lực thủ hộ chiến đấu cho hắn vĩnh viễn không phản bội mà Tu La cũng cần vì ta tộc giải quyết triệt để huyết mạch xung đột vấn đề, vì ta tộc chi chân chính minh hiểu, nội tâm chỗ hướng, không được có bất luận cái gì phản bội tiến hành, ký kết huyết khế, huyết mạch trời dám Đường Tam đem trưởng lão nói, lấy ngữ khí của mình lặp lại một lần. Tại song phương tinh thần lực dẫn đạo dưới, hai loại khác biệt huyết mạch chậm rãi giao hòa tại từng cái lên, trên tế đàn lập tức dâng lên mịt mờ huyết quang. Tính danh cũng không trọng yếu, đường Tam liền xem như dùng Tu La tên cũng không thể vi phạm hứa hẹn bởi vì là lấy máu tươi của hắn phát thệ. Huyết quang ấn ký chậm rãi dung nhập song phương trong thân thể, hóa thành khế ước lạc ấn. Đường Tam vô ý thức đưa ánh mắt về phía phương xa ra Lý Thành. Mỹ công tử, người còn tốt chứ? Ta lại vì người chuẩn bị một phần lễ vật. Song phương huyết khế ký kết hoàn thành, từ giờ khắc này bắt đầu, sư hổ tộc cùng đường Tam chính là đúng nghĩa đồng minh. Tại sư hổ tộc trưởng Lão Thiên Miêu dẫn đầu xuống, đường Tam đối với toàn bộ thôn xóm trước tiến hành hạ giải. Sư hổ tộc hiện trạng đã không phải là dùng thê thảm hai chứ có thể hình dung. Toàn tộc cộng lại, tộc nhân có 232 tên, trong đó giải yếu tàn tật liền chiếm vượt qua 60%. Chân chính có thể được xưng là chiến sĩ, chỉ có hơn 70 tên, đây là nam nữ đều tính toán ở bên trong tình huống dưới. Sư hổ kiếm thánh là trong đó người mạnh nhất, chính là dựa vào hắn tại đại đấu thú trường tiền kiếm được, những tộc nhân này mới sống sót. Nhưng bây giờ, dạng này sinh tồn cũng biến thành càng ngày càng khó khăn, bởi vì đê mạch xung đột vấn đề từ đầu đến cuối không giải quyết được, tộc nhân thân thể ngày càng xa sút Nếu như không phải đường tam kịp thời chạy đến nói, chỉ sợ mèo to lão bà mèo con trực tiếp liền vẫn diệt. Đường tam trước hết để cho thiên miêu trưởng lão thống kê một chút hiện tại trong tộc tình huống, đem những cái kia cần có nhất cứu chữa, lúc nào cũng có thể vẫn diệt tộc nhân tìm ra, còn muốn có người thân. Nếu như không có người thân, liền tận khả năng tìm huyết mạch tương cận. Chết mèo khi sống mèo y, sư hổ tộc thú vị một điểm là, bọn hắn không thừa nhận chính mình là sư tộc, cũng không thừa nhận chính mình là hổ tộc. Nhưng vô luận sư tộc hay là hổ tộc, đều thuộc về họ mèo, cho nên bọn hắn liền lấy mèo làm tên. Đối với sư tộc cùng hổ tộc, trong lòng bọn họ đều tràn đầy cừu hận. Chính là bởi vì hai tộc không dung, bọn hắn mới đi tới gần như diệt tuyệt tình trạng. Nếu không lấy hai đại chủng quần tài lực, phối cấp đầy đủ vật tư, bọn hắn cũng không trở thành luân lạc tới hiện tại mức độ này. Đường Tam trong vòng nửa tháng sau đó thời gian, trước giải quyết tất cả trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn vấn đề. Hắn phát hiện, sư hổ tộc mặc dù tự thân có huyết mạch xung đột vấn đề, nhưng giữa lẫn nhau huyết mạch là 10 phần tương cận. Cái này cũng cùng bọn hắn hiện tại số lượng thưa thớt, thường thường đều là họ hàng gần kết hợp sinh hạ hậu đại có quan hệ. Cho nên, hắn thế mà đem 20 mấy tên trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn tất cả đều cấp cứu trị tới. Huyết khế là khế ước, chỉ có thể ước thúc song phương, cái này chân chính đại ân lại cơ hồ ban ơn cho toàn bộ sư hổ tộc, chỉ dùng nửa tháng, đường tam liền lấy nhân loại thân phận thu được tất cả sư hổ thú tán thành. Dùng sư hổ kiếm thánh mèo to lời nói tới nói, hắn hiện tại chính là sư hổ tộc dậy mệnh ân nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở giữa, đường tam mang người thiên miêu cùng mèo to đi một chuyến hoàng kim sơn cốc, để bọn hắn tự mình trải nghiệm một chút hoàng kim sơn cốc bên trong sinh mệnh khí tức. Mang cho hai vị này tự nhiên là chỉ có rung động, nhưng thiên miêu hay là quyết định tạm thời trước không nóng lòng cả tộc di chuyển, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn mặc dù là hai đại chủng quần chỗ không dung, nhưng thường xuyên sẽ có hai đại chủng quần cường giả đến đây tuần sát, bỗng nhiên toàn bộ biến mất, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Đang thương lượng đằng sau, thiên miêu quyết định đem những cái kia đã bị dậy đã chữa, bản thân huyết mạch hoàn thành dung hợp tộc nhân trước đưa đến Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia đi. Một cái là tránh cho bị phát hiện bọn hắn đã có thể đem hai loại huyết mạch dung hợp, một cái khác là bởi vì hoàng kim sơn cốc bên kia dư thừa sinh mệnh năng lượng đối với sư hổ tộc người khôi phục sẽ có trợ giúp rất lớn. Người đêm, Đường Tam chuẩn tất cả rời đi, bởi vì gia lý thành chỗ ở bên kia vẫn luôn có người giám thị, cho nên hắn sẽ định thời gian trở về, lộ lộ diện. Sư hổ kiếm thánh đại ái đem hắn đưa đến đỉnh núi truyền tống trận, hôm nay mèo to có vẻ hơi trầm mặc. Đường Tam nói, thế nào? Xem thường khôi phục được rất tốt, yên tâm đi. Ừm, um, ta biết, nàng nói với ta mặc dù tu vi của nàng cấp độ hạ thấp rất nhiều, nhưng khôi phục rất nhanh, có tối đa nhất thời gian nửa năm, liền có thể khôi phục lại như trước cảnh giới. Mà lại, dung hợp đằng sau huyết mạch chi lực trở nên so trước kia thánh rất nhiều. Chúng ta đều đặc biệt cảm giác dạy ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đã không có vợ. Đường Tam mỉm cười nói, vậy ta nhìn ngươi thế nào vẫn có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui. Mèo to cười khổ nói, ta mấy ngày nay thẳng có chút do dự, kỳ thật ta. Đường Tam nói: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta lập tức liền muốn tiến về Tổ Đình, ngươi chuẩn bị cùng ta đi, bảo hộ ta, nhưng lại rất đọc cơ các đồng bạn của ngươi, cũng nghĩ mau chóng tiến hành huyết mạch nghiệm hợp chuyển hóa, đúng hay không?" Mèo to mặt đỏ, gãi gãi đầu, nói: "Đúng vậy a. À. Là có chút ý nghĩ kia." Đường Tam nói: "Ngày mai ta giúp ngươi dùng hợp chuyển hóa đi, sau đó ngươi cũng lưu tại Hoàng Kim Sơn cốc bồi mèo con, mau chóng đem tu vi khôi phục. Lần này ta cũng không biết sẽ đi bao lâu thời gian." tình huống của ngươi kỳ thật đã không thể bị dở dang. Mèo to nói, cùng nhau đình bên kia, các ngươi từng cái chắc chắn bị nhầm vào, sẽ rất nguy hiểm. Ta hẳn là thủ hộ tại bên cạnh ngươi, đây là chúng ta đối với ngươi hứa hẹn. Đường Tam khoát khoát tay, nói ta dám đi tự nhiên có nhất định nắm chắc tự vệ, cái này ngươi có thể yên tâm. Vấn đề của ngươi ngược lại là nhất định phải nhanh giải quyết. Ta kỳ thật một mực chờ đợi, chờ trong cơ thể ngươi huyết mạch xung đột lợi hại hơn điểm. Ngươi bây giờ đã là cửu giai đỉnh phong, ta có thể cảm giác được ngươi một mực tại áp chế tu vi, mà lại cũng nhanh áp chế không nổi. Một khi áp chế không nổi, cũng không phải là đột phá, mà là bạo thể. Nhưng khoảng cách cái kia biên giới càng gần, huyết mạch chi lực của ngươi liền áp xúc đến càng mạnh, chuyển hóa thời điểm hiệu quả cũng sẽ càng tốt, có thể tồn tại càng nhiều lực lượng, cho nên ta mới không có nóng lòng vì ngươi dung hợp chuyển hóa. Bất quá, không có khả năng kéo dài quá lâu, còn đối ta thủ hộ, tại ngươi đạt tới thần cấp trước đó, ta đều không cần ngươi thủ hộ. Thần cấp trước đó người huyết mạch dung hợp tình huống cũng không thể để lộ ra đi, để tránh bị sư tộc cùng hổ tộc phát hiện. Một khi bị phát hiện, người chỉ sợ cũng muốn bị mang về làm vật thí nghiệm, nói không chừng sẽ để cho ngươi làm giống thú. Mèo to khóe miệng co giật một chút, nói cái kia không có khả năng, mèo con sẽ giết ta. Ta cũng không dám, đường tam bật cười nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi ít nhiều có chút hướng tới đâu. Mèo to giật nảy mình, ngươi cũng đừng nói mò, mèo con cái gì cũng tốt chính là thích ăn giấm người ngay ở trước mặt mặt nàng có thể tuyệt đối đừng nói cái này a à. đường tam nói không đùa ngươi quyết định như vậy đi ngày mai ta sẽ vì ngươi tiến hành huyết mạch dung hợp xung hợp đằng sau dựa theo suy đoán của ta tu vi của ngươi ước chừng có thể còn thừa ba bốn thành đại khái chính là lục giai đến thất giai huyết mạch chi lực ngươi tại mau chóng khôi phục trong quá trình cũng muốn nhiều nghiên cứu một chút cái này hoàn toàn mới huyết mạch có thể đem cho các ngươi lực lượng gì tương lai coi ngươi lấy dung hợp sau sư hổ huyết mạch thành thần đằng sau người thủ hộ với ta mà nói mới chính thức có ý nghĩa tốt ta nghe ngươi giải quyết chính mình nội tâm xoắn suýt mèo to lập tức lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn đối với huyết mạch dung hợp sau sư hổ kim cương hắn là thật chờ mong a à. tốt vậy ngươi về sớm một chút nghỉ ngươi đi ta cũng đi về trước đại khái còn có thời gian một tuần ta sẽ khởi hành tiến về tổ đình trước lúc này ta sẽ tận lực giúp các ngươi nhiều dung hợp chuyển hóa mấy cái gặp nguy hiểm tộc nhân huyết mạch. Cáo biệt sư hổ kiếm thánh, đường tam thông qua truyền tống trận quay trở về chỗ ở, với hắn mà nói, hôm nay còn có kiện chuyện trọng yếu phải làm. Lập tức liền muốn đi trước tổ đình, hắn cũng cần để cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Đúng vậy, hôm nay hắn chuẩn bị chân chính đi dung hợp sư hổ tộc huyết mạch chi lực. Những ngày này hắn thẳng đều tại vì sư hổ tộc tiến hành huyết mạch dung hợp, bởi vì những ngày sư hổ tộc tại dung hợp thời điểm đều rất suy yếu, cho nên hắn cũng không thể hấp thu bọn hắn quá nhiều huyết mạch chi lực mỗi chuyển đổi một người liền hấp thu một chút góp gió thành bão cuối cùng là có thể đạt tới bát giai trình độ đối với cái này rất có thể là cấp một huyết mạch tồn tại đường tam vẫn là vô cùng mong đợi nhiều một loại cấp huyết mạch lực lượng với hắn mà nói thực lực sẽ có lần bay vọt hắn một mực áp chế huyền thiên công tại đệ bát trọng đây là vì tránh cho đạt tới cửu trọng cho sướng nhanh tăng lên không tốt áp chế huyết mạch lạc ấn nhưng không có phương diện này vấn đề không chỉ là sư hổ kiếm thánh mèo to đang mong đợi dung hợp sau sư hổ huyết mạch đường tam chính mình lại làm sao không chờ mong đâu trở lại chỗ ở đã là ban đêm bên ngoài yên tĩnh đường tam cẩn thận đi lắng nghe mới có thể nghe được mấy vị đồng bạn tại minh tưởng trong quá trình bình ổn hô hấp trong một tháng này serex chiến đội bốn người khác tu vi cũng không có quá lớn tăng lên cái này rất bình thường dù sao trước đó bọn hắn liên tục đột phá đã tăng lên rất nhiều gần đây một tháng lắng động để bọn hắn chân chính tiêu hóa hấp thu tại đại đấu thú trường tham gia 10 trận đoàn chiến lấy được kinh nghiệm, tốt hơn đi cảm mộ tự thân năng lực. Đường Tam Cuộn đang ngồi tại trên giường của chính mình, khép kín hai con ngươi, vận chuyển huyền thiên công, để cái kia cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng nhu hòa năng lượng đi khắp toàn thân. Trong đan điền, từng cái huyết mạch lạc ấn tùy theo thắp sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Lục giai linh tê thiên nhãn lạc ấn đừng nhìn tầng cấp không đủ cao, tản ra quang mang lại nhất là sáng chói, huyết mạch khác lạc ấn tại trước mặt nó rõ ràng đều muốn thu liếm một chút. Sau đó chính là đã cao tới bát giai khổng tước biến lạc ấn một đường tam chân chính mạnh nhất huyết mạch lạc ấn, lại đằng sau là bát giai kim bằng biến, thất giai thời quang biến, bát giai tượng yêu biến, bát giai lam ngân hoàng, cùng bát giai phong hổ biến. Không hề nghi ngờ, tại cái này bảy loại huyết mạch trong lạc ấn, nhỏ yếu nhất chính là lóe ra thanh quang phong hổ biến. Lam ngân hoàng mặc dù bây giờ cũng còn chưa đủ mạnh, nhưng đường tam tại dung hợp nhiều loại thực vật loại huyết mạch chi lực về sau, không ngừng tích lũy, cũng đã đến cấp 3 huyết mạch trình độ. Chỉ có phong hổ biến, chỉ có thể coi là cấp 4 huyết mạch. Cấp 4 huyết mạch, dù là có bát sai tu vi, trên thực tế cũng là càng ngày càng vô dụng, chỉ có thể làm che giấu. Đường tam vấn đề duy nhất chính là, tại phong hổ biến tiến hóa đằng sau, như thế nào kéo sức tự thân nhiều loại năng lực. Phương diện này hắn đã đã suy nghĩ kỹ, tự nhiên hay là lấy biến dị tên. Sư hổ biến dù sao vẫn là có hổ loại huyết mạch, lấy hắn hiện tại đối với huyết mạch chi lực khống chế, lại tiến hành một chút che giấu, chỉ cần không phải đặc biệt người quen biết hắn, liền sẽ không phát hiện mánh khóe. Còn có chính là phá thiên truy, phá thiên truy là vũ khí, ẩn chứa huyết mạch chi lực không dễ dàng như vậy nhìn ra. Đường tam thu liếm nỗi lòng, sư hổ huyết mạch lạc ấn dưới khống chế của hắn chậm cấp phong hổ biến huyết mạch lạc ấn đẻ ép đi qua hiện ra là trắng màu vàng sư hổ biến lạc ấn vừa tiếp xúc đến phong hổ biến lạc ấn phong hổ biến lạc ấn lập tức thanh quang đại phóng rất có mấy phần muốn phản công xu thế nhưng là cơ hồ là trong nháy mắt phong hổ biến lạc ấn bộc phát ra thanh quang tại cái kia ngưng thực màu bạch kim lạc ấn trước mặt liền bắt đầu tiêu tán đúng vậy tiêu tán hoàn toàn tiêu tán cái này khiến đường tam không khỏi hồi tưởng lại tại lần thứ nhất nhìn đến tống quân hậu hoàng kim thánh hỏa hiệu quả đặc biệt lúc tình cảnh hoàng kim thánh hỏa cường hãn nhất địa phương chính là có thể xua tan thôn vệ huyết mạch của địch nhân chi lực giờ này khác này sư hổ biến tựa hồ cũng xuất hiện cái này một hiệu quả mà lại càng thêm bá đạo phong hổ biến tại trước mặt nó căn bản cũng không có mấy phần sức chống cự tiêu tán phong hổ biến lạc ấn tựa như là nhiên liệu đồng dạng thắp sáng lấy sư hổ biến màu bạch kim lạc ấn cái kia hào quang màu bạch kim trong nháy mắt liền trở nên mãnh liệt mà ngay cả đường tam cũng không có dự liệu được tình huống xuất hiện tại phong hổ biến lạc ấn biến mất đằng sau, sư hổ biến lạc ấn tu hú chiếm tổ chim khách, vững chắc ngưng tụ tại đường tam trong đan điền, nhưng nó chỗ tiến phát hào quang màu bạch kim cũng không có thu liếm cố hóa ý tứ, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương, lại có chủng muốn căng kín đường tam đan điền xu thế. Bá đạo như vậy sao? Đường tam trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, hào quang màu bạch kim liền đã biến thành màu bạch kim quang diễm, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài nở rộ ra. Đứng mũi chịu sao chính là cách gần nhất tượng yêu biến lạc ấn đây chính là bát giai tượng yêu biến A, nhưng ở nó cùng cái kia màu bạch kim quang diếm tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức liền bắt đầu tiêu tán. Tiếp lấy đường tam liền có loại giữ tượng yêu biến đoạn tuyệt liên hệ cảm giác. Sư hổ biến lạc ấn ăn một cái phong hổ biến lạc ấn lại không vừa lòng, còn phải lại ăn khác lạc ấn, mà lại rất có mấy phần muốn xưng bá toàn bộ đan điền hương vị. Trong nháy mắt này, đường tam có thể khẳng định là, cái này sư hổ huyết mạch tuyệt đối là cấp huyết mạch. Loại bá đạo này cảm giác, lần trước hay là linh tê thiên nhãn mang cho hắn. Tại phát hiện không ổn tình huống dưới, đường tam lập tức khống chế trong cơ thể mình mấy đại lạc ấn bắt đầu biến hóa. Làm ngân hoàng lạc ấn cấp tốc thối lui, lấy nó cường độ, hiển nhiên là không có khả năng cùng sư hổ biến lạc ấn chống lại. Tỏa trấn trung ương, chỉ có lục giai lại cao cao tại thượng linh tê thiên nhãn tại đường tam dẫn động dưới, lập tức liền bạo phát ra mãnh liệt bạch quang. Trong đan điền, một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở ra, linh tê thiên nhãn khí tức xuất phát, trực tiếp bao trùm sư hổ biến lạc ấn màu bạch kim quang diễm. Lập tức, cái kia màu bạch kim quang diễm bị áp bách đến trệ. Không biết vì cái gì, cho dù là cùng là cấp một huyết mạch, mặt khác cấp huyết mạch đối với linh tê thiên nhãn đều phi thường kiêng kỵ, màu bạch kim quang diễm khuyết trương lập tức dừng lại. Không tước biến lạc ấn ngân quang xuất phát, phong ấn không gian, lập tức phong kín tất cả màu bạch kim quang diễm còn muốn lặng lẽ chiếm lĩnh vị trí. Chỉ có đáng thương tượng yêu biến, đã bị thôn phệ một bộ phận nó, đang bị cái kia màu bạch kim quang diễm một chút xíu kéo túng tiến người quang diễm bên trong, hiển nhiên là tai kiếp khó thoát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tam không khỏi có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, để cho ngươi ăn một cái, ngươi cho ta ăn hai. Lần này liền để ta nhiều một cái chỗ trông A, may mắn linh tê thiên nhãn, không thước biến, thời quang biến, kim bằng biến mấy cái này đủ mạnh, nếu không thật đúng là chấn nhiếp không nổi nó. Thời quang biến mặc dù là cấp 2 huyết mạch, nhưng đối với sư hổ biến quang diễm hiển nhiên là không thế nào e ngại, vặn vẹo vầng sáng tại lạc ấn chung quanh lập lòe, hào quang màu bạch kim căn bản là không cách nào tiếp cận. Kim bằng biến mặc dù có chút e ngại, nhưng nó linh hoạt a. À. Lui đến xa xa, cũng không tới gần, đường tam thần thức mặc dù tốc độ khôi phục chậm chạp, nhưng cũng cùng lúc mới đầu không thể so sánh nổi, đối với mấy đại lạc ấn khống chế hay là không có vấn đề gì cả. Trải qua ban sơ kinh ngạc, mặc cho sư hổ biến đem tượng yêu biến. Cũng thôn vệ đằng sau, lúc này mới khống chế màu bạch kim quang diễm hướng vào phía trong thu liễm. Bất quá, sư hổ biến hay là mười phần không cam tâm, không ngừng hướng về phía trước đủ ép, vượt qua lam ngân hoàng cùng kim bằng biến, lại đem có chút không cam lòng thời quang biến đẻ ép xuống dưới, cuối cùng tại khổng tước biến không gian ba động trước mặt ngừng lại, tại vị thứ ba dần dần vững chắc, tựa như một viên màu bạch kim đại tinh, dần dần tại đường tam trong đan điền trung thực xuống tới. Lúc này, sư hổ biến màu bạch kim quang diễm so khổng tước biến lượng ngân sắc quang mang không hề yếu, còn rất có mấy phần đỡ ngao hương vị. Đường tam trong đan điền mặc dù thiếu đi hai loại bát giai cấp độ huyết mạch chi lực, nhưng trong đan điền huyền thiên công cường độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Loại thứ ba cấp một huyết mạch lạc ấn như vậy thành hình. Lại thêm hai loại cấp hai huyết mạch chi lực cùng một loại cấp ba huyết mạch chi lực, thực lực đường tam không thể nghi ngờ là lại lên một tầng nữa. Đường Tam yên lặng cảm thụ được dung hợp đằng sau sư hổ biến lạc ấn mang cho biến hóa của mình, lực lượng của hắn cũng không có bởi vì tượng yêu biến lạc ấn biến mất mà yếu bớt. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này sư hổ thay đổi mạnh. Mà sư hổ biến đặc điểm lớn nhất hẳn là thôn phệ. Cái này đến từ Hoàng Kim Thánh Hỏa thôn phệ năng lực, hiệu quả lại mạnh hơn Hoàng Kim Thánh Hỏa, thôn phệ chuyển hóa hiệu suất cao hơn, đồng thời cũng càng thêm bá đạo. Về phần càng nhiều tác dụng, còn cần thông qua thực chiến đi cảm thụ cùng nghiệm chứng mới được. Cái này cần một đoạn thời gian nếm thử, nhưng Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được là, nhiều sư hổ biến lạc ấn đằng sau, chính mình chỉnh thể huyết mạch khí tức trở nên bá đạo rất nhiều. Sư, hổ đều là phổ bên trong chi vương, chân chính đem cả hai huyết mạch dung hợp sư hổ thú tất nhiên là càng khủng bố hơn tồn tại. Nhìn như vậy đến, có được phần túy huyết mạch sư hổ tộc tương lai hoàn toàn có khả năng sinh ra đại yêu hoàng a. Sư hổ sáng tạo thánh mặc dù muốn trùng tu, nhưng lấy hắn nội tình trở về cửu giai đỉnh phong cũng chỉ là thời gian đề. Nói cách khác, chính mình chỉ ít có một loại huyết mạch chi lực có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Vẫn là phải mau chóng nắm giữ cái này sư hổ biến năng lực mới tốt. Sau đó chính là minh tưởng, vững chắc, một đêm tu luyện, thoát thai hoán cốt. Ngày thứ hai khi đường tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại thời điểm, hắn lập tức phát hiện trên người mình quần áo đều bị trống ra mấy phần. Chiều cao của hắn trọn vẹn nhiều năm cm, trên người cơ bắp cũng biến thành càng thêm cường kiện, dưới làn da ẩn ẩn có tầng hào quang màu bạch kim lưu truyền, toàn thân phảng phất có không dùng hết lực lượng. Đồng dạng là cấp một huyết mạch, linh tê thiên nhãn mang cho đường tam càng nhiều hơn chính là phương diện tinh thần biến hóa, không tước biến thì là đối với không gian năng lực trưởng khống. Mà sư hổ biến khác biệt, nó mang tới là tố chất thân thể toàn diện tăng lên. Một mực đến nay khốn nhiễu thân thể đường tam cường độ vấn đề rốt cục có thể giải quyết. Thể nội huyền thiên công năng lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đường tam rõ ràng có thể cảm giác được kinh mạch của mình trở nên càng to lớn hơn bền bỉ, có thể dung nạp càng nhiều năng lượng, tu vi trên cảm giác tựa hồ là trượt xuống đến bát giai trung đoạn, trên thực tế, thực lực lại là tăng cường không ít. Trong khoảng thời gian gần nhất này vất vả cuối cùng là không có uổng phí A. Đường tam trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đường tam rửa mặt phiên, đẩy cửa đi ra ngoài. Khi hắn đi ra cửa phòng thời điểm, vừa vận đụng phải đi tìm tới độc bạch. Ăn điểm tâm đi nha tiểu đường. Độc bạch cười ha ha rắc nói, hắn vừa nói xong câu đó, đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì giống như, vô ý thức lui về sau từng cái bước, tiểu đường, người thay đổi. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem đường tam, đường tam hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một bôi hào quang màu bạch kim. Lập tức, độc bạch có loại toàn thân lông tơ dựng thẳng lên cảm giác, kinh hô một tiếng, cấp tốc lui lại, ngay cả quỷ ảnh mê tung bộ đều đã vận dụng. Tại một chớp mắt kia, hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh được cường hãn hung uy đập vào mặt, phảng phất có đầu cự thú chính mở ra miệng to như chậu máu muốn ăn thịt người. Đường Tam bật cười, thu liếm khí tức, độc bạch có được thiên hồ biến, cảm giác phi thường nhạy cảm, mới vừa rồi là cảm nhận được hắn vừa mới dung hợp sư hổ. Biến lạc ấn khí tức, chính hắn cũng cần thích ứng, cho nên không có che giấu tốt. Ngươi, ngươi làm sao? Độc bạch trốn ở ngoài cửa, người thăm dò hỏi. Đường Tam cười nói, không có gì, lại có một chút đột phá, đi, ăn điểm tâm đi. Năm người mặc dù đều có chỗ ở của mình, nhưng gần nhất ăn cơm đều là tại võ băng kỳ bên kia, đại sư huynh chủ nghệ vẫn là có thể. Đương nhiên, đây là những người khác nhận biết, về phần Đường Tam không. Đường Tam là thật không có thời gian nấu cơm, mà lại hắn đối thực vật cũng không có nhiều như vậy yêu cầu, trước hết thích hợp. Bằng không, đang nấu cơm phương diện này, hắn nhưng là trải qua kiếp trước rất nhiều lịch luyện, bên người càng là có thân là chủ thần đồng bạn. Chờ đến võ băng kỳ trong nhà, đường tam sư hổ biến khí tức liền đã hoàn toàn thu liếm, ba người khác đều không phát giác gì. Lại có đột phá, võ băng kỳ ba người nhìn xem nét mặt của hắn cũng không khỏi trở nên có chút quái dị. Đã trải qua đại đấu thú trường đoàn chiến một trận cuối cùng, bọn hắn đối với đường tam đều có hoàn toàn mới nhận biết. Cứ việc trước đó bọn hắn liền biết đường tam rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Đường tam tựa hồ lại cao lớn, cũng biến thành cường tráng, thân cao đã cùng võ băng kỳ không kém bao nhiêu. Chỉ sợ những cái kia tại đại đấu thú trường người quan chiến, bao quát bại tướng dưới tay đường tam bọn họ, ai cũng sẽ không nghĩ tới trong mắt bọn họ cường đại thu la cũng chỉ là một tên thiếu niên. Đúng vậy, đường tam hiện tại cũng liền 14 tuổi đi, tại sơ chiến đội bên trong là một cái nhỏ nhất. Nếu như không phải cẩn thận suy nghĩ, liền ngay cả võ băng kỷ mấy người bọn họ đều không để ý đến đường tam niên kỳ. Ngày đó đường tam một đối một đơn đấu sư hổ sáng tạo thánh đồng thời chiến thắng, bọn hắn mới hiểu được đường tam vì cái gì tin tưởng như vậy dẫn đầu bọn hắn tham gia trận này đoàn chiến sư hổ kiếm thánh được vinh dự thần cấp phía dưới người mạnh nhất một trong đường tam có thể đánh bại ý hắn vị lấy cái gì tại cứu thục trong học viện trừ thần cấp cấp độ hai vị bên ngoài chỉ sợ các lão sư thực lực cũng đều ở dưới đường tam nhìn qua là bát giai cấp độ nhưng lại có cửu giai thuận ngọn núi sức chiến đấu đây là kinh khủng bực nào sự tình đối với đường tam trong lòng bọn họ không phải là không có qua nghi hoặc nhưng đường tam làm mỗi một sự kiện đều là để bọn hắn trở nên càng tốt hơn cũng là vì nhân loại quật khởi mà cố gắng hai năm này xuống tới bọn hắn cho dù có nghi hoặc cũng chỉ sẽ ẩn tàng bọn hắn càng muốn tin tưởng mình vị này đồng bạn thật là một vị tuyệt thế thiên tài mà lúc này đường tam nói mình tại chiến thắng sư hổ kiếm thánh đằng sau vậy mà lại có tiến bộ lúc này mới mấy ngày a quả thực là không thể tưởng tượng ngươi không phải là muốn sung kích thần cấp đi cố lý nhịn không được hỏi đường tam mỉm cười lắc đầu nói, không, ta cách cao thần giấy còn kém xa lắm đâu. Chỉ sợ 5 năm, 10 năm đều chưa hẳn có thể thành. Cố Lý còn muốn nói tiếp cái gì, lại kỹ võ băng kỷ ngăn cản. Võ băng kỷ nói, ăn cơm đi, ăn xong điểm tâm, đường tam trở lại gian phòng của mình, lần nữa lặng yên không một tiếng động thông qua truyền tống rời đi, đi vào cần hổ thôn. Khi hắn vào thôn thời điểm, sư hổ kiếm thánh mèo to đã sớm ma nâng sát trưởng đang chờ hắn. Mà cùng mèo to tại lên, còn có thuận hổ thôn thiên miêu trưởng lão. Đáp la huynh, sư hổ kiếm thánh mèo to chủ động chào đón, đường tam mỉm cười dẫn đầu, trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang mặt nạ, trưởng lão hôm nay làm sao cũng tới. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian, tranh thủ tại ta trước khi rời đi, nhiều trợ giúp mấy vị chuyển hóa. Không, người không thể giúp hắn chuyển hóa, thiên miêu trưởng lão đột nhiên nói ra, đường tam sừng sốt một chút, mèo to cũng không nhịn được khẽ giật mình. Thiên miêu trưởng lão thở dài một tiếng, nói tu la ân công trải qua mấy ngày nay ngươi cho chúng ta sư hổ tộc làm hết thảy, ta đều thấy rõ. Vô luận ngươi có mục đích gì, ngươi đối với tộc ta ân huệ chúng ta đều không thể hồi báo. Ngươi giải quyết chúng ta mấy ngàn năm đến nay sinh tử nan đề, là tộc ta đại ân nhân, coi như gặp làm nô là bộc, cũng đều là chúng ta phải làm. Chuyện của ngươi mèo to đã nói với ta, ngươi lập tức liền muốn tiến về tổ đình. Trong tổ đình cường giả như mây, mà lại lại đối các ngươi tên nhân loại này đoàn đội không có hảo ý, hiện tại chính là lúc dùng người mèo to tại trong tộc ta chính là người mạnh nhất một khi huyết mạch dung hợp hắn liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ còn thế nào giúp ngươi coi như muốn vì hắn chuyển hóa cũng chờ các ngươi trở lại hãng nói đi dù là để hắn sung làm tòa kỵ của ngươi ngươi cũng muốn dẫn hắn cùng một chỗ ta lại từ trong tộc tìm mấy tên hảo thủ cùng ngươi cùng nhau đi tới đường tam cười cười lắc đầu nói trưởng lão hảo ý ta xin tâm lĩnh ta biết ngài lo lắng nhưng lần này chúng ta tiến về tổ đình càng nhiều vẫn là phải dựa vào trí tuệ tới qua quan ngài cũng đã nói trong tổ đình cường giả như mây thần cấp cấp độ cường giả cũng không biết có bao nhiêu coi như chúng ta trong đoàn đội nhiều tộc nhân của các ngươi liền có thể giải quyết vấn đề sao đối mặt cường giả chân chính dạng là không thể làm sao mà đối với sư hồ tộc mạch tới nói trọng yếu nhất chính là dung hợp huyết mạch một lần nữa quật khởi tương lai nếu như tộc nhân của các ngươi sinh hạ hậu đại huyết mạch bản thân liền là dung hợp Vậy ta cũng coi là đại công cáo thành. Hiện tại các người càng cần chính là ẩn tàng tự thân. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nương tựa theo ta truyền tống trận, liền xem như gặp được nguy hiểm, kịp thời thoát ly còn có thể làm được. Ta nếu dám đi, liền nhất định sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Chờ ta sau khi trở về, sẽ giúp các người còn lại tộc nhân tiến hành chuyển hóa. Khi đó trong tộc các người hẳn là cũng có chiến sĩ đem tiêu hao huyết mạch chi lực khôi phục lại. Nhiều nhất 2-3 năm, sư hổ tộc chắc chắn quật khởi. Nghe Đường Tam mà nói, Thiên Miêu trưởng lão đáy mắt tràn đầy cảm kích. Những ngày này hắn tận mắt thấy Đường Tam là thế nào làm. Tộc nhân của mình mặc dù suy yếu, nhưng là từng cái giải quyết triệt để huyết mạch xung đột vấn đề, đồng thời có được càng cường đại hơn huyết mạch chi lực, hắn bùi ngùi mãi thôi. Hắn thật không nghĩ tới, tại chính mình sinh thời, nhìn thấy không phải bản tộc diệt việt, mà là quật khởi. Cho nên, hiện tại Đường Tam đối với sư hổ tộc tới nói, là chân chính đại ân nhân mà lại đường tam cùng hắn ở giữa có huyết khí ước thúc tuyệt sẽ không gây bất lợi cho sư hổ tộc cho nên hắn đối với đường tam là hoàn toàn tín nhiệm bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ sư hổ kiếm thánh mèo to nhịn không được nói không phải vậy ta vẫn là tùy ngươi đi thôi đường tam nói hôm qua chúng ta không phải đã nói rồi sao ngươi thể phách là tộc nhân bên trong mạnh nhất ngươi tại huyết mạch dung hợp về sau tốc độ khôi phục cũng hẳn là nhanh nhất. Người cùng cùng ta cùng đi, chẳng tại ta trở về trước đó, đem tự thân tu vi khôi phục tốt, tranh thủ sớm ngày trùng kích thần cấp. Các người dung hợp sau sư hổ huyết mạch, đó cũng không phải là đồng dạng huyết mạch, người tốt nhất trải nghiệm, tìm kiếm huyền bí trong đó đi. Là sư hổ kiếm thánh tiến hành huyết mạch dung hợp quá trình 10 phần thuận lợi, chủ yếu là bởi vì hắn tự thân huyết mạch khí tức cùng sinh mệnh lực quá thịnh vượng. Tại trong quá trình dung hợp, căn bản không cần lo lắng hắn tự thân quá độ suy yếu mà nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên cũng không cần ngoài định mức chú người huyết mạch chi lực, chỉ là đơn thuần vì hắn dung hợp là được. Rất nhanh, màu bạch kim vầng sáng liền bắt đầu xuất hiện tại sư hổ kiếm thánh trên thân, so đường tam trong tưởng tượng có thể lắng động xuống bạch kim huyết mạch còn muốn nhiều hơn một chút. Khi dung hợp sau khi hoàn thành, Sư hổ kiếm thánh còn lại y huyết mạch chi lực còn tương đương với thất giai đỉnh phong tu vi, mà lại cũng không có xuất hiện rõ ràng hư nhược cảm giác. Dung hợp kết thúc, sư hổ kiếm thánh nhìn xem chính mình trên hai tay ngưng tụ ra màu bạch kim sư hổ kim cương, hai con người lập tức bộc phát ra một vệt ánh sáng sáng, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Sư hổ kiếm thánh tu vi đã tới cửu giai đằng sau, trong quá trình tu luyện kỳ thật đều là lo lắng để phòng, bởi vì hắn không biết ngày nào liền sẽ đột nhiên bộc phát huyết mạch xung đột từ đó bảo thể mà chết, cho nên hắn đang tu luyện thời điểm vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, duy nhịn vượt qua tơ hồng. Trên thực tế, hắn đúng là sư hổ tộc từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài, bằng vào người tự thân cường đại sinh mệnh lực áp chế tự thân huyết mạch không ra vấn đề, cho tới bây giờ. Mà lúc này giờ phút này, khi hắn cảm nhận được chính mình hai loại huyết mạch ở giữa không tồn tại nữa loại kia xung đột thời điểm, toàn thân đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ dừng cách cảm giác. Hắn biết mình rốt cục có thể toàn lực ứng phó đi tu luyện, đi tăng lên, cũng rốt cục có chạm đến thần cấp cơ hội. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, ôm chặt lấy trước mặt đường tam đem so sánh xuống nhỏ gầy không lớn lắm đường tam quăng bay đi tạ ơn tạ ơn ha 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 ta rốt cục có thể thoát khỏi số mệnh đường tam khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên sư hổ kiếm thánh thiên phú càng cao hắn tự nhiên là càng cao hứng ý vị này tương lai chính mình loại này cấp một huyết mạch thực lực có tiếp tục tăng lên bảo hộ sư hổ kiếm thánh thịnh vượng khí huyết sinh ra sư hổ kim cương so với hắn những tộc nhân kia còn dày hơn thực được nhiều hấp thu một tia, đường tam đều có thể cảm nhận được chính mình màu bạch kim sư hổ biến lạc ấn đang mạnh lên. Giải quyết sư hổ tộc lửa xém lông mày vấn đề, thân phận quý tộc cũng đã đăng ký hoàn thành. Tiến về tổ đình trước đó tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, cuối cùng đã tới tiến về tổ đình thời điểm. Đường tam trước tiên phản hồi ra Lý Thành, lại lặng yên trở về cứu thục học viện. Hắn không có đi trước tìm lần này cùng nhau đi tới lão sư, mà là lặng yên đi tới gia lý học viện bên này hắn tại gia lý học viện quét sạch làm việc đã có một kết thúc trong thời gian ngắn sẽ không đi hắn đi làm công nhân vệ sinh chỉ là vì mỹ công tử mỹ công tử đều không tại quét xác tự nhiên cũng không có chút nào thú vị đi vào gia lý học viện ngoài cửa lớn cái kia trước kia tu la chờ đợi mỹ công tử địa phương đường tam đem sớm đã chuẩn bị xong một chút vật liệu lấy ra sau đó bắt đầu bố trí đây là một cái truyền tin pháp trận cái phi thường tinh vi có thể khoảng cách dài truyền tin pháp trận bố trí pháp trận này cần có vật liệu chi phí thậm chí cùng bố trí trận pháp truyền thống không sai biệt lắm nhưng đường tam vẫn làm tại mỹ công tử bế quan trước đường tam liền cùng mỹ công tử ước định qua một khi nàng xuất quan ở chỗ này chờ đãi hắn trong ba ngày hắn nhất định sẽ xuất hiện hiện tại hắn muốn đi trước tổ đình nhất định phải lưu lại chuẩn bị ở sau một khi mỹ công tử xuất hiện là hắn có thể đủ trước tiên biết chỉ cần là đối với nàng cam kết sự tình vô luận trả giá ra sao hắn đều sẽ không tiếc Đường Tam một bên tránh đi trải qua học viên, một bên cẩn thận từng ly từng tí bố trí, dùng gần hai canh giờ mới hoàn thành toàn bộ thông tin pháp trận bố trí làm việc. Ra đằng sau, hắn trở về học viện tiểu trấn, tìm tới chính mình lão sư. Ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Hoàng Kim Sơn cốc bên kia, sư hổ tộc cũng giản xếp rất khá, cùng ngươi những cô nương kia chung đụng được không có vấn đề. Trương Hạo Hiên nói với đường Tam, Đường Tam khóe miệng co quắp làm một chút, lão sư, đây không phải là ta cô nương. Làm sao không phải, Trương Hạo Hiên cười như không cười nhìn xem hắn. Rắc rắc, các nàng xem như bằng hữu đi, gần nhất các nàng tu luyện được thế nào. Đường Tam gần nhất đúng là không có làm sao quan tâm tên hồng các thiếu nữ tình huống. Trương Hạo Hiên nói, hồng nhất có thiên phú nhất, đã có ngũ giai tu vi, mặt khác đều muốn so với nàng kém một chút, nhưng cũng tại vững bước tăng lên. Các nàng bản thân huyết mạch thiên phú hay là yếu đi một chút, cho dù có hoàng kim thụ cung cấp sinh mệnh năng lượng ta cảm thấy lục giai đối với các nàng tới nói cũng là đại bình cảnh nếu là không có thủ đoạn đặc thù đến tiếp sau muốn giúp các nàng tăng lên sẽ có vấn đề đường tam nhẹ gật đầu nói lần này chúng ta tiến về tổ đình cùng một chỗ nghĩ biện pháp trương hạo hiên nói thật muốn đi tổ đình tham gia đấu thú sao quá nguy hiểm một khi thao tác không tốt các ngươi muốn trương hạo hiên nhìn xem đường tam trên mặt thần sắc trở nên có chút phức tạp khi đường tam chiến thắng sư hổ kiếm thánh đằng sau, Trương Hảo Hiên trở về, tại đối mặt tư nho mấy vị lão sư thời điểm, đơn giản tựa như là đã trải qua một trận tam ti hội thẩm. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ Trương Hảo Hiên là thế nào dạy dỗ như thế một vị đệ tử. Ngoại nhân không biết đường tam tình huống, những lão sư này thế nhưng là biết đến A. À? 14 tuổi, 14 tuổi thiếu niên chiến thắng sư hổ kiếm thánh. Vậy liền coi là là tại tổ đình bên kia, yêu tú nhất yêu quái tộc thiên tài chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Trương Hạo Hiên quả nhiên là vắt hết óc, mới xem như miễn cưỡng ứng đối tới, đồng thời xin mời mấy vị lão sư nghiêm ngặt giữ bí mật, không cần đem đường tam chính là tu la sự tình nói với bất kỳ ai ra, tại nội bộ tổ chức cũng muốn giữ bí mật. Hắn thậm chí dùng tính mạng của mình phát thệ, vì mình đệ tử đảm bảo, lúc này mới xem như miễn cưỡng lừa dối vượt qua kiểm tra. Lão sư, nên đối mặt dù sao vẫn là phải đối mặt. Lần này tổ đình chi hành kết thúc, chúng ta nói không chừng liền có chân chính cơ hội, sư hổ tộc đã coi như là lôi kéo thành công, chờ chúng ta trở về, tiếp xuống chính là chờ đợi Mỹ công tử xuất quan. Tốt ha, ta liền biết nói không lại ngươi, đã ngươi nhất định phải đi, vậy liền đi thôi. Khi nào xuất phát, đường tam nói, thời gian cụ thể chờ ta đi gặp qua Linh Tê Lộc Yêu Vương thông báo tiếp ngài. Ừm, chờ đường tam gặp qua Linh Tê Lộc Yêu Vương ứng kiệt đằng sau ngày thứ ba, bọn hắn rốt cuộc xuất phát. Đường tam một nhóm 5 người một sơ chiến đội, đi theo linh tê lộc yêu nhất mạch một chi thương đội lên xuất phát, tiến về tổ đình. Đây là linh tê lộc yêu vương vì bọn họ an bài, tiến về tổ đình lịch luyện, tùy thời tham gia tổ đình đại đấu thú trường đoàn chiến. Linh tê lộc yêu vương đối bọn hắn vẫn là vô cùng yêu đãi, chuyên môn vì bọn họ 5 người chuẩn bị một cỗ xe ngựa sang trọng. Xe ngựa 10 phần rộng thùng thình, do bốn góc ngựa kéo xe, mặc dù xa xa không thể cùng đại yêu hoàng loại kia thiên mã kéo xe ngựa so sánh, nhưng sinh ra song rác ngựa chiến sức chịu đựng cực dai, chỉ cần ban đêm nghỉ ngơi liền có thể duy trì thời gian dài vận chuyển. Trong xe ngựa chừng 30 mét vuông không gian, kéo bọn hắn 5 người dư xài. Bên trong chuẩn bị các loại vật tư đủ để cho bọn hắn lần này đường đi bên trong trải qua thư thư phục phục. Từ gia lý thành đến tổ đình đường xá xa xôi, cho dù là ngày đi vượt qua 2.000 dặm ngựa chiến, cũng cần 15 ngày thời gian mới có thể đem bọn hắn đưa đến tổ đình, có thể thấy được yêu tinh đại lục là bực nào rộng biểu. Tại không cân nhắc sử dụng truyền tống trận tình huống dưới, lấy đường tam bọn hắn tu vi hiện tại, cự ly ngắn chạy tốc độ tuyệt đối phải tại ngựa chiến phía trên. Nhưng nếu như nói là khoảng cách dài, trừ phi là dùng kim bằng biến năng lực phi hành, nếu không thật đúng là chưa hẳn có thể cùng sức chịu đựng này kinh người ngựa chiến so sánh. Ngựa chiến là yêu thú từng cái loại, thuộc về mã yêu nhất mạch phụ thuộc, một giống như chỉ có phi thường có tiền đại phú tài kinh doanh sẽ sử dụng bọn chúng. Đương nhiên, cao cấp hơn tự nhiên là không chung phi thú, nhưng phi thú giá cả vậy coi như so ngựa chiến cao hơn gấp trăm lần không chỉ. Trừ phi là cực kỳ cấp bách tình huống, nếu không sẽ không sử dụng. Phi thú từ gia Lý Thành đến Tổ Đình, chỉ cần ba ngày thời gian. Độc bạch nhấc lên xe ngựa màn cửa, nhìn ra phía ngoài phi tốc xẹt qua cảnh vật, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, thật sự là rất lâu, rất lâu không hề rời đi qua gia Lý Thành nữa nha, đi ra thật là tốt a. Phó băng kỳ nói, chúng ta lần này tiến về Tổ Đình cũng không phải đi chơi, người không cần buông lỏng cảnh giác đừng quên thiên hồ tộc liền sinh hoạt tại tổ đình ngươi là cần có nhất cẩn thận từng cái cái độc bạch trên người có thiên hồ tộc huyết mạch hiện tại lại tu luyện đến tam vĩ thiên hồ trình độ một khi bị phát hiện sẽ có như thế nào phiền phức là bọn hắn không cách nào biết trước nhưng hoàn toàn có thể khẳng định là nếu như thiên hồ tộc muốn đối phó bọn hắn bọn hắn cơ hồ không có chút nào phản kháng khả năng biết ta khẳng định sẽ cẩn thận dù sao mạng nhỏ trọng yếu a à. độc bạch cười hì hì nói cố lý nhếch miệng nói, không nhìn ra người có đem đại sư huynh lời nói để ở trong lòng ý tứ. Độc bạch khóe môi vỉnh lên, nói, ngươi có phải hay không muốn thử xem vận rủi hương vị. Cố lý biểu lộ một thấp, vội vàng cười làm lành nói, ta sai rồi, độc bạch ca, cầu buông tha. Hắn thật trải nghiệm qua vận rủi dáng lâm mang đến khủng bố hiệu quả. Thiên hồ biến làm các loại một huyết mạch, tu luyện tới ba đuôi đằng sau, độc bạch hiện tại năng lực đã tương đương cường hãn. Linh tê lộc yêu tộc thương đội vẫn là vô cùng chuyên nghiệp, hai ngày sau đó bọn hắn liền tiến vào một tòa khác trong chủ thành ban đêm tiến người không đợi đám người đối với tòa thành thị này nhìn nhiều vài lần sáng sớm ngày thứ hai lại lần nữa xuất phát thương đội đem cắt an bài đến ngay ngắn rõ ràng tại tòa thành thị này hàng hóa giao tiếp đều ngay đầu tiên hoàn thành đường tam thờ ơ lạnh nhạt ở trong đó có mua có bán mà lại tại đội xe bọn họ đến trước đó trong thành phố này thuộc về linh tê lộc yêu nhất mạch cửa hàng liền đã chuẩn bị kỹ càng bọn hắn tới đằng sau lập tức giao tiếp không có lãng phí một chút xíu thời gian khó trách có thể trở thành phú giáp một phương tồn tại tại phương diện buôn bán linh tê lộc yêu nhất mạch xác thực có chỗ độc đáo của nó bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thiên vũ đế quốc trị an khá tốt một đường bên trên bọn hắn trừ gặp hai lần yêu thú công kích bên ngoài đội xe cơ bản không có ra cái vấn đề lớn gì đội xe tùy hành hộ vệ thực lực đều không yếu yêu thú không có tới gần liền bị tiêu diệt. Thời gian nửa tháng trước mắt là tới, cơ hồ là cùng trước đó kế hoạch thời gian bộ dáng, bọn hắn rốt cục liền muốn đến trên cả yêu tinh đại lục phồn hoa nhất, cũng là sinh hoạt nhiều nhất cường giả, có cao nhất thống trị địa vị chỗ từng cái tổ đình. Từ xa nhìn lại, tổ đình bị một mảnh núi cao nguy nga chỗ vây quanh. Loại bố cục này cùng gia lý thành có điểm giống, chỉ bất qua tổ đình chung quanh những sơn phong này rõ ràng muốn hy ga bên trong thành xung quanh ngọn núi cao lớn được nhiều. Tại những cái kia gần như cao ngất người nói đỉnh núi, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa tòa cự đại pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng đều là cự thú bộ dáng, đường tam bọn hắn đã sớm nghe nói qua, những pho tượng này phân biệt đối ứng đã từng tồn tại qua cùng hiện tại vẫn tồn tại như cũ lấy vị vị đại yêu hoàng. Chỉ có đại yêu hoàng mới có tư cách tại tổ đình những ngọn núi xung quanh bên trên có được pho tượng như vậy, nghe nói tại những pho tượng này bên trong, còn ẩn chứa đại yêu hoàng bọn họ thần thức, vĩnh viễn thủ hộ lấy tổ đình chung quanh cái này vòng ngọn núi cũng được xưng là tổ đình Thánh Sơn. Hướng phía đại lục sườn đông bên này tổ đình trên Thánh Sơn, đại đa số là đại yêu hoàng bọn họ pho tược, mà hướng phía phía tây, dĩ nhiên chính là thiên tinh hoàng bọn họ pho tược, số lượng càng nhiều hơn một chút. Những pho tượng này còn có cái gọi chung, gọi là Thánh Sơn Hoàng Tỏa. Tại bọn chúng thủ hộ dưới, tổ đình không chỉ là uy hiếp yêu tinh đại lục, càng là uy hiếp lấy toàn bộ Pháp Lam Tinh. Nói nơi này là Pháp Lam Tinh trung tâm không chút nào quá đáng. Giữa dãy núi, hết thảy có tám đầu đại đạo có thể tiến người tổ đình, nơi này cũng không có tường thành. Bởi vì tổ đình căn bản cũng không cần, không người nào dám đối với tổ đình mưu đồ làm loạn, nơi này thường chú đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng chỉ ít vượt qua sáu vị. Đây chính là cấp 12 cấp độ tồn tại, một cái ý niệm trong đầu đều có thể tại ở ngoài ngàn dặm diệt sát đối thủ ở vô hình ở giữa. Mặc dù không có tường thành, nhưng muốn tiến người tổ đình cần đi qua nghiêm khắc kiểm tra tổ đình vệ hoàn toàn do yêu tinh hai tộc quý tộc tạo thành là chuyên môn thủ hộ tổ đình tổ đình vệ tu vi thấp nhất yêu cầu là lục giai linh tê lộc yêu thương đội không biết đã tới qua bao nhiêu lần tổ đình trải qua kiểm tra thẩm tra đối chiếu đằng sau rất nhanh được cho qua đường tam bọn hắn cũng không có bị chú ý lại xuất phát trước đó đường tam tìm linh tê lộc yêu vương ứng kiện nói chuyện một lần linh tê lộc yêu vương biểu thị chờ bọn hắn từ tổ đình sau khi trở về liền sẽ hướng thành chủ dẫn tiến bọn hắn Đường Tam cũng hướng vị này Phú Khả địch quốc yêu vương biểu đạt thành ý của mình, nói cho hắn biết chính mình một định tranh thủ tìm tới vị kia pháp trận đại sư, đồng thời chí ít mang về vị đại sư này hữu nghị. Song phương tại lẫn nhau thăm dò đằng sau, Linh tê Lộc yêu vương mới nói với Đường Tam, bọn hắn lần trước đạt được thắng lợi đằng sau điệu thấp xử lý 10 phần thỏa đáng, không có gây nên càng nhiều đến từ nhân loại rối loạn, mặc dù lực ảnh hưởng tại gia lý thành không nhỏ, nhưng cũng không có làm cho tình thế mở rộng. Tổ đình sứ giả cho dù bất mãn đang nhắc nhở Linh Tê Lộc Yêu Vương để đường tam bọn hắn tiến về tổ đình tham gia đoàn chiến bên ngoài, cũng không có quá nhiều biểu thị. Cuối cùng, yêu quái tộc vẫn là không có đem nhân loại để ở trong mắt. Đôi này đường tam bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, tính nhắm vào càng nhỏ, bọn hắn vượt qua cửa này khả năng cũng liền càng lớn. Linh Tê Lộc Yêu Vương biểu thị đã thay bọn hắn sắp xếp xong xuôi, cụ thể chờ đến tổ đình tự nhiên có người nói cho bọn hắn phải nên làm như thế nào. Còn có thể hay không vượt qua nan quan, muốn nhìn chính bọn hắn biểu hiện. Làm nhạt xử lý là biện pháp tốt nhất, thua trận tranh tài, đem trước đó tích lũy uy danh hóa giải, không nhất định cần tử vong. Phương diện này, dùng tiền còn có thể giải quyết, Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng nhắc nhở lần nữa đường tam, hy vọng bọn họ có thể tìm tới vị kia pháp trận đại sư. Mặc dù Linh Tê Lộc Yêu Vương không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Hắn khả năng giúp đỡ đường tam bọn hắn vượt qua nan quan, đồng dạng cũng có thể tùy thời hủy đi bọn hắn. Đối với cái này, Đường Tam tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn cần Linh Tê Lộc Yêu Vương trợ giúp. Qua cửa ải, hai bên đều là dốc đứng vách núi, thẳng đứng thiên nhận. Mà trung ương đại đạo lại hết sức rộng tuần, đủ để dung nạp 20 cỗ xe ngựa song hành. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hai bên vách đá tựa hồ là bị cái gì lợi khí bổ ra tới, cũng không phải là tự nhiên hình thành. Cao như thế núi, lại bị bổ ra thông đạo, đây là cỡ nào vĩ lực? tiến vào mảnh khu vực này đằng sau đường tam ẩn ẩn cảm nhận được tại trong tổ đình quanh quẩn lấy vô cùng cường đại thần thức thậm chí để hắn có mấy phần trở lại thần giới cảm giác tổ đình nội bộ hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm không gì sánh được thiên địa linh khí những linh khí này thuộc tính phong phú mặc dù không phải đơn thuần sinh mệnh năng lượng nhưng nồng đậm đến cực điểm đây cũng là tổ đình yêu cầu chỉ có quý tộc mới có thể đi vào người nguyên nhân không phải quý tộc không có tư cách hấp thu tổ đình nội bộ những này nồng đậm thiên địa linh khí tắm rửa tại dạng này thiên địa linh khí bên trong dù là không vận chuyển huyền thiên công đường tam cũng có thể cảm giác được chính mình huyết mạch chi lực trong cơ thể tại tự hành hấp thu thiên địa linh khí bất quá những thiên địa linh khí này vẫn còn có chút hỗn tạp muốn từ đó thu hoạch được chân chính chỗ tốt còn cần chiết xuất mới được nhưng so với gia lý thành đến nơi này thật sự là muốn tốt nhiều lắm đường tam có thể cảm nhận được những thiên địa linh khí này càng nhiều đều là từ những thánh sơn kia bên trên tán phát đi ra khác biệt Thánh Sơn Hoàng tọa ngọn núi tản ra linh khí thuộc tính cũng có chỗ khác biệt, cho nên mới sẽ dẫn đến tổ đình nội bộ thiên địa linh khí có chút hỗn tạp. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên bôi cường quang hiện lên, lại có đạo thân ảnh trực tiếp từ cùng nhau đình trên Thánh Sơn lướt qua, phi nhân tổ đình nội bộ. Đường Tam Chính thông qua trên xe ngựa cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cấp tốc ngưng tụ thị lực hướng phía đạo thân ảnh kia. Nhìn lại, trong mơ hồ, hắn chỉ có thể phân biệt ra cái kia tựa hồ là một đạo trắng noãn thân ảnh, cánh chim trắng noãn trên không trung đập, toàn thân phảng phất đều tỏa ra hào quang thánh khiết. Nó mạnh mẽ khí thức phảng phất muốn đem bầu trời đều vạch phá, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tổ đình. Thật mạnh, đại yêu hoàng, đường tam trong lòng mười phần chấn kinh, cái này trắng noãn thân ảnh, hắn mơ hồ có thể phân biệt ra được tựa hồ là một tên hạc yêu. Coi như không có đại yêu hoàng cấp độ tu vi, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Dám can đảm ở tổ đình trên không bay lượt, liền có thể tưởng tượng thân phận của đối phương lúc này đoàn xe của bọn hắn đã xuyên qua thật dài đường núi rốt cục đi tới trong tổ đình liếc nhìn lại dãy núi vây quanh bên trong tổ đình ở vào một cái cự đại trong bồn địa ánh mắt chiếu tới các loại cao lớn kiến trúc thực vật cơ hồ hiện đầy toàn bộ bồn địa mà tại trên bồn địa một san sát cung điện nguy nga đứng ngạo nghễ tại tổ đình khu vực trung tâm mỗi một tòa cung điện cơ hồ đều xây ở một chỗ sườn núi phía trên rất có mấy phần cao cao tại thượng cảm giác dạng này cung điện không ít có lớn có nhỏ hình thái cũng đều có khác biệt, nhưng đều là không gì sánh được rộng rãi tồn tại. Không hề nghi ngờ, những cung điện này chính là trong tổ đình chân chính nắm trong tay toàn bộ yêu tinh đại lục đại quyền đỉnh phong đại năng chỗ ở. Chỉ là dùng con mắt đi xem, đều có thể mơ hồ cảm nhận được những cung điện này tản ra vô hình uy áp. Khoảng cách đường tam bọn hắn bên này hơi gần một tòa cung điện là do màu trắng vật liệu đá tu kiến mà thành, cung điện tại một chỗ cao chừng 500 mét sườn núi phía trên, toàn thân trắng noán cung điện tiến bắn khiếp người bá khí. Trước cung điện, có một tôn pho tượng to lớn, mặc dù không có thánh sơn hoàng tọa lớn như vậy, nhưng cũng khí thế bất phàm. Pho tượng kia điêu khắc chính là một đầu to lớn bạch hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, trường dài mấy chục thước thân thể bắn ra lấy cường đại hung hãn khí tức. Không hề nghi ngờ, tòa này hẳn là bạch hổ đại yêu hoàng cung điện. Hổ yêu mạch người mạnh nhất, thâm niên đại yêu hoàng. Khoảng cách bạch hổ đại yêu hoàng cung điện hơi gần khác một tòa sườn núi bên trên, là một tòa toàn thân hiện ra là mỹ lệ thay đổi dần sắc quan điện, quan điện nửa phần dưới là màu xanh lá, cùng trên núi các loại thảm thực vật phẳng phất hòa thành một thể, mà phía trên lại là màu lửa đỏ. Do màu xanh lá hướng hỏa hồng sắc thay đổi dần, khiến cho nó nhìn tựa như là một đoàn phóng lên tận trời hỏa diễm. Cung điện chỉnh thể hình thái có điểm giống từng cái cái cự đại cây nấm, đường tam suy đoán đây cũng là một tòa thuộc về thiên tinh hoàng cung điện. Từ hắn góc độ này, chỉ có thể nhìn rõ hai tòa cung điện này dáng vẻ. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, đường tam có thể cảm nhận được những này thuộc về đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cung điện đều đang hấp thu lấy trong không khí thiên địa linh khí tựa như là từng cái vòng xoáy đồng dạng thôn phệ hấp thu nhưng cũng đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra linh khí tựa hồ là đem chính mình không cần bộ phận kia lại phóng xuất ra tổ đình nội bộ linh khí nồng đậm nhưng lại hỗn tạp tựa hồ cũng cùng bọn chúng dạng này hấp thu loại bỏ phóng thích có quan hệ trực tiếp thật thật là độc bạch cũng sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm không chỉ là hắn Shrek chiến đội mấy vị tiểu đồng bọn lúc này đều ngừng thở, nhìn xem bên ngoài. Bọn hắn đều là lần thứ nhất đến đây tổ đình, tại trước khi tới đây, đã từng cũng đối cái này nổi tiếng xa gần đại lục hạch tâm từng có rất nhiều tưởng tượng. Thế nhưng là, vô luận như thế nào tưởng tượng, chân chính nhìn đến đây một cách thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy vạn phần rung động. Gia lý thành đoàn chiến thập liên thắng làm bọn hắn thành lập lòng tin, tu vi tăng lên càng làm cho trong lòng bọn họ nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo. Thế nhưng là, khi bọn hắn sau khi lại tới đây, cảm thụ được tổ đình khí tức, trong lòng bọn họ lại nhiều tự ti. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại bọn hắn thu được thành tích như vậy đằng sau, yêu quái tộc tựa hồ đối với bọn hắn hay là chẳng thèm mó tới. Ở chỗ này, bọn hắn phảng phất chính là giọt nước trong biển cả, thậm chí đều không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Đường Tam, lúc này nội tâm cũng là nặng nề. Hắn sở dĩ kiên trì muốn tới tổ đình có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là muốn hiểu rõ thế giới này, hiểu rõ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đến tột cùng có thể cường đại đến trình độ gì. Gia Lý Thành dù sao chỉ là an phận ở một góc từng cái tòa thành thị, nghe nói tại trong chủ thành cũng là nhỏ yếu nhất, như vậy, cường đại nhất tổ đình lại là cái gì bộ dáng đâu. Hiện tại đường Tam thấy được, hắn nhìn thấy đồ vật cùng những người khác không một dạng, nương tựa theo thần thức, hắn có thể cảm nhận được tại cái này to lớn trong tổ đình cái kia cái tồn tại cao cao tại thượng Toàn bộ vị diện lực lượng ở chỗ này thăng hoa đến cực hạn, cái kia cùng Thánh Sơn Hoàng tỏa hô ứng lẫn nhau từng tòa trong cung điện to lớn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không khỏi là đến từ tồn tại cực kỳ cường đại. Đường Tam ở trong lòng thật sâu tiếng thở dài, hắn biết, trừ phi mình tu vi có thể khôi phục lại đã từng thần vương cấp độ, bằng không mà nói, muốn dẫn đầu vị diện này nhân loại phản kháng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là không thể nào, mà lại là tuyệt đối không thể nào. Những này đỉnh cấp đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng, cho dù là ở trong thần giới, đều có thể thức đẹp thần chỉ cấp 2, thậm chí là chạm đến cấp thần linh cấp độ. Đường Tam liền xem như khôi phục thần vương cấp độ, đem bọn hắn toàn bộ phục diệt, chỉ sợ đều muốn đối kháng toàn bộ vị diện, đem viên tinh cầu này toàn bộ phục diệt mới được. Nhưng nếu như tất cả đều thụ diệt, nhân loại còn thế nào sinh tồn? Vị diện này nhân loại cũng đem đồng dạng hủy diệt, hắn cũng không thể đem vị diện này nhân loại tất cả đều chuyển rời đến mặt khác hành tinh đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi vào thế giới này, mắt thấy nhân loại bị nô dịch, làm tồn tại đê đẳng nhất, đường tam trong nội tâm thiêu đốt lên đoàn hỏa diễm. Chưa tìm kiếm thê tử bên ngoài, hắn vì chính mình lập xuống cái khác mục tiêu chính là trợ giúp nhân loại của thế giới này quật khởi. Hiện tại xem ra, cái này nhất định là kiện gánh nặng đường xa sự tình. Muốn làm cho nhân loại chân chính tại vị diện này quật khởi, chỉ sợ dùng sức mạnh là không được, nhất định phải mở ra lối riêng. Cụ thể muốn làm thế nào, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là nếm thử cùng vị diện này giao lưu để cho mình có thành tựu thần cơ hội. Chỉ có trở lại thần cấp mới có điều động hết thảy khả năng. Hắn mang theo ký ức mà đến, mang theo một chút thần thức, chỉ cần bị vị diện này vị diện chi chủ phát hiện, nhất định liền sẽ bị nhận định là kẻ ngoại lai. Một khi phát hiện hắn có thần vương nội tình, có hủy diệt vị diện này tiềm lực, vị diện bóp chết hắn còn đến không kịp làm sao lại để hắn trở lại thần cấp. Đây mới là đường tam lớn nhất nguy cơ, Pháp Lam Tinh bên trên năng lượng như vậy rồi rào, lấy đường tam tự thân có thần thức thiên phú, coi như hắn hoàn toàn không tu luyện, tự thân tu vi cũng sẽ tiếp tục mà ổn định tăng trưởng, một ngày nào đó gặp phải thần cấp cấp độ bình cảnh, một khi áp chế không nổi nhất định phải đột phá, mà một khi đột phá. Đường tam đương nhiên sẽ không bị động địa chờ đợi tai nạn như vậy tiến đến, hắn nhất định phải chủ động xuất kích, cho mình chế tạo cơ hội mới được chế tạo cơ hội như vậy nhất định không thể chỉ là thỏa hiệp nhưng cũng không thể thuần túy uy hiếp hắn phải không ngừng hoàn thiện ý nghĩ của mình mới có thể tìm được cơ hội tốt nhất đi định ra tốt nhất phương án đội xe tiến người tổ đình đằng sau tốc độ rõ ràng liền thả chậm linh tê lộc yêu vương thương đội tựa hồ vẫn tương đối có địa vị mặc dù là dọc theo đường cái một bên tiến lên nhưng vẫn là có thể được cho phép tại trên đường chính tiến lên càng là sâu người tổ đình nội bộ càng là có thể cảm nhận được tòa thành này khổng lồ bất quá khi bọn hắn tiến người đường đi đằng sau, nhận hai bên công trình kiến trúc che chắn, liền không nhìn thấy những cung điện to lớn kia. Lại đi tiếp chừng nửa canh giờ, đội xe rốt cuộc cũng ngừng lại. Đội xe lính đội chủ động tới đến đường tam bọn hắn chiếc xe ngựa này bên cạnh, đem bọn hắn kêu xuống tới. Đến chỗ rồi, tiếp xuống các người tự do hoạt động, nhưng nhất định phải đi đại đấu phổ trận bên kia lấy sơ chiến đội danh nghĩa báo danh, chàng chủ đại nhân đã cho các người sắp xếp xong xuôi. Trừ tham gia đoàn chiến bên ngoài, các người có thể tự do hoạt động. Nhân thành lúc chúng ta đã vì các người ghi danh thân phận, các người chỉ cần tùy thân mang theo quý tộc huy chương liền sẽ không có phiền phức. Có mấy cái chú ý hạng mục phải nhắc nhở các ngươi. Trong tổ đình, cấm chỉ chiến đấu, một khi bị phát hiện, liền đem đối mặt tổ đình đội chấp pháp xử phạt, sẽ bị xử tử. Còn có, thần cấp trở xuống, tại trong tổ đình không có phi hành quyền. Liền xem như thần cấp trở lên, phi hành khu vực cũng khác biệt, phụ thuộc chủng quần thần cấp cũng không có phi hành tư cách. Những ngày các ngươi đều muốn chú ý, đương nhiên, trong đại đấu thú trường chiến đấu là không bị hạn chế. Còn có chính là, không cần tùy ý tới gần Thánh Sơn cùng các vị đại yêu hoàng, Thiên Tinh Hoàng bệ hạ cung điện. Sáng đạp người cấm khu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều hạn chế. Chờ các ngươi tham gia xong đoàn chiến đằng sau, sẽ do chúng ta an bài tiếp ứng, cùng nhau trở về. Các ngươi chế nhất có thể tại 7 ngày sau đi đại đấu thú trường báo danh, rõ chưa? Đường tam năm người gật đầu đáp ứng, vị này lĩnh đội liền không lại để ý tới bọn hắn, thẳng bận rộn đi. Đội xe dừng ở gia quy mô hình rất lớn cửa hàng trước, cửa hàng này danh tự liền gọi là Linh Tê. Căn cứ dọc theo con đường này hiểu rõ, Linh Tê cửa hàng trải rộng đại lục, không chỉ là tại thiên vũ đế quốc bên này có, tại tinh quái tộc bên kia cũng tương tự có, là trên cả yêu tinh đại lục số số 2 cửa hàng. Đây cũng là gia lý thành duy nhất có thể đem ra được, coi là có nội tình tồn tại. Tại kinh tế bên trên, Gia Lý Thành dựa vào Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch kinh doanh đúng là không kém. Linh Tê Lộc Yêu mạch trước kia nhận qua khổng tước đại yêu Hoàng Đại Ân, cho nên đối với khổng tước yêu tộc nhất mạch trung thành tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, lấy bọn hắn tài lực, liền xem như khổng tước đại yêu vương thật bị tinh phượng đại yêu Hoàng thay thế, bọn hắn mạch này cũng sẽ không bị dao động. Có thể cùng Hoàng Kim Lộc Yêu nhất mạch địa vị ngang nhau, Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch tự nhiên có bọn hắn lực lượng. Phó băng kỳ nhìn về phía đường Tam, đường tam nói chúng ta rời khỏi nơi này trước ta cái địa phương ở lại bọn hắn đều là lần thứ nhất đến đây tổ đình đối với nơi này làm nhiều quan sát mới là trọng yếu nhất đương nhiên dưới mắt bọn hắn đầu tiên muốn làm là cùng trương hảo hiên hội hợp mặc dù trương hảo hiên không nói hắn sẽ làm như thế nào tiến người tổ đình nhưng vị này đã là thần cấp trưởng trấn tất nhiên có biện pháp dù sao tổ chức cứu thuộc tổng bộ ngay tại trong tổ đình lần này hắn đến đây còn muốn báo cáo công tác rời đi linh tê lộc yêu đội xe đường tam năm người đem quý tộc huy chương đeo ở trước ngực, lấy ghi rõ thân phận của mình. Cùng những thành thị khác khác biệt, tại cùng nhau trong đình, bọn hắn rất ít có thể nhìn thấy nhân loại, bất qua tổ đình chủng quần so tại gia lý thành phong phú được nhiều, nhất là một chút có rõ ràng thực vật đặc thù tinh quái tộc càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tinh quái tộc mặc dù cũng có loại người hình dáng người, nhưng ngoại hình đặc thù bình thường đều cùng mình chủng quần có quan hệ, trên đầu mọc ra dễ cây, trên bờ vai nở hoa, phía sau có dây leo vung vẩy, đủ loại đều có trong lúc nhất thời, Rét chiến đội năm người có chút không kịp nhìn cảm giác trong tổ đình chị an hiển nhiên là rất tốt thỉnh thoảng liền sẽ có một thân hắc giáp đội chấp pháp trải qua bọn hắn trải qua thời điểm người qua đường đều sẽ chủ động né tránh trong tổ đình là phái bình hòa khí tượng đường tam bọn hắn ở chỗ này chỉ có thể là đại khái phân rõ phương hướng phân biệt phương hướng đằng sau hướng tổ đình chỗ sâu tiến lên dựa theo cùng trương hảo hiên ước định bọn hắn trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại sau đó Trương Hảo Hiên tự nhiên sẽ tới tìm hắn bọn họ. Đi ước chừng nửa canh giờ, 5 người đứng tại một tòa cao lớn kiến trúc trước. Khách sạn nhìn qua quy mô rất lớn, nhân môn chỗ cửa lớn liền có vượt qua cao 5 mét. Cái này hiển nhiên là vì thân hình cao lớn yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chuẩn bị. Chúng ta liền ở chỗ này. Phó băng kỷ hướng đường Tam hỏi. Đường Tam nói, liền ở nơi này đi. Phó băng kỷ đi ở trước nhất, 5 người nối đuôi nhau mà người. Lấy nhân loại thân hình, ở chỗ này liền lộ ra 10 phần nhỏ bé. Sau khi vào cửa, là chừng cao 20 mét khách sạn đại đường, trong hành lang trang hoàng ngắn gọn, lại cho người ta một loại mang theo mấy phần lực áp bách cảm giác. Trên vách tường phù điêu bày biện ra chính là hình thái khác nhau bạch hổ, rất hiển nhiên, khách sạn này cùng bạch hổ đại yêu hoàng nhất mạch tương quan, có lẽ có khả năng chính là bạch hổ đại yêu hoàng sản nghiệp. Năm người đi vào trước quầy, sau quầy là mấy tên hồ yêu tộc thiếu nữ, từng cái vóc người nóng bỏng dung mạo tịnh lệ cho người ta trước mắt sáng cảm giác phó băng kỳ nói chúng ta cần năm cái gian phòng tạ ơn sau quầy hồ yêu thiếu nữ nhìn xem bọn hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút sau đó mặt lộ vẻ khiếp sợ đằng sau dần dần khôi phục bình thường hỏi dò các ngươi là nhân loại phó băng kỳ sửng sốt một chút nói đây không phải rõ ràng sao hồ yêu thiếu nữ thở dài ra một hơi dọa ta nhảy ta còn tưởng rằng là đại nhân vật tới đâu các người còn trẻ như vậy thế mà có thể trở thành quý tộc, cũng rất lợi hại nha. Muốn 5 cái gian phòng nào đâu, chúng ta nơi này có tiêu chuẩn phòng, phòng khách quý, đặc đẳng phòng, đặc đẳng phòng khách quý, vương cấp phòng, còn có tôn quý nhất yêu hoàng phòng xếp. Phó băng kỳ vô ý thức liền nhìn về phía đường Tam, cái này tổ đình thật sự là không giống với A. Ngay cả khách sạn hoa dạng đều nhiều như vậy, đường Tam hỏi khác biệt gian phòng làm sao thu phí. Hồ yêu thiếu nữ nói, phổ thông phòng một cái nguyên tố tệ một ngày, phòng khách quý hai cái nguyên tố tệ, đặc đẳng phòng năm cái nguyên tố tệ, đặc đẳng phòng khách quý mười cái nguyên tố tệ. Vương cấp phòng cần vương cấp tu vi yêu vương đại nhân mới có tư cách người ở, yêu hoàng phòng xếp cần đại yêu vương trở lên cấp bậc đại nhân mới có thể lấy người ở. Giá cả cùng đặc đẳng phòng khách quý dạng, võ băng kỳ nhịn không được nói, người ta giống như khách sạn đều theo chiếu linh tê tệ tính toán, các người nơi này làm sao bình thường nhất gian phòng đều muốn dùng nguyên tố tệ tính toán đây cũng quá đắt đi. Phải biết, bọn hắn tham gia đấu phổ đoàn chiến, ban sơ trận đầu xuống tới, cũng không có nhiều nguyên tố tệ. Mà nơi này khách sạn, một đêm một căn phòng liền muốn một cái nguyên tố tệ, cũng quá đắt. Hồ yêu trên mặt thiếu nữ biểu lộ phát sinh chút biến hóa rất nhỏ, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần làm nhưng, tổ đình cơ bản tiêu phí tiền tệ chính là nguyên tắc tệ, bên này không dùng linh tê tệ loại tiền tệ này. Phó băng kỳ lập tức cảm thấy mình bị rất khinh bỉ, lập tức nói, Vậy liền cho chúng ta năm cái tiêu chuẩn phòng đi. Được rồi, xin ngài chờ một chút, ta xem xét một chút. Hồ yêu thiếu nữ đơn giản tra xét một chút về sau, thủ, thật có lỗi a. À. Tiêu chuẩn phòng chỉ còn lại 3 gian, ngài nhìn. Phó Băng Kỳ lập tức nhìn về phía Đường Tam, nếu không, chúng ta đổi nhà. Đường Tam nói, liền nơi này đi, lại mở hai cái phòng khách quý, đại sư huynh, người cùng tranh tử sư tỉ từng cái người một gian. Tốt a, à, Phó Băng Kỳ cảm thấy đau lòng nhưng vẫn là mở hai cái phòng khách quý cùng ba cái tiêu chuẩn phòng bất quá gian phòng mở tốt về sau võ băng kỳ lại nhất định không chịu ở phòng khách quý nhất định để cho đường tam ở trong lòng hắn đường tam mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cùng hắn đã sớm là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng không có đường tam bọn hắn căn bản đi không đến hiện tại một bước này đường tam mắt thấy không cách nào cự tuyệt chỉ có thể đáp ứng bọn hắn chỗ ở khách sạn này liền gọi là bạch hổ khách sạn. Đừng nói, khách sạn này giá cả mặc dù quý, nhưng đúng là bọn hắn đã thấy xa hoa nhất. Cho dù là phổ thông phòng cũng có 60 mét vuông, hay là cái nhỏ phòng xếp, bên ngoài có cái phòng khách nhỏ, bên trong là phòng ngủ, phòng vệ sinh rất lớn, phi thường dễ chịu. Còn có một cái chuyên môn phòng tu luyện, trong phòng tu luyện có càng giày đặc thiên địa linh khí, là từ trên vách tường khe hở trong đội lưu nhân. Khách sạn này hẳn là có tụ linh trận loại hình pháp trận tồn tại, đem ngoại giới thiên địa linh khí đạo người, càng có thể quý chính là, còn đối với thiên địa linh khí tiến hành loại bỏ. Khi nhìn đến nơi này phòng tu luyện đằng sau, liên tâm đau võ băng kỷ đều không nói. Đơn thuần linh khí, nơi này đã không kém hơn Hoàng Kim Sơn Cốc, đương nhiên, sinh mệnh cấp độ vẫn là kém xa. Phòng khách quý liền muốn càng lớn từng cái chút, chừng 90 mét vuông trong phòng tu luyện thiên địa linh khí cũng biến thành càng phát ra nồng nặc lên, càng thêm thuần túy, đầy đủ thể hiện ra một chia tiền một phần hàng đạo lý trong phòng còn có tươi mới hoa quả cung ứng. Đơn thuần từ phòng tu luyện thiên địa linh khí nồng độ để phán đoán, phòng khách quý tỷ lệ hiệu suất so tiêu chuẩn phòng cao hơn một chút, mặc dù giá cả quý, nhưng ở chỗ như vậy tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai cái phòng khách quý, bọn hắn 5 người tu luyện đều có thể. Phó băng kỳ lập tức liền nảy ra ý hay, nghĩ đến nếu như vậy, mọi người kỳ thật chỉ cần hai cái gian phòng thay phiên tu luyện cùng nghỉ ngơi cũng có thể a à. bất quá ý nghĩ này vẫn là bị đường tam bỏ đi một cái là bởi vì mọi người đều có tư ẩn lúc tu luyện cũng dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau hay là tách ra ở tương đối tốt còn có chính là bọn hắn hôm nay tới đây tổ đình trọng yếu nhất cũng không phải tu luyện a à. còn có rất nhiều chuyện muốn làm năm người dàn xếp lại đường tam trở lại chính mình phòng khách quý bên trong đứng tại phía trước cửa sổ từ khách sạn phòng khách bên này vừa vặn có thể nhìn thấy nơi xa to lớn bạch hổ đại yêu hoàng cung điện đây cũng là trước đó thiết kế tốt đường tam từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một viên tinh xảo vòng kim loại kim loại này vòng là hình bầu dục trung ương còn kết nối với một cái tinh xảo quả cầu kim loại tại cái kia nho nhỏ quả cầu kim loại bên trên rõ ràng có phi thường hoa văn phức tạp đem huyết mạch chi lực chú người trong đó về sau đường tam đưa nó đeo ở lỗ tai của mình bên trên nín hơi ngưng thần lấy tinh thần lực đi dẫn đạo rất nhanh trong tai liền truyền đến thanh âm, các người giàn xếp lại rồi, thanh âm quen thuộc vang lên, đường tam thông qua tinh thần lực đem ý niệm của mình chú người trong đó tiến hành giao lưu, đã giàn xếp lại, tại bạch hổ khách sạn. Ngài có thể cảm nhận được ta cái này dụng cụ thông tin định vị sao? Có thể, chờ ta, ta liền tới đây, khách sạn này rất kỳ lạ, đối với yêu vương trở lên cấp bậc người có đãi ngộ đặc biệt, ta đề nghị ngài mở một cái vương cấp phòng, trong căn phòng phòng tu luyện hẳn là sẽ càng tốt hơn. Ừm có chút quý đường tam nhắc nhở ha ha ta hiện tại sợ quý sao ta là có tiền một bên khác hiển nhiên là trương hảo hiên đường tam chế tác trên lỗ tai cái này dụng cụ thông tin hay là nhận linh tê lộc yêu vương ứng kiệt cho cái kia dụng cụ thông tin dẫn dắt linh tê lộc yêu vương cái kia dụng cụ thông tin kỳ thật chính là từng cái cái thanh âm truyền thâu pháp trận đường tam dứt khoát tiến thêm một bước nghiên cứu một chút cái kia dụng cụ thông tin đằng sau mình làm cái càng thêm tinh xảo chẳng những có thể lấy thông qua chú người tinh thần lực để thanh âm truyền tống đến càng xa hơn nữa còn có định vị công năng tác dụng phải lớn hơn nhiều bất quá thứ này chế tác lên khá là phiền toái cần rất tinh tế làm việc hắn cũng liền làm như thế một đôi dùng để cùng trương hảo hiên liên hệ trương hảo hiên bởi vì buôn bán tụ linh trận bàn hiện tại đúng là tương đương giàu có ngay cả đường tam cũng không biết hiện tại chính mình vị lão sư này trên tay có bao nhiêu tiền nhưng nghe hắn cái kia tài đại khí thô khẩu khí khẳng định là không ít không có chờ thời gian quá dài dụng cụ thông tin lại lần nữa vang lên ta đã người ở vương cấp phòng đơn giản thật là đơn giản a à. thụ lưu kích ngươi qua đây đi ta tại sáu tầng lục 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 gian phòng đường tam tiến về sáu tầng thời điểm lại bị ngăn trở đầu bậc thang có hai tên thủ vệ chặn đường đi của hắn lại luôn luôn mới biết được muốn tiến người sáu tầng hoặc là có thẻ phòng hoặc là cần yêu vương cấp bậc tu vi mới có thể đi vào người rơi vào đường cùng đường tam đành phải dùng dụng cụ thông tin lại một lần liên lạc lão sư trương hạo hiên đi vào đầu bậc thang tự mình đón hắn mới đưa hắn nhận được chính mình lục 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 trong phòng tiến gian phòng ngay cả đường tam đều muốn hô lục 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 đập vào mi mắt là chừng 100 trăm mét vuông phòng khách lớn trang trí đến phi thường xa hoa không chỉ có như vậy phòng khách lớn một bên rơi xuống đất cửa sổ pha lê bên ngoài còn có một cái đồng dạng một 100 trăm mét vuông ban công trên ban công chừng một nửa diện tích là từng cái cái to lớn phòng tắm hoặc là nói là bể bơi khu vực khác có ghế sofa cùng khu nghỉ ngơi, cùng vây quanh toàn bộ ban công một vòng thực vật. Cái này thật, trừ phòng khách lớn bên ngoài, phòng tu luyện chừng 20 mét vuông lớn, bên trong thiên địa linh khí nồng nặc thậm chí có chút đặc dính. Càng thêm kỳ dị chính là, phòng tu luyện này tản ra khí thức đối với thần thức đều có nhất định tầm bổ hiệu quả. 10 cái nguyên tố tệ quý sao, quả nhiên là không quý, đường tam ở phòng tu luyện bên trong cảm thụ một hồi, phát hiện tại phòng tu luyện này bên trong, Thiên địa linh khí đối với tinh thần lực cùng thần thức tẩm bổ hiệu quả rõ ràng tăng cường. Nếu có thể ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện, vậy hắn thần thức nhất định có thể lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục. Đây vẫn chỉ là cái khách sạn A. Thử nghĩ, những đại yêu hoàng kia trong cung điện, tu luyện hiệu quả muốn tốt tới trình độ nào? Khó trách sẽ ra cấp 12 cường giả. Đây quả thật là không giống với A. Có đáng giá hay không, lão sư? Đường tam cười như không cười nhìn về phía trương hảo hiên. Giá trị, quá đáng giá. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói ra, "Đúng là đáng giá ha, Khi hắn cảm nhận được thần thức của mình đều nhận tẩm bổ thời điểm, hắn lập tức liền minh bạch nơi này là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên, giá cả cũng không ít, 10 cái nguyên tố tệ tại gia lý thành sức mua đã hết sức kinh người, ở chỗ này lại chỉ có thể ở từng cái trời. Tổ đình ngài trước kia tới qua sao? Sư đồ hai người tới trong phòng khách ngồi xuống, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, "Tới qua hai lần, bất quá khi đó ta đều là đến tổng bộ ở." cũng không có tiền ở khách sạn. Tại trong tổ đình, có thể ở nổi khách sạn cũng không nhiều. Đường Tam cười khổ nói, từ giá cả bên trên ta đã cảm nhận được. Lão sư, người tính lúc nào đi tổng bộ, Trương Hạo Hiên nói, liền hai ngày này đi, ta là nghĩ như vậy. Tình huống của các người ta cho là hay là giữ bí mật cho thỏa đáng, cho dù là tổng bộ bên kia, cũng trước không hướng bọn hắn báo cáo. Điểm này ta cùng lão quan cùng nghĩ thẳng, đều thương lượng xong, các ngươi trưởng thành cần nhiều thời gian hơn, dù sao các ngươi hiện tại cũng còn quá trẻ tuổi. Chúng ta lo lắng tổng bộ nếu như biết các ngươi chính là tại gia Lý Thành náo ra lớn như vậy động tĩnh sơ chiến đội, sẽ đối với các ngươi có an bài khác, khi đó chúng ta muốn cự tuyệt coi như không dễ dàng. Đường Tam rất tán thành gật đầu, hắn chỗ nào cũng sẽ không đi, sẽ chỉ lưu tại gia Lý Thành, bởi vì nơi đó có hắn người trọng yếu nhất. Trương Hạo Hiên nói, cho nên báo cáo công tác ta liền chính mình đi. Ta hiện tại đã là thần cấp, cấp độ khác biệt, lại thêm lập xuống công lao, hiện tại đã là lam cấp cứu thục, coi như tổ chức đối với chúng ta tụ linh trận bàn có ý tưởng, cũng sẽ không làm khó ta. Ta đoán chừng chính là khích lệ một chút ta, sau đó hỏi thăm bên dưới ra lý thành tình huống bên kia, không cần lo lắng. Còn có chính là, chúng ta cái kia pháp trận đại sư hoang ngôn còn muốn tiếp tục lập xuống dưới, ta cùng tổng bộ cũng sẽ như thế báo cáo. Lần này đột phá đến thần cấp sự tình, nói thật, ta cũng có một ít thất vọng đau khổ bán tụ linh trận bàn chúng ta đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tổng bộ kiếm lời khẳng định so với chúng ta chỉ nhiều không ít, bọn hắn còn muốn như vậy nắm. Người đã nói muốn tiếp tục bán mặt khác trận bàn, ta lần này tranh thủ đã thông một đầu đường dây tiêu thụ, về sau chính chúng ta bán. Nghe Trương Hạo Hiên mà nói, đường Tam nói ép lão sư, chính ngài đi báo cáo công tác ta đồng ý, nhưng đường dây tiêu thụ phương diện này trước không nên gấp. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trận bàn quan hệ lợi ích rất lớn chúng ta lần này không phải đi theo linh tê lộc yêu thương đội tới sao? Thông qua quan sát có thể phát hiện, linh tê lộc yêu nhất mạch hẳn là tại trên cả yêu tinh đại lục đều có phi thường phát đạt thương nghiệp mạng lưới, mà lại linh tê lộc yêu vương cùng khổng tước yêu tộc quan hệ mật thiết, tương lai cũng tốt khống chế. Chúng ta lần này lại muốn lợi dụng linh tê lộc yêu vương đến giải quyết sơ chiến đội trước đó đoàn chiến thập liên thắng, di chứng ta cảm thấy có thể cân nhắc cùng bọn hắn trực tiếp hợp tác, tương đối mà nói, tính an toàn sẽ cao chút. Linh Tê Lộc Yêu Vương là cái phi thường tinh minh thương nhân, càng như vậy thương nhân, càng là biết được như thế nào thu hoạch được cao hơn càng ổn định lợi ích. Trương Hạo Hiên nghe hắn kiểu nói này, mắt trừ lập tức trở nên sáng mấy phần, ý của ngươi là, tương lai để bọn hắn trở thành chúng ta trận bàn đại diện thương. Lần này cũng lợi dụng chuyện này để bọn hắn tốt hơn giúp các ngươi bỏ đi trước đó đến từ tổ đình bên này kiêng kỵ. Đường Tam gật gật đầu, Trương Hạo Hiên nói, ngươi muốn làm gì? Đường Tam phóng thích tinh thần lực, phong tỏa không gian chung quanh, thấp giọng hướng hắn nói vài câu trương hạo hiên nụ cười trên mặt dần dần trở nên rõ ràng đứng lên người a à, ngươi ngươi thật là đường tam cười nói cái này còn không phải ngài dạy thật tốt trương hạo hiên cười khổ nói ngươi cũng đừng cái này nói gì ta lão sư này nên được hổ thẹn người dạy ta so ta dạy cho ngươi còn nhiều trong lòng ta đã sớm không đem ngươi coi đứa bé nhìn đường tam nói lão sư chúng ta là mới tới tổ đình ngài cảm thấy Tổ đình có những địa phương nào là chúng ta hẳn là đi xem một chút, đối với chúng ta tương lai trưởng thành có lợi, hoặc là có thể tăng trưởng kiến thức. Trương Hạo Hiên không chút do so dự nói, đó là đương nhiên là các vị đại yêu hoàng cung điện a. Đó là nhất định phải đi địa phương, cảm thụ đến từ đại yêu hoàng khí tức, đôi này tất cả yêu tộc tới nói, đều là triều thánh hành trình. A, à, Đường Tam Kinh Ngạc nhìn xem hắn, đại yêu hoàng cung điện vậy mà đối ngoại mở ra. Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nói chính xác là một bộ phận khu bình thường vực mở ra, dùng để để bản tộc người cúng bái, đương nhiên, người ngoại tộc cũng được, nhưng cần tốn hao tiền sẽ nhiều hơn một chút. Bản tộc người giao năm mai nguyên tố tệ liền có thể đi vào tham quan, cúng bái, người ngoại tộc gấp bội, nhưng ta cảm thấy hay là đáng giá. Thí dụ như, độc bạch liền phi thường hẳn là đi thiên hồ đại yêu hoàng cung điện nhìn xem, đi cúng bái một chút, chuyện này với hắn lĩnh ngộ tự thân huyết mạch tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Đường Tam nói, vậy sẽ không bị phát hiện thân phận sao dù sao đây chính là đại yêu hoàng cung điện đại yêu hoàng thần thức nhất định sẽ phi thường đáng sợ trương hạo hiên lắc đầu nói phương diện này không cần lo lắng đầu tiên mỗi một tòa cung điện người tham quan đều là ngàn ngàn vạn vạn đại yêu hoàng cũng không có khả năng thời khắc dùng thần thức đi kiểm tra huống chi đại yêu hoàng tại nhà mình cung điện thời điểm không nhiều tổ đình địa phương thần thánh nhất là nghị hội cơ hồ tất cả đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng đều tại nghị hội bên kia tu luyện coi như không tại nghị hội bọn hắn đi thánh sơn hoàng tọa bên kia khả năng cũng muốn so tại nhà mình quan điện khả năng có thể lớn các ngươi hẳn là cảm nhận được thánh sơn hoàng tọa cùng đại yêu hoàng giữa cung điện hô ứng lẫn nhau quan hệ đi nói chính xác mỗi một tòa thánh sơn hoàng tọa trên thực tế đều là đại yêu hoàng dùng để cùng thiên địa chỗ giáp nhau bọn hắn đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm chính mình cái này nhất mạch cần có năng lượng từ đó đạo người cung điện của mình bên trong phúc phận bản tộc đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng bọn họ ở phương diện này là cạnh tranh quan hệ ai cũng sẽ không nhường cho. Cho nên, bọn hắn nhất định phải thường xuyên tiến về Thánh Sơn Hoàng Tọa duy trì cùng giữa thiên địa liên hệ. Nghe giải thích của hắn, đường tam lập tức sáng tỏ thông suốt, khó trách, khó trách trong tổ đình thiên địa linh khí như vậy nồng đậm, nhưng lại mười phần hỗn tạp, nguyên lai like là những cường giả này tranh cướp lẫn nhau bố trí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói cho nên nói, khách sạn này bên trong hoàn cảnh tu luyện khó được đâu. Cái này trải qua loại bỏ đằng sau năng lượng rất thích hợp tu luyện, so tại ngoại giới mạnh hơn nhiều, quý quả nhiên là có đạo lý. Không nói cái này, nói tiếp đi đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng sự tình. Các ngươi nếu đã tới tổ đình, ta cảm thấy nhất định phải đi trước phòng những cung điện này, một cái cũng không được buông tha, đều đi xem dưới. Ta tin tưởng đối với các ngươi tới nói, nhất định sẽ có một ít trong cung điện khí tức đem cho các ngươi cảm thụ bất đồng. Những này cảm thụ đối với các ngươi tương lai đột phá đến thần cấp tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Đường Tam nói, lão sư, ta vẫn luôn biết đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng có hơn 10 vị, cụ thể là cái nào hơn 10 vị A. À? Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, đây cũng là ta đang muốn cho các ngươi giảng. Dạng này, người đem tất cả mọi người kêu đến đi, ta thống cho các ngươi giảng dưới. Là, ngay sau đó, đường Tam vội vàng đến dưới lầu đem mấy tên đồng bạn đều gọi tới, lần nữa lên tới 6 tầng. Thủ vệ đã biết hắn, Nghe hắn báo lục 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 số phòng, cũng liền cho đi để bọn hắn tiến người. Vị nào yêu vương, đại yêu vương không có điểm mà tùy tùng. Năm người tiến người lục 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 số phòng ở giữa, võ băng kỳ bốn người lập tức rất là tán thưởng, gian phòng này có thể nói là bọn hắn thấy qua xa hoa nhất nơi ở. Phòng khách bàn tiệc bên trên, Trương Hạo Hiên đã trải tốt một tấm bản đồ, chính là tổ đình địa đồ. Trước đừng phí hít, đều đến đây đi, ta cho các ngươi giảng giảng liên quan tới tổ đình các vị đại năng tình huống. Trương Hảo Hiên hướng 5 người nói ra, 5 người vội vàng tụ tập đến bên cạnh hắn, nhìn xem trước mặt địa đồ. Bên trên Bắc Hạ Nam tả Tây Hữu Đông, Trương Hạo Hiên chỉ một chút phương vị, lấy thuận tiện đám người phân biệt. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trong lịch sử, cường giả như mây, nhưng liền xem như đại yêu hoàng cấp độ cường giả, cũng không phải là hoàn toàn không chết. Trước mắt đã biết tuổi thọ dài nhất đại yêu hoàng, đã từng sống đến qua hơn 3.000 tuổi, nhưng tựa hồ cũng chính là cực hạn mà có chút đại yêu hoàng bởi vì tranh đấu khá nhiều, tại nhỏ bé niên kỷ vẫn diệt cũng không ít. Nghe hắn nói đến nơi đây, đường tam trong lòng liền minh bạch, đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng loại tầng thứ này cường giả cũng sẽ đội diệt, cùng vị diện này bản thân có quan hệ rất lớn. Không thành thần giới, đều là hư an, không hề nghi ngờ. Pháp Lam Tinh là đã từng thân là thần vương đường Tam đã thấy tất cả trong tinh cầu giàu có nhất. Tinh cầu khổng lồ, phong phú không gì sánh được tài nguyên, chắc chắn dựng dục ra các loại sinh vật mạnh mẽ trước mắt đến xem, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại vị diện này chiếm cứ lấy thống trị địa vị, hắn có thể khẳng định, tại trên viên tinh cầu này còn có đông đảo mặt khác không biết tên chủng quần tồn tại. Nhưng gặp, vô luận là cái gì chủng quần, tại trên viên tinh cầu này đều rất khó trường sinh bất tử. Lại màu mỡ tinh cầu, đó cũng là tinh cầu, cũng không phải là thần giới, thậm chí chỉ là không gian ba chiều. Đại yêu tòa, thiên tinh hoàng có mạnh đến đâu, không có thần giới loại kia tiên linh chi khí tẩm bổ, thần linh vị trí phụ trợ, cũng không có khả năng trường sinh bất tử, mấy ngàn tuổi sinh mệnh cũng đã là cuối cùng. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thế giới là phi thường hiện thực, chỉ có còn sống đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng mới có tư cách tại tổ đình thành lập cung điện của mình. Mà chết đi thiên tinh hoàng, đại yêu hoàng nếu như tại bản tộc bên trong không người kế tục, bọn hắn quan điện liền muốn giao ra, giao cho tân tấn giả. Cho nên, trong tổ đình cung điện chủ nhân vẫn luôn là tại thay đổi. Tới khác biệt chính là, các người nhìn địa đồ chung quanh Thánh Sơn. Trên Thánh Sơn Thánh Sơn Hoàng tọa số lượng muốn xa xa nhiều hơn trong tổ đình cung biệt, đây là bởi vì, chỉ cần là đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng, liền có tư cách tại Thánh Sơn thành lập chính mình hoàng tọa, tuyên cổ trường tồn. Chúng ta bây giờ không nói Thánh Sơn Hoàng tọa có bao nhiêu, liền nói một chút trước mắt tại trong tổ đình cung biệt. Trước mắt hiện có cung điện hết thảy có 15 tòa, mà hiện hữu đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng là 16 cái, cái này cùng chúng ta trước đó hiểu rõ đến tin tức có tranh lệch chút hít kém. Lần trước đã từng đến gia lý thành cái kia, chính là Tân Tấn Tinh Phong Đại Yêu Hoàng, hắn bởi vì là Tân Tấn, còn chưa kịp xây cung điện của mình, cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương một trận chiến bị thương không nhẹ, đoán chừng một lát cũng không tâm tư xây cung điện. Các đại chủ thành trên cơ bản đều là cùng Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng cùng một nhịp thở sản nghiệp, đây cũng là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn cầm xuống gia lý thành nguyên nhân. Cho dù là bọn hắn những này đỉnh tiêm tồn tại, tu luyện cũng cần khổng lồ tài nguyên duy trì. Gia lý thành mặc dù vắng vẻ, tài nguyên cũng không tính phong phú, nhưng bởi vì có linh tê lộc yêu cùng hoàng kim lộc yêu hai mạch này, có thể nói là phi thường giàu có. Tổ đình đối với cái này, tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con. Hôm nay, ta liền kỹ càng cho các người giảng thuật bên dưới cái này 16 cái đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng đều là cái nào. Các người phải nhớ kỹ tại tâm, chuyện này với các người tới nói phi thường trọng yếu. Đầu tiên chúng ta trước từ yêu quái tộc nói về, yêu quái tộc trước mắt tính tinh phong đại yêu hoàng, tổng cộng có 9 vị đại yêu hoàng. Trong đó, có chút là các người biết đến, có chút là các người không biết, xếp hạng thứ nhất một đại yêu hoàng tên là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nghe được cái này có chút phổ thông danh tự, đường tam năm người đều có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, đều không có xuất hiện qua cái tên này, còn xa không có thiên hồ đại yêu hoàng tên tuổi vang dội. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là trước mắt công nhận yêu, tinh hai tộc người mạnh nhất, đã có vượt qua 2.000 tuổi đã lâu sinh mệnh. Cho dù là tại nghị hội bên trong, hắn cũng ít có xuất hiện hắn là thủy tinh long tu luyện mà thành truyền thuyết hắn không gì làm không được hắn là long tộc biến dị mà đến từng cái chủng đặc thù rồng không có giới tính cũng vô pháp truyền thừa chính là độc nhất vô nhị tồn tại thủy tinh long do hắn mà khởi đầu cũng rất có thể là do hắn mà kết thúc điểm này cùng thất sắc lộc đại yêu hoàng có điểm giống bất quá thủy tinh đại yêu hoàng khả năng càng mạnh huyết mạch thiên phú của hắn là phục chế có thể phục chế hết thảy năng lực vô luận mạnh yếu cho nên hắn được xưng là không gì làm không được đã từng có truyền thuyết, liền xem như mặt khác tất cả đại yêu hoàng chung vào một chỗ, tối đa cũng chính là đánh bại hắn, lại không có khả năng giết được hắn. Cái này độc 102 tồn tại một mực đều đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục đỉnh, dòng dã 2000 năm. Không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng, nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật, trừ Đường Tam bên ngoài, bốn người khác đều có loại trong lòng níu chặt cảm giác. Cái này muốn bao nhiêu cường đại mới có thể có được khủng bố như thế đánh giá ha trương hạo hiên tiếp tục nói chín cái đại yêu hoàng chi bên trong xếp hạng thứ hai chính là các ngươi nghe qua tương đối nhiều hắn trưởng khống khí vận là khí vận chúa tể là đứa con của số phận là yêu tinh hai tộc tiên tri là vĩ đại người tiên tri ngôn xuất phát vị trí giả một thiên hồ đại yêu hoàng tại yêu tinh hai tộc chỉnh thể xếp hạng bên trong hắn xếp ở vị trí thứ ba xếp tại tinh quái tộc thiên tinh hoàng phía sau nhưng ở yêu quái tộc bên này hắn chính là xếp hạng thứ hai mà lại hắn so xếp hạng thứ thủy tinh đại yêu hoàng càng nổi tiếng luận thực lực thiên hồ đại yêu hoàng thậm chí có thể nói là yêu tinh hai tộc bên trong mạnh nhất tồn tại hắn nắm trong tay khí vận là mặt khác đại yêu hoàng thiên tinh hoàng chỗ hướng tới cho nên hắn cũng là nhân duyên tốt nhất một cái không người nào nguyện ý đắc tội hắn nghe trương hạo hiên giảng thuật độc bạch không khỏi siết chặt nắm đấm trong mắt phảng phất có quang mang đang lóe lên trương hạo hiên nói thiên hồ đại yêu hoàng cũng bởi vậy được xưng là vận mệnh chúa tể trong truyền thuyết hắn chi phối lấy toàn bộ yêu tinh đại lục vận mệnh chỉ cần có hắn tại yêu tinh hai tộc liền đem có được lớn nhất khí vận từ đầu đến cuối chi phối lấy toàn bộ vị diện vậy nếu như hắn chết đâu cố lý thốt ra hỏi không đợi trương hạo hiên trả lời đường tam thần sắc cổ quái nói tiếp nói như vậy có lẽ nhân loại chúng ta cơ hội liền đến cố lý hỏi làm vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng nếu như chết sẽ như thế nào đường tam trả lời hắn có lẽ như thế nhân loại cơ hội liền đến Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Độc bạch nhịn không được nói, thiên hồ đại yêu hoàng sẽ có người thừa kế a à. Trương Hạo Hiên nói, đúng vậy, sẽ có. Có lẽ là bởi vì chúa tể vận mệnh, thiên hồ tộc nhất mạch đại yêu hoàng tuổi thọ đều không dài. Lịch đại thiên hồ đại yêu hoàng sống đến 500 tuổi khoảng chừng liền đem vẫn diệt, do một đời mới thiên hồ đại yêu hoàng kế vị. Nhưng là, trong truyền thuyết thiên hồ nhất mạch đại yêu hoàng từ đầu đến cuối có thể truyền thừa xuống, đời cũ sau khi tử vong, một đời mới đại yêu hoàng liền xuất hiện. Đường Tam Yên lặng nghe, không nói gì nữa, như có điều suy nghĩ. Trương Hạo Hiên nói, ta tiếp tục giảng, xếp hạng thứ ba đại yêu hoàng tên là Bất Tử, Bất Tử đại yêu hoàng. Hắn là trước mắt yêu, tinh hai tộc bên trong tuổi thọ dài lâu nhất một cái kia, cũng chính là ta nói trọn vẹn sống hơn 3.000 năm cái kia. Hắn chủng quần là Bất Tử Phượng Hoàng. Phượng hoàng tộc một thẳng đều là cực kỳ cường đại tồn tại, bất tử phong hoàng thì là phong hoàng tộc vương tộc, bọn hắn mạch này cường đại nhất huyết mạch thiên phú chính là Niết Vinh. Trong truyền thuyết, bất tử phong hoàng từng cái mạch chỉ cần đột phá đến thần cấp trở lên, đều có chín đầu mệnh, chín lần Niết Bàn đằng sau mới có thể chân chính tử vong. Mà mỗi một lần Niết Bàn, bọn hắn đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này bất tử đại yêu hoàng cũng là 10 phần điệu thấp tồn tại, không biết hắn cùng thủy tinh đại yêu hoàng so sánh chiến đấu chân chính lực tranh lệch bao nhiêu. Bất tử đại yêu hoàng xương hào là vĩnh thế phần thiên, hắn phần thiên hỏa diếm cũng được xưng là mạnh nhất hỏa diếm vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng